Kiều Như Long vẫn là phải sự tình tuyên bố trước một chút, thấp giọng nói, Tiểu Hứa nói bệnh của Gia Gia tình tương đối phức tạp, coi như hắn xuất thủ cũng chưa chắc có 100% nắm chắc. Diệp Lão nói, dù sao không cần mổ sọ, để hắn thử một chút không sao, thành công cố nhiên đáng mừng, coi như thất bại ta cũng sẽ không trách hắn. Hắn để Diệp Thanh Nhã cầm giấy tới, tự mình viết một phần miễn trách tuyên bố sách. Diệp Lão là người biết chuyện, nhìn ra Kiều Như Long vì chuyện này tiếp nhận rất lớn áp lực, hắn đều còn như vậy, huống chi tự thân vì mình trị liệu Hứa Thuần Lương. Diệp Lão nói, ta trước đó tuyên bố, người ta Tiểu Hứa là qua đến giúp ta một tay chữa bệnh, vô luận kết quả như thế nào, đều là ta lựa chọn của mình, không có quan hệ gì với hắn, chúng ta người Diệp ra sau đó không được truy cứu hắn bất luận cái gì trách nhiệm. Diệp Sương Nguyên không nói chuyện, luôn cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Diệp Thanh Nhã nói, Gia Gia ngài yên tâm Hứa Thuần Lương y thuật cao siêu, hắn nhất định có thể chữa khỏi bệnh của ngài. Kiều Như Long trong lòng thầm nghĩ, không biết thê tử tại sao lại đối Hứa Thuần Lương có được cường đại như vậy lòng tin, vẻn vẹn bởi vì nhìn thấy hắn xuất thủ chữa khỏi Adele cùng phụ thân của nàng sao. Phải biết hai người kia lúc trước tật hoạn không đến mức ảnh hưởng sinh mệnh, Diệp Lão bệnh cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Lão còn có một cái tiểu nhi tử Diệp Sương Tuyền xử lý ngoại giao công việc, trước mắt người tại Nam Mỹ, Diệp Sương Nguyên đã thông chi đệ đệ, dù sao não bộ giải phẫu không là chuyện nhỏ, dựa theo bác sĩ thuyết pháp, thuật hậu người bệnh rất nhưng có thể đánh mất ký ức, cho nên Diệp Sương Tuyền sẽ đuổi tại phụ thân nhập viện trước đó về nước gặp hắn một lần. Ngoại trừ người nhà bên ngoài, đối bệnh tình của phụ thân cũng không lộ ra, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết, Diệp Sương Nguyên rõ ràng chuyện này cũng lừa không được quá lâu. Chờ đợi để thời gian trôi qua phá lệ dài dằng dặc, bình thường Diệp Lão đều là 10 giờ rưỡi tối đúng giờ lên giường, hôm nay vì trị liệu chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Kiều Như Long mấy lần đi khách phòng đi xem đều là phòng cửa đóng kín, cái này Hứa Thuần Lương ngược lại là bảo trì bình thản. Từ trước đến nay trầm ổn Kiều Như Long hôm nay cũng có chút thấp thỏm, một thân một mình đi vào trong sân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như Diệp Lão xảy ra chuyện, sẽ không ảnh hưởng đến hai nhà quan hệ. Gia Gia biết mình tướng Hứa Thuần Lương liên lụy trong đó, có thể hay không trách tự trách mình nhiều chuyện. Diệp Sương Nguyên cũng đi tới trong viện, Kiều Như Long kêu một tiếng cha. Diệp Sương Nguyên gật đầu nói, Như Long, người đối Tiểu Hứa y thuật phải là giải. Kiều Như Long nói, hắn tuy không phải xuất thân chính quy, nhưng là từ tiểu học tập tổ truyền y thuật đã là thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất. Diệp Sương Nguyên nói, ta biết hắn rất có bản lĩnh, thế nhưng là ta chưa từng nghe nói qua trung y có thể trị bướu não. Kiều Như Long nói, Thanh Nhã kiên trì để hắn tới xem một chút. Diệp Sương Nguyên nói, rất nhiều thời điểm Thanh Nhã ý nghĩ cũng không phù hợp thực tế. Kiều Như Long nhìn một chút khách phòng cửa sổ, đèn vẫn không sáng lên, Hứa Thuần Lương thật chẳng lẽ ngủ thiếp đi. Khoảng cách ước định trị liệu thời gian còn thừa lại một giờ, hắn thật có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? Hứa Thuần Lương cũng không chìm vào giấc ngủ, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, nội tức sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng. Lợi dụng trong khoảng thời gian này hắn tướng trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Tam âm phệ não hoàn một khi chứng trùng nhập não liền không có thuốc nào chữa được, nhưng cũng không có nghĩa là không có trị tận gốc phương pháp. Hứa Thuần Lương biết duy nhất phương pháp chính là lợi dụng thông cảm phương pháp tướng hai người kinh mạch tương liên, sau đó lấy tự thân nội lực rót vào Diệp Lão kinh mạch thẳng tới não bộ chứng trùng ký sinh chỗ, tướng chứng trùng phá hủy. Hứa Thuần Lương trùng tu thông thiên bảo điển bây giờ chỉ là đột phá một trọng cảnh giới. Vừa mới đạt tới thông cảm tình trạng, đêm nay là Diệp Lão chữa thương khẳng định sẽ tiêu hao không ít nguyên khí. Chữa thương quá trình có thể sẽ dài đằng đẵng, nếu là nửa đường nội lực không tốt, tổn thương đến không chỉ là Hứa Thuần Lương mình, còn có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Khoảng cách giờ tí còn kém một khắc, Hứa Thuần Lương cuối cùng từ trong phòng khách ra, Kiều Như Long sớm đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy hắn ra, thở phào nhẹ nhõm nói, người cuối cùng ra. Hứa Thuần Lương cười nói, Diệp gia đồng ý. Kiều Như Long thừa dịp những người khác không tại, thấp giọng nói, làm theo khả năng. Hắn ý tứ là, nếu như Hứa Thuần Lương không có hoàn toàn chắc chắn, bây giờ chọn lựa từ bỏ còn kịp, biết khó mà lui dù sao cũng tốt hơn tự tay tạo thành bi kịch. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ta cũng không rõ ràng năng lực của mình hạn mức cao nhất ở nơi nào. Kiều Như Long nhìn qua một mặt tự tin Hứa Thuần Lương, đối với hắn lại tăng thêm mấy phần thưởng thức, khó trách muội muội sẽ chung tình với hắn, tiểu tử này xác thực can đảm hơn người. Hy vọng hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, Kiều Như Long thầm nghĩ, hoặc Hứa mình hẳn là càng lạc quan một chút, Hứa Thuần Lương cũng không phải là một cái lỗ mãng người, có lẽ hắn có năng lực như thế.
Diệp Thanh Nhã tới dẫn lấy bọn hắn đi vào Gia Gia gian phòng. Diệp lão đã dựa theo Hứa Thuần Lương yêu cầu tướng đầu cào đến tinh quang, để cho tiện trị liệu, mặc đồ ngủ, nhìn qua tựa như là một vị đắc đạo cao tăng. Diệp Sương Nguyên cảm giác cái này cùng não ngoại khoa giải phẫu cũng kém không nhiều, đều là sớm đem đầu tóc cạo sạch sẽ, làm người bệnh gia thuộc hắn có tư cách hiểu rõ Hứa Thuần Lương muốn áp dụng phương pháp thế nào trị liệu. Tiểu Hứa, ngươi dự định xử lý như thế nào phụ thân ta trong đầu viên này u? Hứa Thuần Lương muốn tới giấy bút, trên giấy vẽ lên một cái viên cầu, lại tại viên cầu bên trong vẽ lên từng cái tiểu viên, nhìn qua cực kỳ giống một cái cây lựu. Hứa Thuần Lương nói, cái này chính là các ngươi nói tới trong đầu khối u, bên trong cái này từng cái tiểu viên chính là trứng trùng, bây giờ những này trứng trùng đã tiếp cận thành thục, căn cứ phán đoán của ta ấp ra ấu trùng hẳn là liền trong vòng 3 ngày. Diệp Sương Nguyên nói, có hay không có thể dùng giải phẫu phương pháp, tại không phá hư bao màng tình huống dưới tướng viên này u lấy ra. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, não ngoại khoa giải phẫu ta ít nhiều hiểu rõ một chút, mở ra da đầu có lẽ sẽ không quấy nhiễu những này ấu trùng, nhưng là đang đánh mổ sọ xương quá trình bên trong, đại khái suất sẽ khiến ấu trùng cảnh giác, một khi cảm thấy được nguy hiểm, bọn chúng liền sẽ sớm ấp. Diệp Sương Nguyên nói, người tại không mổ sọ tình huống dưới như thế nào lấy ra viên này u đâu. Hắn vẫn kiên trì cho rằng là một viên khối u. Hứa Thuần Lương nói, khí công. Lần này chẳng những Diệp Sương Nguyên trợn mắt hốc mồm, những người khác cũng giống như vậy, Diệp Thanh Nhã vốn cho rằng Hứa Thuần Lương là dùng châm cứu trị liệu đâu, kết quả là khí công. Gần 40 năm đến nay, khí công kinh lịch tòng thần nói đến yêu ma hóa quá trình, hiện tại đa số người vừa nghe đến khí công chữa bệnh, lập tức sẽ cùng giang hồ trò lừa gạt liên hệ với nhau. Kiều Như Long thầm nghĩ, Hứa Thuần Lương xem ra đối Diệp lão bệnh cũng là lực bất tòng tâm, cho nên mới nghĩ ra khí công biện pháp. Đoán chừng cũng chính là đi chạy theo hình thức thôi. Diệp lão nói, ý của ngươi là dùng khí công đến tiêu trừ ta trong đầu viên này u. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật khí công chỉ là hiện đại thuyết pháp, các ngươi quen thuộc khí công, chỉ là một chút dưỡng sinh công pháp, thông qua điều tức, điều tâm, điều ý phương pháp đến nội luyện tinh khí thần, nội khí ngoại phóng có thể giết người ở vô hình, khí công có thể đem thân thể nội bộ năng lượng kích phát ra tới. Diệp Thanh Nhã nói, nhưng cái này cùng chữa bệnh lại có quan hệ gì? Nàng cũng cảm thấy Hứa Thuần Lương thuyết pháp quá mức mê hoặc. Hứa Thuần Lương nói, khí là một loại bẩm sinh nguyên thủy năng lượng, mỗi người đều có, nhưng là không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người không cách nào trưởng khống loại này năng lượng, cho nên liền lộ ra phi thường thần bí. Ta nói tới khí công, cũng không phải là ta dùng khí công đến tiêu trừ Diệp lão thể nội ổ bệnh, mà là ta dùng phương pháp để dẫn dắt Diệp lão, kích phát trong cơ thể hắn nguyên năng, một khi nguyên năng thức tỉnh, liền sẽ cảm giác nguy hiểm, thanh trừ hết thể nội xâm lấn người. Kiều Như Long nói, người nói nên không phải từ thể miễn dịch a. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, có chút cùng loại bất quá còn không phải một dạng, thể nội nguyên năng so miễn dịch cơ chế càng cường đại, một người nếu như có thể tự nhiên trưởng khống nguyên năng, như vậy bất kỳ tật bệnh đều có thể tự lành. Diệp Sương Nguyên càng nghe càng là mơ hồ, cảm giác tiểu tử này có chút không đáng tin cậy, làm chúng ta người Diệp gia là tốt như vậy lừa dối. Diệp lão nói, tiểu Hứa a, ngươi làm sao càng nói ta càng hồ đồ. Hứa Thuần Lương cười nói, trên đời này hơn phân nửa người bệnh đều không cần hiểu rõ mình rốt cuộc bị bệnh gì, ngài chỉ cần đối ta đáp lại đầy đủ tín nhiệm, ta liền có thể giúp ngài giải quyết ốm đau, bất quá đêm nay trị liệu quá trình, có thể sẽ dài dằng dặc mà thống khổ, ngài lại nhất định phải toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh cùng khắc chế. Diệp lão xem thường nói, ta sống hơn nửa đời người dạng gì thống khổ không có trải qua. Ngươi không cần lo lắng cho ta chịu được. Hứa Thuần Lương nói, bởi vì muốn đả thông ngài thân thể kinh mạch, cho nên ta không thể thông qua điểm huyệt đến khống chế lại thân thể của ngài, chữa bệnh trong lúc đó chỉ có thể toàn bộ nhờ ý chí của ngài lực, ngài nếu là nửa đường từ bỏ, chẳng những là ngài, chỉ sợ ngay cả ta cùng một chỗ đều muốn gặp bất trắc. Mặc dù Hứa Thuần Lương chuyện trò vui vẻ, người chung quanh lại bắt đầu cảm giác được khẩn trương lên, bọn hắn ý thức được đêm nay trị liệu tuyệt không phải là một cái nhẹ nhõm quá trình. Diệp lão nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, một mực chiếu cố tốt chính ngươi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, làm phiền Diệp tiên sinh né tránh, Kiều đại ca cùng tẩu tử lưu trong phòng giúp ta, nhớ kỹ, tại trị liệu kết thúc trước đó, bất kỳ người nào không được đi vào. Diệp Sương Nguyên bị cự tuyệt ở ngoài cửa, càng là như thế, hắn càng là hiếu kỳ, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Thật muốn dùng cái gọi là khí công cho phụ thân chữa bệnh sao? Hứa Thuần Lương để Diệp lão ngồi trên ghế. Nói khẽ, Diệp lão, nhớ lấy ta vừa rồi nói, bất kỳ cái gì thời điểm đều phải kiên trì lên,
mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải gìn giữ ý chí thanh tỉnh, ngàn vạn không thể thiếp đi. Diệp lão nói, động thủ đi, ra vấn đề gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hứa Thuần Lương tay phải nhẹ nhàng rơi vào Diệp lão trụi lùi đỉnh đầu, lòng bàn tay đối ứng hắn huyệt bách hội, tam dương ngũ hội, ở vào đốc mạch. Diệp lão cảm giác được hắn lòng bàn tay nhiệt độ rất nhanh liền có biến hóa, tựa như có ấm áp cùng húc gió nhẹ từ huyệt bách hội rót vào. Cùng lúc đó, Hứa Thuần Lương tay trái gần sát Diệp lão trán, ngón giữa lại lần nữa rơi vào huyệt thần đình bên trên, thông qua huyệt thần đình cùng Diệp lão kinh lạc tương liên. Người thân thể bình thường có được hai đại vận động hệ thống, một loại có thể thông qua chủ của chúng ta xem ý thức tiến hành điều tiết tự điều khiển, như tai mắt mũi miệng động tác, tay chân vận động, cùng hô hấp tiết tấu, còn có một loại là vô ý thức vận hành, tỉ như nhịp tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, trong máu bên ngoài tuần hoàn, nội tạng công năng vận hành, khung máy miễn dịch cơ chế vân vân. Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên có thể thông qua tu luyện, tăng cường ý thức chủ quan khống chế đối với thân thể. Từ nhục thể cải biến đạt tới tinh thần cải biến. Trốn được lần đầu tiên không có tránh thoát 15, ta dê, hôm nay đổi mới là tồn cảo, hy vọng ngày mai có thể khôi phục, mọi người nhất định phải nhiều chú ý thân thể. Mọi người thường nói khí có hai loại, một loại là hô hấp chi khí, một loại là tuần hoàn tại kinh mạch ở giữa nội khí. Thai nhi tại mẫu thể thời điểm, thông qua cuống rốn hấp thụ chất dinh dưỡng cùng năng lượng, trước ngực nhâm mạch cùng cột sống đốc mạch tuần hoàn không ngừng, cái này được xưng là tiên thiên hô hấp. Thoát ly mẫu thể về sau, liên hệ mẹ con ở giữa cuống rốn cắt đoạn, từ lúc này bắt đầu, khách sáo từ miệng mũi hô nhập, đây là hậu thiên hô hấp. Tiên thiên hô hấp vừa đứt, hai mạch nhâm đốc bên trong nội khí cấp tốc yếu bớt, bởi vậy kinh mạch mà bế tắc, tu luyện mục đích đúng là tướng tinh khí thần giao hòa, lần nữa tiến vào thai nhi cái chủng loại kia hô hấp trạng thái, dẫn động tiên thiên nội khí một lần nữa đả thông hai mạch nhâm đốc quá trình, cũng chính là thường nói vận chuyển hạt xa. Hứa Thuần Lương thông qua Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên tu luyện đã đạt thành thông kinh sinh tủy cảnh giới, lợi dụng thông thiên bảo điển bên trong thông cảm, thành công cùng Diệp lão kinh mạch thành lập liên hệ. Một chủng loại giống như mẫu thể cùng thai nhi quan hệ, một khi hai người thông cảm hoàn thành, Hứa Thuần Lương ý thức chủ quan liền có thể khống chế hai người kinh mạch, khu động nội khí đến bóp chết Diệp lão trong đầu ổ bệnh. Quá trình này nói đến đơn giản, nhưng làm lại là cực kỳ gian nan. Trước hết nhất điều chỉnh chính là hô hấp tiết tấu, sau đó là nhịp tim tiết tấu, hắn muốn trợ giúp Diệp lão tướng nhịp tim tần suất hạ, chỉ phải bảo đảm cơ bản nhất sinh lý cần là đủ. Nội tức từ Hứa Thuần Lương thể nội liên tục không ngừng rót vào Diệp lão thể nội, du tẩu cùng Diệp lão kinh mạch bên trong. Ngoại trừ ngũ cầm hí, Diệp lão cũng không từng có cái khác tu luyện kinh lịch, kỳ thật ngũ cầm hí căn bản không gọi được tu luyện, bởi vì trị liệu quá trình bên trong cần Diệp lão toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh. Cái này muốn nhìn cá nhân ý chí lực. Còn tốt Diệp lão ý chí lực đủ cường đại, chỉ riêng phương diện này mà nói, tuyệt đối được xưng tụng đỉnh tiêm cao thủ. Thông cảm sau khi hoàn thành, Hứa Thuần Lương không nhúc nhích, trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện Diệp lão trong đầu hình 3 chiều 3D giống. Diệp lão cảm thấy thấy lạnh cả người từ huyệt thần đình xuyên vào, Hứa Thuần Lương đồng dạng cảm thấy huyệt thần đình cũng là mát lạnh, hình thành thông cảm về sau, Diệp lão thân thể bất kỳ biến hóa nào hắn đều cảm động lây. Cùng huyệt thần đình hàn ý lạnh lẽo khác biệt, thông qua huyệt bách hội rót vào nội tức lại lộ ra một cỗ hòa thuận vui vẻ ấm áp, cỗ này nội tức là vì bảo hộ Diệp lão đại não, mà huyệt thần đình nội tức mục tiêu là trứng trùng hình thành bao khối, từng khỏa trứng trùng tụ tập mà thành bao khối thông qua vài gốc mạch lạc cùng Diệp lão não bộ tương thông, những này mạch lạc phụ trách từ Diệp lão đại não hấp thụ năng lượng, cung cấp cho trứng trùng sinh trưởng cần thiết. Hứa Thuần Lương tại thể nội hình thành khí âm hàn, từ huyệt thần đình rót vào, dọc theo Diệp lão não bộ kinh lạc tiến vào trứng trùng tiếp nhập đại não mạch lạc bên trong, từng bước tướng hàn khí rót vào viên kia khỏa trứng trùng, để trứng trùng tiến vào nhiệt độ thấp ngủ đông. Tay phải xuyên vào Diệp lão não bộ kinh lạc hòa thuận vui vẻ ấm áp, là nội tức thông qua não bộ mạch lạc hình thành một cái tầng bảo hộ, tướng trứng trùng ngăn cách bên ngoài, dạng này mới phương diện tại không tổn thương đại não điều kiện tiên quyết tướng trứng trùng từng khỏa bóp chết. Dù cho là bên người người đứng xem cũng không biết cái này ảo diệu bên trong. Theo thời gian trôi qua, Hứa Thuần Lương thân thể có biến hóa rõ ràng, hắn trái nửa người như rơi vào hầm băng, phải nửa người lại tựa như ở vào chó trang giữa hè bên trong. Tại Kiều Như Long vợ chồng xem ra, Hứa Thuần Lương bên phải thân thể đã bị mồ hôi thấm ướt, không ngừng hướng ra phía ngoài bốc hơi nóng, nhìn qua tựa như lồng hấp, nhưng trái nửa người lại toát ra hàn khí. Diệp Thanh Nhã trước hết nhất lưu ý đến Hứa Thuần Lương lông mày vậy mà kết xuất một tầng xương trắng, dần dần lan tràn đến tóc của hắn.
nàng không khỏi co kéo Kiều Như Long ống tay áo, Kiều Như Long làm cái im lặng thủ thế, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự là không thể tin được loại này chỉ có tại võ hiệp phim truyền hình bên trong mới có thể nhìn thấy kỳ lạ tình cảnh vậy mà lại xuất hiện tại trong hiện thực. Kiều Như Long bắt đầu có chút tin tưởng khí công chữa bệnh thuyết pháp, Hứa Thuần Lương người này lợi hại a. Hứa Thuần Lương giờ phút này đứng đắn thụ lấy băng hỏa lưỡng trọng thiên tra tấn, thành công tướng chứng trùng cùng Diệp lão đại não cách biệt, tiếp xuống chính là lợi dụng khí âm hàn không ngừng giảm xuống chứng trùng nhiệt độ đem bóp chết. Diệp lão lúc này mở ra hai mắt, hắn cảm thấy mình trán nội bộ càng ngày càng đau nhức, vừa mới bắt đầu còn có thể chịu đựng, càng về sau, loại này đau đớn đơn giản được xưng tụng xâm nhập tủy não, phảng phất có người dùng một cây cái đinh thiết nhập đầu óc của hắn chỗ sâu. Một chút, nên không ngừng, loại thống khổ này dùng đau đầu muốn nứt đều không đủ lấy hình dung. Diệp lão nhớ kỹ Hứa Thuần Lương lời nói mới rồi, trị liệu quá trình bên trong hắn chỉ có thể thông qua tự thân ý chí lực đến vượt qua đau đớn, nếu như hắn từ bỏ, chẳng những là chính hắn, thậm chí liền Hứa Thuần Lương đều sẽ gặp bất trắc. Diệp lão bắp thịt trên mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, Diệp Thanh Nhã nhìn ra thống khổ, nhưng là nàng lực bất tòng tâm, lại nhìn Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương biểu lộ cũng là đồng dạng thống khổ. Thông cảm về sau, thì cứu người cùng người được cứu đều có đồng dạng cảm thụ. Hứa Thuần Lương lợi dụng nội thức phá hủy Diệp lão trong đầu chứng trùng mỗi vỡ vụn một viên, Diệp lão đầu liền sẽ sinh ra một lần kịch liệt đau nhức, đồng dạng loại này cảm giác đau sẽ truyền đạt đến Hứa Thuần Lương thể nội. Diệp lão trước mắt kinh lạc tất cả đều tại Hứa Thuần Lương khống chế bên trong, hắn cần làm chẳng qua là nhịn nhịn đau đớn kiên trì, mà Hứa Thuần Lương chẳng những phải nhẫn nại đau đớn, còn muốn tại thống khổ như vậy hạ hoàn thành trị liệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thanh Nhã nhìn thấy Hứa Thuần Lương nửa bên gương mặt đã phủ lên một tầng băng xương, một nửa kia gương mặt thì biến đến đỏ bừng, trong lòng thầm giật mình, Hứa Thuần Lương thân thể thời gian dài ở vào lạnh nóng khác biệt trạng thái, lần này trị liệu về sau sẽ không phải sinh một cơn bệnh nặng a. Lại nhìn ra, lão nhân ra bờ môi đã tiết ra máu tươi, đây là bởi vì hắn cố nén đau đớn cắn nát bờ môi. Lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh, lại là Diệp gia nhị tử Diệp Xương Tuyền từ hải ngoại trở về, hắn vừa về tới nhà liền nghe qua phụ thân đang tiếp thụ khí công trị liệu tin tức. Diệp Xương Tuyền bình thường đối trung y đều không tín nhiệm, lại càng không cần phải nói khí công gì, hắn cho rằng đại ca hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cả giận nói, đại ca, người hồ đồ a, ai cũng biết có bệnh phải đi bệnh viện, người cư nhưng làm tới một cái giang hồ lang chung cho cha chữa bệnh. Người có phải hay không hồ đồ rồi? Diệp Xương Nguyên nói, Xương Tuyền, người đừng vội, vị này Hứa bác sĩ phi thường lợi hại, mặt của ta chính là hắn cho châm tốt. Cha là bướu não, ta chưa nghe nói qua bướu não có thể châm tốt, ta đi xem một chút. Diệp Xương Tuyền ném hành lý liền muốn đi trong phòng nhìn xem. Diệp Xương Nguyên không khuyên nổi hắn, lúc này Diệp Thanh Nhã ra, nhìn thấy nhị thúc trở về, Diệp Thanh Nhã liền ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian ngăn ở trước người hắn, nhị thúc, ngài hiện tại không thể đi vào. Vì cái gì không thể đi vào, ta đi xem ra ngươi còn không được rồi. Diệp Thanh Nhã nói, bên trong chính đang phát công trị liệu, ngài hiện tại đi không thích hợp. Phát công trị liệu, Thanh Nhã, ngươi cũng tin loại này âm mưu. Hồ đồ a, Diệp Xương Tuyền lớn tiếng nói. Diệp Xương Tuyền tính tình cương liệt, hắn nghĩ lập tức đi ngăn cản loại này hoang đường hành vi. Diệp Xương Nguyên nói, Thanh Nhã, không bằng chúng ta vào xem tình huống. Không được. Diệp Thanh Nhã quả quyết cự tuyệt. Nàng ngăn ở nhị thúc trước người, ta không quản các ngươi thấy thế nào, Hứa Thuần Lương là ta mời tới, để hắn trị liệu là Gia đồng ý, nếu như các ngươi hiện tại đi vào ngăn cản, đó chính là vi phạm ý của Gia, nếu như bởi vì các ngươi quấy nhiễu, xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, các ngươi liền muốn nhận gánh trách nhiệm. Diệp Xương Tuyền ngây ngẩn cả người, bảo bối này chất nữ là thế nào? Qua đi làm việc thông minh lý trí, nàng nên không phải chúng ta. Đơn giản như vậy giang hồ trò lừa gạt thế mà đều biết không phá được. Diệp Xương Tuyền nhìn thoáng qua đại ca, Diệp Xương Nguyên nói, ngươi liền nhiều chút kiên nhẫn, tin tưởng cha hắn người hiền tự có. Gian phòng bên trong mơ hồ truyền đến một tiếng kêu thảm, nghe thanh âm chính là Diệp lão phát ra. Hai người huynh đệ lập tức thốt nhiên biến sắc, Diệp Thanh Nhã một gương mặt xinh đẹp cũng đã mất đi huyết sắc, ra đến tột cùng là thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì tới cùng. Diệp Xương Tuyền nói, Thanh Nhã, để cho ta đi vào, ta cam đoan không quấy nhiễu bọn hắn trị liệu. Lúc này lại truyền tới một tiếng kêu thảm, lần này so với lần trước còn muốn rõ ràng, chính là Diệp lão. Diệp Xương Nguyên cũng không giữ được bình tĩnh, nữ nhi, chúng ta nhất định phải đi vào,
nếu như gia gia ngươi thật bởi vì việc này có cái gì không hay xảy ra, đời ta cũng lương tâm khó có thể bình an a. Diệp Thanh Nhã biểu hiện ra gần như cố chấp kiên trì, không được, trị liệu kết thúc trước đó, ai cũng không thể đi vào, gia gia xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta đến phụ trách. Diệp Sương Nguyên cả giận nói, người phụ đến nhận trách nhiệm sao? Lúc này cửa phòng từ bên trong mở ra, Kiều Như Long thất kinh đi ra, hỏng, hai người bọn họ đều ngất đi. Diệp Sương Tuyền nhanh chân hướng trong phòng vọt vào, ta liền nói sẽ xảy ra chuyện, quả thực là quá hoang đường. Đám người quay ngược về phòng bên trong, đã thấy Diệp Lão ngồi trên ghế, Hứa Thuần Lương tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, quanh thân đều đã ướt đẫm, như là bị mưa to xối thấu. Cha, Diệp Sương Tuyền phóng tới phụ thân, lúc này một cái thanh âm yếu ớt nói, không cho chạm vào hắn. Lại là Hứa Thuần Lương lại lung la lung lay đứng dậy, chặn Diệp Sương Tuyền đường đi. Diệp Sương Tuyền lấy vì phụ thân xảy ra chuyện, cả giận nói tránh ra. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, đột nhiên cổ họng nóng, phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Sương Tuyền không tránh kịp, bị hắn phun ra đầy đầu đầy mặt. Mắt thấy như thế chẳng diện, tất cả mọi người ngây dại, liền Diệp Thanh Nhã cũng không biết rõ tình huống gì. Diệp Lão chậm rãi mở ra hai mắt, tiểu Hứa, ta vừa trong giấc mộng. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, rất tốt. Hắn lời còn chưa dứt, một đầu mới ngã trên mặt đất, Hứa Thuần Lương cái này một té ngã rơi thực sự, kỳ thật hắn mặc dù tổn hao nội lực không ít, nhưng là còn không đến mức hư yếu đến loại tình trạng này, chủ yếu là làm bộ dáng cho người Diệp gia nhìn xem, để bọn hắn tin tưởng mình là bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu người, về phần phun một ngụm máu với hắn mà nói còn không là một bữa ăn sáng. Diệp Lão bình an vô sự, thay xong quần áo, cả người như là tỏa sáng tân sinh tinh thần phấn chấn. Người Diệp gia từng cái nơm nớp lo sợ, nhất là Diệp Sương Nguyên, hắn rõ ràng phát giác được trên thân phụ thân phát sinh biến hóa, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu. Diệp Thanh Nhã nói, ra ra, ngài cảm giác như thế nào? Diệp Lão nói, ta giống như hoàn toàn tốt, đầu có chút cũng không đau, thân thể cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều, thật lâu không có dạng này tinh lực dồi dào. Diệp Sương Tuyền nói, đoán chừng là tâm lý tác dụng, tiểu tử kia tốt giống cái gì cũng không làm. Diệp Lão trừng mắt liếc hắn một cái nói, cái gì tiểu tử này tiểu tử kia, người ta là Hứa bác sĩ. Diệp Sương Nguyên nói, cha, ngài đầu thật không đau. Diệp Lão nhẹ gật đầu, tiểu Hứa đâu? Kiều Như Long nói, ta dìu hắn đi khách phòng nghỉ ngơi, hắn vừa mới nôn một ngụm máu lớn, vốn định tiễn hắn đi bệnh viện trị liệu, nhưng là hắn nói không cần. Diệp Sương Tuyền còn chưa kịp thay quần áo, trên thân vết máu còn tại. Diệp Lão nói, vì bệnh của ta, thật sự là vất vả hắn. Diệp Sương Nguyên hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù phụ thân luôn miệng nói mình tốt, nhưng là bọn hắn nhưng không tin, coi như Hứa Thuần Lương thật có khí công, hắn xử lý như thế nào trong đầu khối u, chẳng lẽ có thể giống bên ngoài cơ thể vỡ sỏi, tại không khai đao điều kiện tiên quyết tướng khối u cho tiêu trừ. Nếu quả thật có lợi hại như vậy não ngoại khoa giải phẫu còn có tồn tại tất yếu sao? Diệp Thanh Nhã nói, các ngươi có hay không cảm thấy ra ra tinh thần tốt lên rất nhiều. Diệp Lão đứng dậy, một đám người mau chóng tới nâng hắn, Diệp Lão khoát tay áo nói, ai đều không cần dìu ta lại không phải là không thể đi. Hắn hoạt động một chút tay chân, thấp giọng nói, hai tay của ta cũng không tê, cũng cảm giác không thấy bị choáng rồi, tốt, hoàn toàn tốt. Diệp Sương Tuyền nói, thật là có trị bách bệnh khí công a. Dù sao hắn là không tin, bất quá nhìn thấy phụ thân hiện tại trạng thái, giống như hoàn toàn chính xác cũng không giống cái bệnh nhân. Diệp Sương Nguyên nói, cha, nếu không ngài nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta bồi ngài đi bệnh viện, làm toàn diện thân thể kiểm tra. Diệp Lão lắc đầu nói, ta không sao, ta muốn đi xem tiểu Hứa. Tất cả mọi người khuyên hắn tuyệt đối đừng đi khắp nơi động, lúc này Hứa Thuần Lương tới, hắn vừa mới tắm rửa qua, đổi lại quần áo sạch, nhìn tinh thần không tốt lắm, bất quá so với vừa mới té xỉu trên đất lúc sau đã khôi phục rất nhiều. Diệp Lão nghênh đón tiếp lấy nắm chặt Hứa Thuần Lương tay nói, tiểu Hứa, ngươi làm sao không có lưu trong phòng nghỉ ngơi. Hứa Thuần Lương cười nói, đáp ứng Long ca cùng tẩu tử sự tình ta làm xong, ngài ổ bệnh cũng đã thanh trừ, ta ứng cần phải trở về. Diệp Sương Tuyền thầm nghĩ, tiểu tử này nên không phải muốn chạy a? Có phải hay không lo lắng chúng ta Diệp ra tìm hắn nợ bí mật? Nếu như lão gia tử bị hắn chỉ ra một cái nguy hiểm tính mạng đến, vô luận trốn ở đâu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hại người chi tâm không thể có, tâm phòng bị người không thể không, quan hệ đến phụ thân sinh tử tồn vong đại sự, lưu thêm một cái tâm nhãn cũng là bình thường.
Diệp Xương Tuyền nói, trong nhà lại không phải là không có chỗ ở, ngươi gấp cái gì? Lưu lại nghỉ ngơi chính là. Hứa Thuần Lương khám phá ý nghĩ của hắn, cười nói, ngài là lo lắng ta chạy án à? Diệp lão nói, nào có cái gì chạy án, ta viết qua miễn trách tuyên bố, là chính ta chủ động yêu cầu Tiểu Hứa giúp ta trị liệu, mặc kệ quá trình trị liệu bên trong vô luận xảy ra chuyện gì, vô luận trị liệu kết quả như thế nào, đều là ta trách nhiệm của mình, cùng Tiểu Hứa không quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, trị liệu quá trình mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng chung quy là thuận lợi cố gắng đến, này chủ yếu là Diệp lão ý chí lực đủ cường đại, đổi thành người khác chưa hẳn chịu được. Không để lại dấu vết đập một chút Diệp lão mông ngựa. Diệp lão nói, là y thuật của ngươi cao minh a. Diệp gia hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, bệnh của phụ thân đến cùng có khỏe hay không không biết, có một chút bọn hắn có thể xác định, Hứa Thuần Lương thành công thanh lão gia tử cho lắc lư ở. Hứa Thuần Lương nói, ta sáng sớm ngày mai còn có việc, lưu tại nơi này có chút không tiện, dù sao Diệp lão cũng không có chuyện gì, ta về trước đi, chờ ngày mai các ngươi đi bệnh viện sau khi kiểm tra liền hiểu. Diệp lão nói, đã như vậy, chúng ta cũng không ép ở lại ngươi, Như Long a, ngươi đưa Tiểu Hứa trở về. Kiều Như Long nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương trước khi đi lại nói, Diệp lão, liên quan tới ta là ngài chữa bệnh sự tình mong rằng tất cả mọi người có thể bảo thủ bí mật, đi bệnh viện sau khi kiểm tra vô luận kết quả là cái gì, đều không cần nhắc lên ta giúp ngài trị liệu cái này sự tình. Diệp lão nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không đem việc này nói ra. Căn cứ Hứa Thuần Lương nói, là có người cho ta hạ độc, Diệp lão ở trong lòng đã trải qua sơ bộ khóa chặt đối tượng. Diệp Xương Nguyên đưa Hứa Thuần Lương đi ra ngoài, về đến nhà, phát hiện đã là rạng sáng 4 giờ nửa, trải qua lần này dày vò, hắn đã là tỉnh cả ngủ. Diệp Xương Tuyền ngồi ở phòng khách chờ lấy hắn, một bộ chờ lấy hưng sư vấn tội tư thế. Diệp Thanh Nhã vịn ra ra trở về phòng nghỉ ngơi, hầu hạ hắn nằm ngủ cái này mới ra ngoài. Nhìn thấy trong phòng khách phụ thân cùng thúc thúc đang thấp giọng nói gì đó, Diệp Thanh Nhã nói, nhị thúc, ngài không cần trách ta cha, người là ta mời tới, ngài hướng ta nói. Diệp Xương Tuyền thở dài nói, Thanh Nhã, ta không phải trách các ngươi, những năm này ta vẫn luôn ở nước ngoài công việc, gia gia toàn đều là các ngươi đang chiếu cố, ta cảm kích cũng không kịp đâu, thế nhưng là thường nói bệnh cấp loạn đầu y, chúng ta cũng không thể bị giang hồ phiến tử lắc lư đi. Diệp Thanh Nhã nói, Hứa Thuần Lương cũng không phải giang hồ phiến tử. Diệp Xương Nguyên gật đầu nói, điểm này ta có thể chứng minh, hắn xuất thân từ trung y thế gia, y thuật vẫn là có thể. Diệp Xương Tuyền nhiều ít cũng biết một chút Hứa Thuần Lương lai lịch, cũng không có tiếp tục ở phương diện này chế tạo văn chương, dù sao chỉ cũng chỉ, công cũng phát, may mắn không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Diệp Xương Tuyền nói, đợi lát nữa mang cha đi bệnh viện điều tra thêm, ta luôn cảm thấy hắn có chút khác thường. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều đã nghĩ đến hồi quang phản chiếu bốn chữ, nhưng ai cũng không muốn nói lối ra, đêm nay bọn hắn là không ngủ được, chờ lão gia tử sau khi tỉnh lại lập tức dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra. Diệp Xương Tuyền để đại ca hai cha con đi nghỉ ngơi, hắn dù sao chênh lệch không có đảo lại, tinh thần đâu. Diệp Xương Nguyên cũng không nỡ ngủ, để nữ nhi đi nghỉ ngơi. Ứng Hứa Thuần Lương yêu cầu, Kiều Như Long tướng Hứa Thuần Lương đưa đến hắn ở vào kinh Tây biệt thự. Chủ yếu là Hứa Thuần Lương nghĩ tìm một cái không người quấy rầy địa phương nghỉ ngơi. Trên đường đi hai người cũng không nói lời nào, Hứa Thuần Lương là tổn hao nội lực quá độ lười nói chuyện, Kiều Như Long là không biết bắt đầu nói từ đâu, hắn cũng là bên trong lòng thấp thỏm, Diệp lão đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bệnh đến cùng là tốt vẫn là không có tốt. Hứa Thuần Lương lúc xuống xe, Kiều Như Long tới nâng hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, ta còn không đến mức yếu đuối đến loại tình trạng này. Long ca, ngài cũng mau đi về nghỉ đi. Kiều Như Long rốt cục vẫn là hỏi, Diệp lão hiện tại tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, ta nói hắn không có việc gì ngươi cũng không tin, vẫn là chờ kết quả kiểm tra ra lại nói. Kiều Như Long mím môi nói, vất vả. Hứa Thuần Lương để Kiều Như Long không cần phải để ý đến hắn, cũng đừng nói cho những người khác người một nhà ở chỗ này, chờ hắn tỉnh ngủ về sau sẽ tự hành rời đi. Kiều Như Long tướng chìa khóa cho hắn. Dù sao nơi này hắn trên cơ bản không đến, Hứa Thuần Lương tại kinh trong lúc đó có thể tùy tiện sử dụng. Hứa Thuần Lương sau khi trở về lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lấy thiên dưỡng thiên tâm pháp, chữa trị hao tổn nội lực. 4 giờ chiều, Hứa Thuần Lương mới hoàn thành tu luyện, trạng thái thân thể quay về bình thường. Hắn đưa điện thoại di động mở ra, đã có không ít người phát tới tin tức, ở trong đó hơn phân nửa đều là Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm,
hai người bọn họ tối hôm qua liền muốn tìm Hứa Thuần Lương uống rượu, nhưng Hứa Thuần Lương điện thoại tắt máy, tin tức cũng không về, Uyển Như bốc hơi khỏi nhân gian. Hứa Thuần Lương từ đó tìm được Diệp Thanh Nhã tin tức, Diệp Thanh Nhã phát cho hắn một phần kiểm tra báo cáo, căn cứ bệnh viện phúc tra biểu hiện, Diệp lão trong đầu khối u lại như kỳ tích biến mất. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi ra ngoài, đi vào phòng khách, nhìn thấy Kiều Như Long ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại. Hứa Thuần Lương cười nói, người một mực không đi. Kiều Như Long nói, trở về không bao lâu, người vừa tỉnh. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, cái này ngủ một giấc đến dễ chịu. Kiều Như Long nói, thân thể không có sao chứ. Nhìn Hứa Thuần Lương tinh thần phấn chấn bộ dáng không giống có việc, nhưng là hắn tối hôm qua tận mắt thấy Hứa Thuần Lương thổ huyết, cho nên cũng có chút bận tâm, vạn nhất Hứa Thuần Lương bởi vậy rơi xuống thật sao mau bệnh, muội muội khẳng định phải trách tội chính mình. Hứa Thuần Lương lắc đầu, hoàn toàn khôi phục, Long ca, phiền phức ngài tiễn ta về nhà chú kinh bạn. Kiều Như Long nói, Diệp lão đã bình phục, buổi sáng hắn làm toàn diện kiểm tra, trong đầu u đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hứa Thuần Lương đã sớm biết kết quả này, cười nói, ta liền nói lão nhân gia ông ta người hiền tự có thiên tướng. Kiều Như Long nói, nhạc phụ ta bọn hắn phi thường cảm kích ngươi, cho nên nghĩ mời ngươi đi qua ở trước mặt biểu đạt cảm ơn. Hứa Thuần Lương nói, không cần, ta sở dĩ cho Diệp lão chữa bệnh hoàn toàn là xem ở trên mặt của ngươi, ngươi giúp ta trả lời hắn nhóm, nếu quả thật tâm cảm ơn ta, liền bảo thủ bí mật này. Kiều Như Long trong lòng tự nhủ ta cũng không có như thế lớn mặt mũi. Hẳn là muội muội làm ra tác dụng, bất quá câu nói này nghe dễ chịu, Diệp lão khỏi hẳn mang ý nghĩa tầm ảnh hưởng của hắn còn sẽ kéo dài mấy năm, đôi này Diệp thị huynh đệ, đối với mình đều là một chuyện tốt. Hứa Thuần Lương bản sự này nhưng khó lường, nếu như bị những người khác biết, chưa chắc là một chuyện tốt, tối hôm qua là Diệp lão chữa bệnh đến cuối cùng mệt mỏi thổ huyết, nếu mỗi lần đều như vậy, chỉ không được mấy cái bệnh nhân, nhưng có thể ngay cả tính mạng cũng bị mất. Hắn cũng không biết. Hứa Thuần Lương mặc dù tổn hao không ít nội lực, nhưng là còn không đến mức mệt đến thổ huyết, tối hôm qua thổ huyết hành vi tất cả đều là của hắn xáo lộ, thông qua loại hành vi này để Diệp ra rõ ràng mình nỗ lực, cũng làm cho tất cả mọi người rõ ràng hắn là Diệp lão chữa bệnh là bốc lên nguy hiểm tính mạng, loại sự tình này ngàn vạn không thể lộ ra. Kiều Như Long cân nhắc đến Hứa Thuần Lương còn không có ăn cái gì, đề nghị trước ăn một chút gì lại cho hắn trở về. Lúc này Trần Thiên Phàm gọi điện thoại tới. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại về sau, Trần Thiên Phàm phàn nàn nói, Thuần Lương A cuối cùng đã thông ngươi điện thoại di động của ngươi từ tối hôm qua quan đến bây giờ, ta cùng Phổ Kiến còn tưởng rằng ngươi gặp được phiền toái gì đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, Trần ca, ta có thể xảy ra chuyện gì? Chủ yếu là tham gia một trong đó bộ huấn luyện, tổ chức phương yêu cầu tắt máy. Hai ta là đồng học A, không phải ngày mai mới chính thức nhập học sao? Hứa Thuần Lương nói, ta còn có những nhiệm vụ khác. Trần Thiên Phàm nói, quên, ngươi vẫn là Hồ Sơn trấn lãnh đạo đâu. Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm tại một khối, hắn thanh điện thoại đoạt lại, cũng là một trận phàn nàn, cho Hứa Thuần Lương gọi cú điện thoại này mục đích là buổi tối bữa tiệc. Lân chính đường Hoàng Vọng Lân Hoàng Tam gia nghe nói Hứa Thuần Lương tới, mời hắn đêm nay tới dùng cơm, Phổ Kiến thay hắn đáp ứng xuống. Hứa Thuần Lương biết chắc là Phổ Kiến lanh mồm lanh miệng. Bất quá Hoàng Tam gia làm người không tệ, lần trước xương rồng manh mối hay là hắn cung cấp đâu, dù sao hiện tại thân thể của mình đã khôi phục, Hứa Thuần Lương quyết định ứng ước tiến về. Kiều Như Long gặp hắn có việc cũng không miễn cưỡng, tự mình lái xe tướng Hứa Thuần Lương đưa đến Lân chính đường, hắn từ khi gia nhập Hoa Đầu về sau, cũng là nghiệp vụ bận rộn, lại thêm Kiều Như Long làm việc phi thường lý tính, không thích không có ý nghĩa xã giao, đừng nhìn thê tử Diệp Thanh Nhã tại thư họa giới có chút danh tiếng. Nhưng Kiều Như Long đối văn hóa vòng cũng không hứng thú, cho nên Hứa Thuần Lương mặc dù mời hắn cùng một chỗ, hắn vẫn là khéo lời từ chối. Hứa Thuần Lương xuống xe còn chưa kịp tiến vào Lân chính đường, Hoa Trục Nguyệt điện thoại liền đánh tới, nàng hôm nay cũng là đánh mấy điện thoại chưa từng đả thông, bởi vì Hứa Thuần Lương lần trước đến kinh thời điểm đắc tội qua một chút nhân vật lợi hại, cho nên Hoa Trục Nguyệt có chút bận tâm. Hứa Thuần Lương nói cho nàng mình không có việc gì, gọi điện thoại thời điểm, nhìn thấy Tạ Bá Tường tới. Cũng là bị Hoàng Vọng Lân mời. Cùng đi Tạ Bá Tường cùng nhau có hai người, một cái là y học Trung Quốc đại sư Trương Bác Húc, lần trước Hứa Thuần Lương tại cho Vương Tắc Cường giải huyệt thời điểm, hai người từng có gặp mặt một lần. Còn có một cái là Hoàng Công Hiền, hắn là Hoàng Vọng Lân đại nhi tử, trước mắt Huệ Nhân Đường đại trưởng quỹ. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở hô, Tạ gia, Trương đại sư, các ngươi cũng tới. Tạ Bá Tường cười nói, tiểu Hứa,
nhiều ngày không thấy phong thái y nguyên a. Trương Bác Húc nói, Hứa tiên sinh khi nào đến kinh? Hắn hướng Hoàng Công Hiền giới thiệu Hứa Thuần Lương nhận biết. Hoàng Công Hiền có chút kinh hỉ nói, ta đối Hứa tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mới lấy thấy một lần. Hứa Thuần Lương khiêm tốn nói, gọi ta tiểu Hứa là được. Phổ Kiến nghe được động tĩnh ra tiếp người, hắn hiện tại chỉ cần ở kinh thành, khẳng định sẽ bớt thời gian đến Lân Chính Đường bồi Hoàng Tam gia nói chuyện phiếm. Phổ Kiến cũng có lòng dạ nhỏ mọn của hắn, hắn muốn bái Hoàng Tam gia vi sư, lấy Hoàng Vọng Lân tại thu giấu giới địa vị, nếu như có thể trở thành đồ đệ của hắn, khẳng định vị sẽ nước lên thì thuyền lên. Phổ Kiến dẫn đám người đi Lân Chính Đường phía sau viện tử, nơi này vừa mới làm xong không lâu, là Hoàng Vọng Lân tướng đi qua một cái lớn tạp viện cải tạo mà thành. Hoàng Vọng Lân thẩm mỹ online, hơi chút cải tạo liền lộ ra rất có nhã thú. Hoàng Vọng Lân để cho người ta chuyên môn ở chỗ này lắp đặt một cái phòng bếp, bình thường có thể làm cái một bàn cơm, mời ba năm hảo hữu chuyện trò, Vũ Văn Lộng Mặc không cũng khoái trăng. Trùng tu mặc dù hoàn thành, nhưng là còn chưa kịp mời đầu bếp, hôm nay là Trần Thiên Phàm chủ động xin đi đảm nhiệm đầu bếp, tiên tạc đun nấu mọi thứ lành nghề. Hứa Thuần Lương nhận biết Trần Thiên Phàm có một đoạn thời gian rất dài, nhưng là cũng không biết hắn thế mà còn có nấu ăn thật ngon. Hôm nay trình diện khách nhân bên trong Tạ Bá Tường chính là một vị thâm niên già tham ăn, nhìn thấy trên bàn rau trộn, lập tức liền khen, Tam gia, ngài từ chỗ nào mời tới như thế một vị đầu bếp. Đao này công, cái này bày bàn thật sự là giảng cứu. Hoàng Vọng Lân cười nói, ta vốn là nghĩ mời mọi người ra ngoài ăn, nhưng người ta Trần Tổng không phải muốn đích thân xuống bếp. Phổ Kiến nói, tốt như vậy chủ nghệ không lấy ra khoe khoang đáng tiếc. Trần Thiên Phàm vừa vặn bưng vừa làm tốt bát bát gà đưa ra, Phổ Kiến, ăn cơm đều không trận nổi miệng của ngươi. Hoàng Vọng Lân chào hỏi Trần Thiên Phàm ngồi, Trần Thiên Phàm biểu thị còn có mấy cái đồ ăn, chờ làm xong lập tức tới ngay, lại đứng dậy đi phòng bếp. Hoàng Công Hiền mặc dù là huệ nhân đường đại đương gia, nhưng là tại trước mặt phụ thân vẫn là có vẻ hơi câu thúc, chủ động rót rượu. Phát hiện hôm nay dùng chính là ngũ tiên hồi xuân tửu, trong lòng tự nhủ đây là bổ rượu a. Làm sao uống cái này? Mình ngược lại là không có gì, vấn đề là còn có hai lão đầu đâu, cái này hai lão đầu thân thể chịu được sao? Rượu là Trần Thiên Phàm cung cấp, hắn bản thân liền là làm cái này, Phổ Kiến hỗ trợ giải thích, rượu này đều là từ Mao Đài Trấn định chế, còn không có làm thuốc rượu. Hoàng Công Hiền nói, Thiên Phàm tập đoàn ta nghe nói qua, bảo vệ sức khỏe rượu làm được rất không tệ. Phổ Kiến nói, lão Trần chính là Thiên Phàm tập đoàn tổng giám đốc, hôm nay các vị mở rộng uống, ngũ tiên hồi xuân tửu bao no. Hoàng Vọng Lân cảm khái nói, cái này khiến ta đều không có ý tứ, Trần Tổng lại là nấu cơm lại là cung cấp rượu, đã nói xong ta mời khách. Trần Thiên Phàm tướng cuối cùng một đạo ruột già cá đưa ra, cười nói, Hoàng Tam gia cho ta cơ hội biểu hiện, ta cảm tạ cũng không kịp đâu. Hoàng Vọng Lân để Trần Thiên Phàm ngồi tại bên cạnh mình, Trần Thiên Phàm biểu thị mình tuổi còn rất trẻ. Vẫn là sát bên Hứa Thuần Lương ngồi. Phổ Kiến phát hiện Hứa Thuần Lương hôm nay nói hơi ít, hiếu kỳ nói, Hứa Thuần Lương, người hôm nay tại sao không nói chuyện? Hứa Thuần Lương nếm miệng dầu bạo xong giòn nói, đồ ăn ăn quá ngon, ta đều không để ý tới nói chuyện. Trần Thiên Phàm nói, quá khen, quá khen. Tạ Bá Tường nói, không có chút nào quá khen, ta ở kinh thành ăn nhiều như vậy món cay tứ xuyên, hôm nay cái này bỗng nhiên nhất địa đạo, so thiên phủ chú kinh bạn còn tốt hơn. Các lớn chú kinh bạn mở nhà hàng kinh doanh quê quán đồ ăn nhìn lắm thành quen, thiên phủ chú kinh bạn món cay tứ xuyên một mực là kinh thành món cay tứ xuyên trần nhà, đạt được nhiều người như vậy khẳng định, Trần Thiên Phàm cũng là mặt mũi sáng sủa. Hoàng Vọng Lân có cảm giác với hắn hôm nay lao khổ công cao kính hắn một chén rượu, Trần Thiên Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy, Hoàng Tam gia, cái này nhưng không được, làm vãn bối, ta hẳn là mời ngài mới đúng. Hứa Thuần Lương cảm giác cái này lần gặp gỡ Trần Thiên Phàm rõ ràng điệu thấp. Không biết có phải hay không Nguy Sơn đảo nhà máy rượu một chuyện gặp khó nguyên nhân. Trong bữa tiệc, Tạ Bá Tường trò chuyện lên Tôn Trường Lợi, tiểu tử kia lần trước bán xương rồng được 1.600 vạn, đáng tiếc khoản thu nhập thêm không phát mệnh người nghèo, không có qua mấy tháng, đem tiểu tử kia ra tài thua sạch sành xanh, vừa mua phòng ở liền một ngày đều không có ở liền bán cho người ta. Phổ Kiến ngạc nhiên nói, 1.600 vạn, thời gian ngắn như vậy liền thua sạch rồi. Tạ Bá Tường nói, hắn đi qua mặc dù đánh bạc, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo, lần này đột nhiên có tiền, bành trướng đến không được, bị người khuyến khích đi bổ kinh đánh bạc, kết quả thua sạch sành xanh, lại vay tiền muốn gỡ vốn, kết quả càng lún càng sâu, không những thua đi ra tiền không có cầm trở về, còn thiếu đặt mông nợ,
những này mở sòng bạc nào có dễ trêu, mặc dù thả hắn trở về, nhưng là ngày quy định để hắn đem tiền cho trả hết, cái này bất tranh khí đông tây ngoại trừ bán phòng cũng không có lựa chọn khác. Tạ Bá Tường ban đầu là xem ở Tôn lão ỉu xìu phân thượng giúp hắn, thật không nghĩ đến giúp hắn ngược lại là hại hắn. Hoàng Vọng Lân nói, người kiểu nói này ta ngược lại thật ra nhớ lại, hắn hai ngày trước đổ đã tới một chuyến, mang theo vài miếng xương rồng để cho ta hỗ trợ liên hệ Mặc tiểu thư tới, người ta không muốn. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, thật coi cái gì xương rồng đều có thể bán lấy tiền. Mặc Hàm lúc trước nguyện ý giá cao thu mua xương rồng là bởi vì nội dung phía trên. Tạ Bá Tường nói, tiểu Hứa, kia xương rồng phía trên đến tột cùng là cái gì nội dung? Vì sao gặp nhiều tiền như vậy? Hứa Thuần Lương nói, ta nghe Bạch giáo sư nói, xương rồng trên ghi lại nội dung giống như cùng Hoàng đế nội kinh có quan hệ, tình huống cụ thể ta cũng không biết, dù sao ta cũng không phải văn tự cổ đại chuyên gia. Hoàng Vọng Lân trong lòng tự nhủ Hứa Thuần Lương khiêm tốn, liền hắn tại giáp cốt văn trên tạo nghệ so với hiện tại cái gọi là giáo sư không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Y học Trung Quốc đại sư Trương Bác Húc nói, Hoàng đế nội kinh cũng không tính chân quý a. Hoàng Vọng Lân nói, hiện có Hoàng đế nội kinh, nhiều lần biên soạn, sớm đã không là năm đó nguyên thủy phiên bản. Hoàng Công Hiền nói, ta đã từng đọc được qua một quyển sách, phía trên ghi chép kỳ thật sớm nhất có Hoàng đế nội kinh cùng Hoàng đế ngoại kinh, hai quyển sách, một quyển là nội khoa học, một quyển là ngoại khoa học, hiện tại truyền lưu thế gian chính là cái trước, về phần cái sau, sớm đã thất truyền. Trần Thiên Phàm nói, chưa chắc là thất truyền, khả năng phương Tây ngoại khoa học chính là từ Hoàng đế ngoại kinh diễn hóa mà tới. Trương Bác Húc nói, phương Tây y học cùng phương Đông y học lý niệm là hoàn toàn khác biệt, cho dù có Hoàng đế ngoại kinh cũng không có khả năng cùng phương Tây ngoại khoa học đồng dạng. Làm sao không có khả năng, chúng ta Trung Hoa văn minh bao nhiêu năm, bọn hắn mới bao nhiêu năm. Hoàng Vọng Lân cười nói, kéo xa, làm sao từ xương rồng cho tới bên trong Tây y chi tranh rồi. Hứa Thuần Lương nói, ta đồng ý Trương Đại Sư khái niệm, Trung Y cùng Tây Y căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp đồ vật, mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Trương Bác Húc cho rằng Hứa Thuần Lương nói quá mức tuyệt đối, mỉm cười nói, chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng, muốn không thế nào đều nói bên trong Tây Y kết hợp, lấy thừa bù thiếu mới là đường ngay. Phổ Kiến cuối cùng tìm tới một cái có thể chen vào nói điểm vào, ta mặc dù không hiểu Y, nhưng bên trong Tây Y kết hợp có kia tất yếu sao? Cái này tựa như, chúng ta lúc ăn cơm thanh cơm Tây cùng cơm chưa hòa với bên trên, có phải hay không bất luân không loại? Hoàng Công Hiền nói, mặc dù không có như vậy tuyệt đối, thế nhưng là ta cảm thấy Trung Tây có thể kết hợp trị liệu, nhưng là không thích hợp hai bút cùng vẽ, dù sao Trung Y cùng Tây Y là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trò chuyện phi thường tận hứng. Hứa Thuần Lương bởi vì vừa cho Diệp Lão chữa bệnh tiêu hao không ít chân nguyên. Hôm nay vẫn còn thời kỳ dưỡng bệnh, người có vẻ hơi lười biếng, nói cũng so bình thường ít đi rất nhiều. Hoàng Vọng Lân vốn định hỏi thăm liên quan tới thì Thái Bình sự tình, bởi vì nhiều người cũng không tiện, thẳng đến tối yến kết thúc, Hoàng Vọng Lân phương mới tìm được cơ hội, để Hứa Thuần Lương muộn đi một hồi, hắn có chuyện đơn độc thương lượng. Hứa Thuần Lương tướng mình tiến về Tế Châu Thái Bạch Hoa thăm viếng thì Thái Bình sự tình nói một lần. Hoàng Vọng Lân nói, người có nghe nói qua Thái Bạch trợ quỷ sự tình. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút bất quá lập tức hắn liền ý thức được, Hoàng Vọng Lân là cất giữ mọi người, mặc dù hắn không thu không rõ lai lịch văn vật, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đối một chuyến này không hiểu rõ, Tạ Bá Tường chính là thủ tiêu tang vật làm giả cao thủ. Hứa Thuần Lương nói, ngược lại là có nghe thấy, ta đi Tế Châu mấy ngày nay giống như có một chiếc tiến hành giao dịch phi pháp thuyền hàng bị cảnh sát truy tầm, hiện trường bắt không ít người, thu được rất nhiều văn vật. Hoàng Vọng Lân thấp giọng nói, Tạ Bá Tường tổn thất nặng nề. Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, ngày đó hắn trên thuyền cũng không nhìn thấy Tạ Bá Tường, hiện tại Tạ Bá Tường trên cơ bản đều tại phía sau màn công việc, hơi có phong hiểm đều chọn né tránh, Hoàng Vọng Lân có ý tứ là, trên thuyền kia có không ít Tạ Bá Tường hàng. Hoàng Vọng Lân nói, lão Tạ nói, trợ quỷ bị tra vào đêm đó, trên thuyền có người gặp được Bạch Mộ Sơn Bạch giáo sư. Hứa Thuần Lương nói, đúng. Bạch giáo sư cũng tại Tế Châu vẫn là ta thông chi hắn đi qua, hỗ trợ giám định thì Thái Bình trong tay xương rồng, bất quá. Bất quá làm sao? Hứa Thuần Lương thở dài nói, bất quá bọn hắn gặp mặt về sau liền đem ta bỏ qua một bên, lựa chọn đơn độc giao dịch. Hoàng Vọng Lân nhíu mày một cái nói, như thế nói đến cái này Bạch giáo sư không đủ trượng nghĩa. Hứa Thuần Lương nói, có lẽ hắn cho là ta đối xương rồng có mưu đồ,
cho nên mới làm như vậy đi, ta hiện tại lười nhác quản chuyện của bọn hắn. Hoàng Vọng Lân gật đầu nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta luôn cảm thấy cái này xương rồng phía sau sự tình có chút phức tạp, mà lại xương rồng cũng là vật bất tường, Tôn Trường Lợi hạ chàng chính là chứng cứ rõ ràng. Hứa Thuần Lương cười nói, đó là bởi vì hắn thích cờ bạc, cùng xương rồng bản thân không quan hệ. Hoàng Vọng Lân nói, tháng trước, ta Lân chính đường phát sinh cùng một chỗ vụ trộm. Hứa Thuần Lương ân cần nói, có hay không mất đi cái gì trọng yếu đồ cất giữ. Hoàng Vọng Lân lắc đầu nói, kẻ trộm xúc động báo cảnh hệ thống, trộm cướp chưa thỏa mãn, căn cứ chúng ta sau đó phân tích, hắn muốn trộm chính là xương rồng bản dập. Đây mới là khiến Hoàng Vọng Lân bối rối địa phương, Lân chính đường đồ cất giữ phong phú, xương rồng bản dập có thể nói ở trong đó cũng không đáng chú ý, nhưng là kẻ trộm đặt vào cái khác giá trị liên thành đồ cất giữ tại không để ý, hết lần này tới lần khác muốn trộm xương rồng mở đất phiến, chứng minh trong mắt hắn xương rồng bản dập muốn so cái khác đồ cất giữ chân quý được nhiều. Hoàng Vọng Lân bây giờ đã đem tất cả xương rồng bản dập phong tồn, bởi vì Mặc Hàm giá cao thu mua xương rồng sự tình, gần nhất xương rồng hành tình cũng là nước lên thì thuyền lên. Căn cứ Chu Nhân Hòa địa đồ, Hứa Thuần Lương đã đào ra hồi xuân đường lưu lại một phần khác xương rồng, từ đó chọn lựa ra cùng thiên dưỡng thiên, hạ thiên tương quan bộ phận, trước mắt có thể nói đã nắm giữ chín thành coi như còn lại bộ phận tìm không thấy. Hứa Thuần Lương cũng có thể tướng dịch kinh tẩy tủy phương pháp tu luyện nghịch đẩy ra, cho nên hắn đối thất lạc xương rồng đã không có lúc trước như thế bức thiết. Hoàng Vọng Lân đức cao vọng trọng, Hứa Thuần Lương cũng không muốn hắn bởi vì xương rồng cuốn vào phiền phức bên trong, để hắn không cần sẽ giúp bận bịu nghe ngóng xương rồng sự tình, cùng thời đại biểu Đông Châu Văn Lữ Cục hướng hắn đưa ra mời, hy vọng Hoàng Vọng Lân bớt thời gian có thể đi Đông Châu tham quan, là Đông Châu Văn Lữ công việc bày mưu tính kế. Hứa Thuần Lương lần này tới kinh trước đó liền cùng Phó Quốc Dân thương lượng qua, dự định nhiều mời một ít đảm nhiệm danh nhân đảm nhiệm Đông Châu văn hóa cố vấn, Hoàng Vọng Lân ngay tại hắn lựa chọn hàng đầu danh sách liệt kê. Hoàng Vọng Lân phi thường thống khoái, một ngụm đáp ứng. Hứa Thuần Lương rời đi Lân chính đường, phát hiện Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm còn chờ hắn ở bên ngoài. Phổ Kiến nói, làm sao thời gian dài như vậy, Tam gia lại cho ngươi phô bày bảo bối gì? Hứa Thuần Lương cười nói, lệch không nói cho ngươi. Phổ Kiến nói, không nói thì không nói, sớm tối đều có thể biết. Trần Thiên Phàm cười nói, Tam gia là Thanh Thuần Lương xem như bạn vong niên, ta nhìn đêm nay Hoàng Công Hiền đều có chút tình cảnh xấu hổ. Phổ Kiến nói, hắn lão tử cùng Hứa Thuần Lương là bạn tốt, ấn lý thuyết hắn nên xưng hô một đời đâu. Trần Thiên Phàm nói, ngươi không phải muốn bái Tam gia vi sư, chuyện này nếu như thành, ngươi gặp Thuần Lương cũng không phải xưng hắn một đời. Phổ Kiến nói, chúng ta các hưng các gọi, hắn đi qua ôm Hứa Thuần Lương bả vai nói, đêm nay uống đến chưa hết hứng, chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục uống. Trần Thiên Phàm nói, ta biết một nơi tốt. Hứa Thuần Lương nói, ngày mai còn phải đi học, hôm nay thôi được rồi, sớm đi nghỉ ngơi đi. Trần Thiên Phàm biểu lộ cảm thấy thất vọng, từ khi Nguy Sơn đảo nhà máy rượu sau đó, hắn từ đầu đến cuối nghĩ tìm một cơ hội cùng Hứa Thuần Lương hảo hảo nói chuyện. Phổ Kiến nói, Thuần Lương, hôm nay tình huống như thế nào? Có chút mất hứng a. Hết lần này tới lần khác Hứa Thuần Lương điện thoại vào lúc này vang lên, là Cao Hiểu Bạch gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương nghe thời điểm, Phổ Kiến đưa tới nghe được là nữ tử thanh âm, hướng Trần Thiên Phàm lắc đầu, thấp giọng nói câu trọng sắc khinh hiếu, bất quá cái này vẫn là có thể tiếp nhận, phát sinh ở Hứa Thuần Lương trên thân không thể bình thường hơn được. Nếu như không phải Cao Hiểu Bạch cú điện thoại này, Hứa Thuần Lương cơ hồ đem Cao Tân Hoa ủy việc nhờ chính mình quên sạch sẽ. Chủ yếu là hắn đến kinh về sau bận quá, không có thời gian bận tâm những chuyện khác. Cao Hiểu Bạch gọi cú điện thoại này cũng không phải là vì tìm hắn muốn cái gì, chủ yếu là phụ thân cho nàng phát tin tức. Cao Hiểu Bạch về tình về lý cũng nên gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng ban ngày đánh mấy cái đều tắt máy. Nàng cũng gánh tâm Hứa Thuần Lương có phải hay không gặp được phiền toái gì, cho nên ban đêm lại đánh một cái. Hứa Thuần Lương nói cho nàng mình hai ngày này đều tại tham gia chữa bệnh khí giới hội chợ. Hẹn xong ngày mai tiến về trường học lúc đi học Thanh Cao Tân Hoa ủy thác hắn mang tới đồ vật mang hộ đi qua, Cao Hiểu Bạch biểu thị muốn mời hắn ăn cơm Hứa Thuần Lương để nàng đừng phiền phức, trưa mai mời ăn nhà ăn là được. Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm nguyên địa đứng đấy, chờ Hứa Thuần Lương nói chuyện điện thoại xong, Phổ Kiến nói, tình huống như thế nào? Có phải hay không ai về nhà nấy các tìm các mẹ? Hứa Thuần Lương gặp bọn họ đợi mình nửa ngày, cũng không tiện bại hào hứng, đưa ra đi chú kinh bản phụ cận ăn đồ nướng. Trần Thiên Phàm để lái xe đem bọn hắn đưa đến lúc đó, chờ đến lúc đó xem xét, hoắc.
Cái này náo nhiệt, đều đã trễ thế như vậy, muốn ăn đồ nướng còn phải số sắp xếp, nhớ kỹ lần trước tới thời điểm còn không có nhiều người như vậy đâu, làm sao đột nhiên liền phát hỏa. Phổ Kiến đi theo lão bản chụp vào sẽ gần như, dù sao đều là Đông Châu người, lão bản lâm thời cho bọn hắn chi bàn lớn. Ba người tại ồn ào quán đồ nướng ngồi xuống, Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, lần trước tới thời điểm sinh ý còn không có tốt như vậy đâu. Phổ Kiến nói, thật mẹ nó kỳ quái a, Đông Châu đầy đường loại này quán đồ nướng, cũng không gặp nhà ai xếp hàng a. Trần Thiên Phàm nói, cái này kêu là vật hiếm thì quý. Phổ Kiến để bọn hắn hai ngồi, hắn đứng dậy đi gọi món ăn, nếu như không tự mình động thủ, đoán chừng một lát là không ai tới chào hỏi. Trần Thiên Phàm mở chai bia đưa cho Hứa Thuần Lương, hai người trực tiếp đối bình thổi lên. Trần Thiên Phàm nói, ta nghe Phổ Kiến nói ngươi bây giờ đều đi văn lữ cục. Chúc mừng a, về sau đến xưng hô ngươi Hứa khoa trưởng. Hứa Thuần Lương nói, Trần ca ngài nhỏ giọng một chút, nơi này là kinh thành. Tại tòa thành thị này, khoa cấp cán bộ cái nào có tồn tại cảm giác, huống chi hắn vẫn chỉ là cái phó khoa cấp. Trần Thiên Phàm cười nói, huyền quan bất như hiện quản, đồng dạng cấp bậc khác biệt hương vị, quyền lực nhưng khác nhau rất lớn. Phổ Kiến để tiểu công cho bên trên cái lò, cầm một mâm lớn không có gia công thịt xiên, chờ lấy bọn hắn nướng, không bằng mình nướng. Thoải mái đang định làm một vố lớn thời điểm, đột nhiên nghe được có người kêu lên, Thuần Lương. Ngươi chừng nào thì đến kinh thành. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu nhìn lại, lại là Chu Đức Minh, Chu Đức Minh cũng không phải một người, bên cạnh còn có hai nam một nữ ba cái đồng học, bọn hắn cũng là đến ăn đồ nướng, bất quá bọn hắn tới tương đối sớm, đã ăn xong, đang chuẩn bị tính tiền rời đi đâu. Phổ Kiến cũng cùng Chu Đức Minh đã gặp mặt, chào hỏi hắn cũng tới uống hai chén, Chu Đức Minh cùng đồng học một giọng nói, để đồng học đi trước, trở về thời điểm nói cho Hứa Thuần Lương hắn đã đem sổ sách cho kết. Hứa Thuần Lương cười nói, người một cái học sinh thế mà cùng chúng ta đoạt tính tiền. Đây không phải xem thường người mà. Phổ Kiến nói, giảng cứu người a, huynh đệ ta kính ngươi. Chu Đức Minh cười nói, ở bên ngoài không uống rượu, dạng này, ta đến bình lớn hầm lò. Hứa Thuần Lương biết hắn luôn luôn là hài tử ngoan, cũng không miễn cưỡng hắn. Chu Đức Minh bình thường thường xuyên đến bên này ăn cơm, biển người mênh mông có thể cùng Hứa Thuần Lương dị địa gặp lại cũng là duyên phận. Bất quá hắn càng kỳ vọng gặp phải là Trân Thuần, trước mắt Trân Thuần đã về cảng đọc sách, hai người mặc dù không có đoạn liên lạc, nhưng là Chu Đức Minh luôn cảm thấy bọn hắn quan hệ dừng bước không tiến, Trân Thuần giống như chỉ là đem hắn làm thành huynh đệ. Coi như đêm nay không gặp được Hứa Thuần Lương, Chu Đức Minh cũng định tìm hắn hỏi thăm một chút Trân Thuần sự tình. Hứa Thuần Lương biết tiểu tử này tâm tư, cùng hắn đụng phải một chén nói, gần nhất có hay không cùng biểu muội ta liên hệ. Chu Đức Minh trên mặt nóng lên. Hứa Thuần Lương thật sự là trực tiếp a, hắn nhẹ gật đầu, ngẫu nhiên tâm sự WeChat. Hứa Thuần Lương cười nói, nàng làm việc không tim không phổi, người được nhiều thông cảm a. Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nghe rõ, Phổ Kiến nói, Hứa Thuần Lương, người cũng không giới thiệu rõ ràng, hóa ra Đức Minh là người tương lai muội phu a. Chu Đức Minh mặt đằng đến đỏ lên. Hứa Thuần Lương nói, đừng nói hưu nói vượt, người ta hai người chính là bằng hữu bình thường. Phổ Kiến nói, Trân Thuần a, ta gặp qua, dung mạo xinh đẹp a, Chu Đức Minh, ta nếu là ngươi mới mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên đem đại cứu tử cho nhận xuống tới, nhanh cho ngươi đại cứu tử bưng rượu. Trần Thiên Phàm phụ họa nói, đeo đuổi nữ sinh trọng yếu nhất là dũng cảm, trước tiên đem người nhà nàng biến thành bằng hữu của mình, tiểu Chu, ngươi rất cao minh, đường cong cứu quốc chơi đến quá trượt. Hai hàng kẻ sướng người họa lắc lư Chu Đức Minh. Chu Đức Minh nói ta... Hắn nghĩ nói mình không có ý tứ kia, nhưng rõ ràng có ý tứ kia ngay trước Hứa Thuần Lương bột phủ định luôn luôn không tốt, Chu Đức Minh người này đừng nhìn không nói nhiều, nhưng trong lòng là có chủ ý, hắn bưng lên trước mặt ly kia lớn hầm lò, Thuần Lương, ta kính ngươi. Phổ Kiến vui vẻ, Chu Đức Minh con hàng này người hung ác không nói nhiều, nhìn xem trung thực, nhưng người ta thực có can đảm làm, Hứa Thuần Lương biểu muội cũng dám nhớ thương. Phổ Kiến chỉ sợ thiên hạ bất loạn giật dây, đến có chút thành ý, người cũng phải uống rượu. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian ngăn lại, nhưng Chu Đức Minh thế mà tiếp nhận Phổ Kiến đưa tới rượu uống trước rồi nói. Chu Đức Minh tửu lượng chẳng ra sao cả, uống mấy chén liền có chênh choáng, Thuần Lương. Trân Thuần nàng hiện tại có bạn trai hay không? Bình thường không dám nói bây giờ đã nói ra. Phổ Kiến nói, Thuần Lương cũng là người kêu, người phải gọi ca. Chu Đức Minh nói ca. Hứa Thuần Lương thật sự là im lặng,
Phổ Kiến thật là với xấu, Chu Đức Minh cũng với Dũng, rõ ràng lớn hơn mình, thế mà liền ca đều kêu ra miệng, đơn nhìn từ điểm này, tiểu tử này vẫn rất có chút tiềm lực, chí ít có dũng khí, thức thời. Trần Thiên Phàm vui tươi hớn hở nói, người ta đều gọi ca của ngươi, ngươi ngược lại là trả lời a. Hứa Thuần Lương lắc đầu, theo ta được biết hiện tại không có. Chu Đức Minh nghe hắn nói như vậy lập tức yên lòng, vậy thì tốt quá. Phổ Kiến nói, tốt cái gì a, người ở Kinh Thành, nàng tại Hương Giang, hôm nay không có nghĩa là ngày mai không có, vô luận thời đại nào, địa phương nào, cái gì xã hội, cô nương xinh đẹp đều là khan hiếm phẩm, nhớ thương đến nhiều người, sói nhiều thịt ít ngươi hiểu chưa? Ai trước ngoạm ăn chính là của người đó. Hứa Thuần Lương chừng Phổ Kiến một chút, anh em, không sai biệt lắm liền phải, đừng làm hư người ta. Phổ Kiến nói, ta đây là giúp hắn, đúng không muội phu? Chu Đức Minh uống một chút rượu, chóng mặt gật đầu. Trần Thiên Phàm thổi phù một tiếng nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, nhìn xem, uống nhiều quá đi. Chu Đức Minh đứng dậy đi nhà vệ sinh, Phổ Kiến cùng theo đi qua. Trần Thiên Phàm cuối cùng chờ đến một cái cùng Hứa Thuần Lương đơn độc chung đụng cơ hồ. Nâng chén nói, Thuần Lương, ta mời ngươi một chén a. Hứa Thuần Lương cười nói, Trần ca, ta đây nhưng không chịu nổi, chúng ta trưởng ấu có thứ tự, muốn mời cũng là ta cho ngươi mời rượu. Trần Thiên Phàm nói, nhà máy rượu sự tình là ca làm không được khá, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Hứa Thuần Lương nói, ngài cái này nói đến lời gì a? Sự tình không đều đã qua, lại nói ngươi cũng không phải hướng về phía ta, làm ăn người, ai không muốn lấy thanh lợi ích tối đa hóa. Người có chút tư tâm cũng có thể lý giải. Trần Thiên Phàm uống chén rượu này, trong lòng thầm than, Nguy Sơn đảo nhà máy rượu sự tình mình là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lúc trước còn đánh giá thấp Hứa Thuần Lương trí tuệ, tiểu tử này cái gì đều thấy rất thấu, mình cái này cái lão giang hồ tại trên tay hắn cũng không thể chiếm được tiện nghi gì. Hứa Thuần Lương giúp hắn nâng cốc rót, nhìn như khắp không trải qua thầm nghĩ, Trần ca, ngài lúc trước muốn cầm xuống nhà máy rượu mục đích đến cùng là cái gì? Trần Thiên Phàm nói, đương nhiên là vì kia mấy ngụm cổ hầm ao đi. Hứa Thuần Lương cười cười, trong lòng tự nhủ đừng nói với ta là vì cất rượu. Trần Thiên Phàm nói, Thuần Lương, ta không biết suối nước nóng sự tình. Hắn còn tại tránh nặng tìm nhẹ. Hứa Thuần Lương nói, đó chính là biết phía dưới trộm động sự tình. Trần Thiên Phàm hoảng vội vàng lắc đầu nói, lão đệ, ngươi cũng không thể nói mò, ta một đường đường chính chính người làm ăn. Làm sao có thể làm ra loại kia phạm pháp loạn kỳ cương sự tình. Nhà máy rượu cái kia phó trưởng xưởng Diêm Trung Dân đều bàn giao, các người Thiên Phàm tập đoàn tự mình cho hắn tiền, để hắn vụng trộm cho đi, mấy ngụm cổ hầm ao đều bị các ngươi cho đào một lần. Trần Thiên Phàm nói, ta không biết rõ tình hình a, nếu như ta để cho người ta tự mình làm như vậy, làm sao có thể đánh lấy Thiên Phàm tập đoàn cờ hiệu, chuyện này là không phải cùng lý không thông. Cũng có thể là có người cố ý đánh lấy ta cờ hiệu làm như vậy. Mục đích là hỏa thủy đông dẫn lão đệ a, ta Trần Thiên Phàm tốt xấu là người có thân phận địa vị, ta lại không phải người ngu, làm sao có thể mạo hiểm lớn như vậy. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng cảm thấy chuyện này rất không có khả năng, nhưng là muốn nói lúc trước thu mua nhà máy rượu chính là vì ba miệng cổ hầm ao, giống như cũng không đủ sức thuyết phục. Trần Thiên Phàm uống một hớp rượu nói, hiện tại ta là có lý không nói được, muốn nói ta ham tiện nghi ta nhận, nhưng ta làm sao cũng sẽ không làm phạm pháp loạn kỳ cương sự tình. Ta Trần Thiên Phàm mặc dù là cái đại lão thô, nhưng ai nặng ai nhẹ ở trong đó lợi hại quan hệ ta tự hiểu rõ. Hứa Thuần Lương cười nói, tự hiểu rõ liền tốt, nhưng trong lòng thì một chút đều không tin. Trần Thiên Phàm người này tuyệt đối là đại trí nhược ngu, mặc dù không cách nào khẳng định hắn phạm pháp loạn kỳ cương, nhưng là có một chút có thể xác định, Trần Thiên Phàm sản nghiệp cũng không phải như vậy ánh nắng, hắn phi thường rõ ràng Nguy Sơn đảo nhà máy rượu sự tình đắc tội mình. Cho nên thông qua tiếp cận Phổ Kiến ý đồ tiêu trừ giữa bọn hắn ngăn cách, nhưng ai có thể cam đoan cái này phía sau không có mới động cơ. Quay đầu còn cần nhắc nhở một chút Phổ Kiến, cùng người kia tốt nhất vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định. Hai người lại đụng phải một chén, sau khi uống xong, Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại. Hai người đứng dậy đi xem, lại là Chu Đức Minh uống nhiều quá, ngay tại ra rượu, Phổ Kiến bồi tiếp đâu. Hứa Thuần Lương trách cứ Phổ Kiến hôm nay không phân nặng nhẹ, thanh Chu Đức Minh cho rót nhiều, Phổ Kiến nói cái này còn không chút đây, liền bắt đầu hướng về tương lai muội phu. Đến loại tình trạng này, cũng không tốt tiếp tục tiến hành tiếp, Hứa Thuần Lương vịn Chu Đức Minh đi chú kinh bạn nghỉ ngơi. Chu Đức Minh một đêm này ngủ được đến là an tâm, ngày thứ hai tỉnh lại, mới ý thức tới mình tại Hứa Thuần Lương trong phòng,
Hứa Thuần Lương đang chuẩn bị đi ra ngoài, hướng hắn nói tỉnh, quay đầu xuống dưới ăn điểm tâm a. Chu Đức Minh nhẹ gật đầu, mơ mơ màng màng nói, đây là địa phương nào? Đông Châu chú kinh bạn. Chu Đức Minh bỗng nhiên giật cả mình, cuống quýt ngồi xuống, cái gì? Chú kinh bạn. Thế nào, ngươi tối hôm qua uống nhiều quá, liền chỗ này gần nhất, ta cũng không biết ngươi ở chỗ nào, cũng không có chỗ ngồi đưa a. Chu Đức Minh nói, chú kinh bạn có không ít người đều biết ta, hỏng, lần này muốn chuyển đến cha ta nơi đó đi. Hứa Thuần Lương cười nói, làm sao có thể, chúng ta đêm hôm khuya khoắt trở về, ngươi lại rũ cục lấy đầu, không ai sẽ chú ý tới, coi như nhìn thấy cũng không nhất định có thể truyền cho ngươi cha, ta đi a, đúng, nếu thật là truyền đến cha ngươi nơi đó, ngươi tuyệt đối đừng nói cùng ta uống rượu với nhau. Chu Đức Minh có chút tâm thần không yên, khoát tay áo, biết, ngươi bận bịu đi thôi. Hứa Thuần Lương hôm nay là tập trung học tập ngày đầu tiên, nhiều ít phải đi cái hình thức. Chờ hắn đến lúc đó, phát hiện tôn trọng hình thức đồng học liền một nửa đều không có, Trần Thiên Phàm cũng không tới, kỳ thật mọi người lựa chọn cái này Europa Thương học viện, đơn giản là nhìn chúng cánh cửa thấp, tính linh hoạt mạnh, ai cũng không phải chạy học tập tới, mà lại ai đến nơi đây đều là bỏ ra tiền, Hứa Thuần Lương loại này cầm đặc thù học bổng ngoại trừ. Cái gọi là tập trung học tập đơn giản là đi chạy theo hình thức, người thích tới hay không. Hứa Thuần Lương nghe trong chốc lát, cảm giác tẻ nhạt vô vị, đánh thẳng chớp mắt thời điểm, Trần Thiên Phàm đến, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết đã giúp hắn ký qua đến. Chuông tan học vang, vừa vặn nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi. Hứa Thuần Lương nói, sớm biết cái này điều dạng ta cũng không tới. Trần Thiên Phàm nói, vẫn là đến một chuyến tốt, chúng ta có thể không tôn trọng những lão sư này, nhưng là muốn tôn trọng một chút chính chúng ta trình độ. Hứa Thuần Lương bắt đầu cười hắc hắc, tại trong mắt người bình thường như vậy xa không thể chạm trình độ, tại đặc thù giai tầng trong mắt đơn giản không đáng giá nhắc tới, đối với người bình thường tới nói trình độ mang ý nghĩa nghịch thiên cải mệnh, đối đặc thù giai tầng mà nói trình độ chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tô điểm thôi, chỉ tiếc trên thế giới này đại đa số đều là người bình thường. Lúc này Trương Tùng gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương nhìn thấy điện báo, lập tức ý thức được tối hôm qua Chu Đức Minh uống nhiều sự tình đã truyền đến Chu thư ký trong lỗ tai, Chu Đức Minh lo lắng quả nhiên không phải dư thừa. Đông Châu chú kinh bạn mặc dù là ở kinh thành, trên thực tế lại đồng đẳng với Đông Châu một khối thuộc địa, nơi này tất cả nhân viên công tác đều đối Chu thư ký phụ trách, tại có ít người trong mắt Chu công tử uống nhiều tuyệt không phải việc nhỏ. Trương Tùng nói, tiểu Hứa a, tối hôm qua ngươi có phải hay không cùng Đức Minh uống rượu với nhau rồi? Không có. Hứa Thuần Lương lập tức phủ nhận. Trương Tùng nói, không có. Hứa Thuần Lương nói, tối hôm qua ta cùng mấy người bằng hữu ăn đồ nướng, vừa vặn gặp được hắn cùng mấy vị đồng học ăn cơm, ta nhìn hắn uống nhiều quá, mấy cái kia đồng học cũng không quá đáng tin cậy, lo lắng hắn xảy ra chuyện cho nên đem hắn dẫn tới chú kinh xử lý chiếu cố. Mặc dù kết quả sau cùng đều là Chu Đức Minh uống nhiều quá, nhưng là quá trình rất trọng yếu, Hứa Thuần Lương kiểu nói này liền biến thành Chu Đức Minh uống nhiều không có quan hệ gì với hắn. Hắn là xuất thủ tương trợ, Chu thư ký còn đến cảm tạ hắn. Trương Tùng nói, ta đã nói rồi, ngươi sẽ không làm loại này không có phân tất sự tình, ta thay Chu thư ký cảm ơn ngươi. Hứa Thuần Lương nói, có cái gì tốt tạ, con người của ta chính là cái lòng nhiệt tình, đừng nói gặp được Đức Minh, coi như là người xa lạ ta cũng phải duỗi nắm tay. Trương Tùng cười nói, cái kia ngược lại là, Thuần Lương a, hậu thiên chúng ta muốn đi kinh thành, chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp. Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch, Trương Tùng là ám chỉ hắn Chu thư ký cũng muốn đi qua, vội vàng nói, chờ ngài đã tới ta cho ngài đón tiếp. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, Trần Thiên Phàm một bên ho khan một tiếng, Hứa Thuần Lương lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy Mạc Hàm hướng bên này đi tới. Mạc Hàm sớm liền thấy hắn, một đôi mắt đẹp băng lãnh như xương. Hứa Thuần Lương đi qua, cười tủm tỉm nói, Mạc Tổng sớm a. Mạc Hàm tức giận nói, ngươi ít cùng ta cười đùa tí tửng, nơi này là trường học, ta cũng không phải cái gì Mạc Tổng. Vậy ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào? Mạc tỷ, Mực muội, vẫn là Mạc lão sư. Gọi ta Mạc lão sư đi, Mạc Hàm nói xong ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ nhìn ngươi ngạo kiều tao bao dạng, ngực cao cao như vậy, không sợ thanh quần áo cho tránh phá. Bất quá hắn rất nhanh minh bạch Mạc Hàm để hắn xưng hô Mạc lão sư lý do. Tiếp xuống cái này lớp là Mạc Hàm tự mình giảng bài, sớm định ra giáo sư bởi vì không đến, Mạc Hàm là lâm thời sung làm dạy thay lão sư, đây càng biểu hiện ra Europa Thương học viện tùy ý tính, bất quá các học sinh đều không có ý kiến gì,
nhất là nam sinh, mỹ nữ lên lớp coi như không nghe nàng nói cái gì nhìn xem cũng là một loại hưởng thụ, bình thường còn không có ý tứ giả nhìn nàng chằm chằm, hiện tại có thể tỉ mỉ chăm chú nhìn. Hứa Thuần Lương không có hứng thú gì, thừa dịp lúc này cho Mai Như Tuyết gửi tin tức. Mai Như Tuyết cho hắn một cái siêu viễn cự ly hôn gió, sau đó lại tăng thêm 4 chữ họp đâu. Hứa Thuần Lương lại cho Trịnh Bồi An phát cái tin, đi vào kinh thành về sau, mọi người riêng phần mình hoạt động, còn không có lo lắng quan tâm một chút bọn hắn tham gia chữa bệnh khí giới hội chợ tình huống. Trịnh Bồi An nói cho hắn biết hết thảy đều phi thường thuận lợi, xế chiều hôm nay liền trở về. Hứa Thuần Lương lúc đầu dự định đêm nay mời bọn họ ăn cơm đâu, Trịnh Bồi An biểu thị không cần, Cố Hậu Nghĩa làm việc hết sức chăm chú, bệnh viện khai trương ở giữa không muốn đem thời gian lãng phí ở nhàm chán ăn uống bên trên. Hứa Thuần Lương cũng đành phải thôi. Lục Kỳ phát tới tin tức, là vì hắn chuyện kết hôn, lúc trước Tô Tình đã đáp ứng đến đảm đương hôn lễ người chủ trì, hiện tại chuyện này cũng hẳn là chứng thực, để Hứa Thuần Lương kịp thời nhắc nhở một chút Tô Tình, tuyệt đối đừng quên. Hứa Thuần Lương để hắn thanh điện tử thiệp mời phát tới, sau đó phát cho Tô Tình. Tô Tình rất nhanh liền tin tức trở về, không đầu không đuôi, làm cái gì vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi kết hôn đâu? Vừa nhìn thấy thiệp cưới thật thanh nàng giật nảy mình, ấn mở về sau mới làm rõ ràng là Lục Kỳ cùng Vu Lị. Hù dọa ngươi rồi, Hứa Thuần Lương biết Tô Tình có khả năng phản ứng, con hàng này chính là xấu, có chủ tâm cố ý. Không có, ai kết hôn ta đều chúc phúc, làm sao? Đây là lo lắng ta quên chủ trì hôn lễ sự tình. Thông minh, ngươi có thể tới sao? Không cần miễn cưỡng, nếu quả thật mở không ra điểm, ta an bài người khác. Bằng hữu của ngươi sự tình ta đương nhiên không thể đổ cho người khác, huống chi Lục Kỳ cũng đã giúp ta, ngươi để hắn yên tâm, ta xách trước một ngày trôi qua, đúng, Mã Tây bên kia còn xin không mời. Ta đang chủ trì hôn lễ phương diện không có trải qua nghiệm A. Hứa Thuần Lương biểu thị hỏi lại hỏi Lục Kỳ Tô Tình hoàn toàn chính xác không có chủ trì qua hôn lễ, Mã Tây ở phương diện này kinh nghiệm phong phú. Vị bạn học kia ngươi đứng lên một chút. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, Mặc Hàm Mặc lão sư đang dùng một cây lóe sáng thức dậy học chỉ mình, Hứa Thuần Lương dùng chân chống đỡ một chút bên người Trần Thiên Phàm. Trần Thiên Phàm cũng ngay tại đào ngũ đâu, coi là thật sự là chọn hắn tên, tranh thủ thời gian đứng dậy. Mặc Hàm nói, không phải ngươi, Hứa Thuần Lương, ngươi đứng lên, nàng lần này trực tiếp điểm tên. Trong phòng học một mảnh cười vang, Trần Thiên Phàm lúng túng ngồi xuống lại, cái này Hứa Thuần Lương quá hố, nhiều đại nhân, không mang theo chơi như vậy. Hứa Thuần Lương đứng dậy. Mặc Hàm nói, người đã đến lên lớp liền mời chân quý chính mình học tập cơ hội, coi như không chân quý lần này học tập cơ hội, cũng muốn tôn trọng một chút giảng bài lão sư cùng những bạn học khác nhóm. Hứa Thuần Lương nói, ta trêu ai ghẹo ai, ta giống như không có ảnh hưởng ai lên lớp A. Mặc Hàm nói, người không tuân thủ lớp học kỷ luật, lên lớp chơi điện thoại còn lý luận. Hứa Thuần Lương nói, đúng vậy, coi như ta sai, ta xin lỗi. Ta bây giờ có thể ngồi xuống nghe giảng bài sao? Không thể, nếu như mỗi người cũng giống như ngươi cái dạng này, chúng ta khóa còn thế nào tiến hành tiếp, ngươi thành thành thật thật đứng đấy đi. Hứa Thuần Lương nói, Mặc lão sư, ngài đối ta có ý kiến nói rõ, ta có thể đừng công báo tư thù sao? Mặc Hàm nói, ta làm sao công báo tư thù rồi? Hứa Thuần Lương thở dài nói, ta đều nói cho ngươi, có một số việc là không thể miễn cưỡng, ngươi không phải cưỡng cầu. Không phải nắm lấy ta không thả. Trong phòng học một mảnh tiếng than thở, những học sinh này tất cả đều tụ tinh hội thần ăn dưa, ai đều không phải người ngu, người sáng suốt đều nhìn ra hai người bọn hắn ở giữa khẳng định có cái gì. Mặc Hàm cả giận nói, Hứa Thuần Lương, ngươi ít ở chỗ này nói hưu nói vượt, đi ra ngoài cho ta. Hứa Thuần Lương cười nói, đây chính là ngươi để cho ta đi ra. Mặc Hàm cả giận nói, có tin ta hay không khai trừ ngươi. Hứa Thuần Lương đầu cũng không quay lại, phất phất tay, đổi thành vừa đọc Europa Thương học viện lúc ấy, phải nói rõ trừ hắn, khả năng còn sẽ có điểm cảm giác, nhưng bây giờ thật sự là không có chút nào quan tâm. Đến nhất định giai đoạn văn bằng căn bản cũng không trọng yếu, tỉ như mình vừa cầm tới hai chứng, Kiều Như Long được đến không cần tốn nhiều sức. Đương nhiên Hứa Thuần Lương cũng tin tưởng Mặc Hàm sẽ không như thế làm, nàng muốn cầu cạnh mình tại không có đạt được xương rồng trước đó, làm sao có thể triệt để cùng mình trở mặt. Cô nàng này hiện tại nội tâm đang đứng ở độ cao trong mâu thuẫn đối với mình hận đến nghiến răng hết lần này tới lần khác lại không thể thanh mình xử lý, loại cảm giác này tất nhiên dày vò vô cùng. Hứa Thuần Lương lại cảm giác có phần thoải mái, Mặc Hàm càng là như thế,
càng là chứng minh nàng đối mình đã không có biện pháp, trước mắt đang cùng mình đấu trí đấu dũng bên trong cư tại hạ phong. Giữa trưa Hứa Thuần Lương tại nhà ăn gặp được Cao Hiểu Bạch, hắn thanh cao tân hoa ủy thác mình mang tới đặc sản giao cho nàng, luôn cảm thấy lão Cao làm như vậy có chút vẽ vời thêm chuyện, hiện tại hậu cần như thế phát đạt, tùy tiện đi cái nhanh đưa không so với mình thịt người mang hàng còn cấp tốc hơn nhiều. Chẳng lẽ lão Cao vẫn là trong lòng còn có lấy một tia tưởng niệm, để hắn cùng Cao Hiểu Bạch nhiều tiếp xúc một chút, giống như cũng rất không có khả năng, dù sao lão Cao cũng không phải cái người hồ đồ, mình biết mình đã có Mai Như Tuyết còn thanh nữ nhi hướng phía bên mình đẩy. Đoán chừng lão Cao là nghĩ thoáng, dù sao hai hài tử cũng không thể nào tiến tới cùng nhau, nhưng là nhiều tiếp xúc một chút cũng không phải chuyện xấu, không làm được tình nhân làm bằng hữu nha. Dù sao Cao Hiểu Bạch gần nhất ra mấy món sự tình đều là Hứa Thuần Lương giúp nàng giải quyết, Cao Hiểu Bạch ngoài miệng không nói, nhưng lòng dạ cũng là chịu phục. Cao Hiểu Bạch điểm 6 cái đồ ăn, đây là Hứa Thuần Lương ngăn cản kết quả, không phải nàng đến gom góp 8 cái. Hứa Thuần Lương nói, đủ rồi, chúng ta liền hai người ăn cơm tuyệt đối đừng phô trương lãng phí, hiện tại nhiều cán bộ lớn tiêu chuẩn cũng chính là 4 đồ ăn một chén canh, người cái này nhưng vượt chỉ tiêu. Cao Hiểu Bạch cười nói, Hứa Thuần Lương được a, làm quan cảm giác rõ ràng không đồng dạng. Hứa Thuần Lương nói, ta cái này gọi quan gì, người biệt hàn sầm ta. Cao Hiểu Bạch nói, đi qua cha ta thường xuyên để cho ta hướng ngươi học tập, ta còn không quá chịu phục, hiện tại ta là thật chịu phục, trên người ngươi hoàn toàn chính xác có rất nhiều đáng giá ta chỗ học tập. Hứa Thuần Lương nói, ta người này không khỏi khen, người khác khen một cái ta liền phiêu. Cao Hiểu Bạch nở nụ cười. Bỗng nhiên nụ cười của nàng ngưng kết ở trên mặt, có một vị áo đen mỹ nữ thẳng đến lấy bọn hắn bên này đi tới. Hứa Thuần Lương từ Cao Hiểu Bạch biểu lộ ý thức được cái gì, xuyên thấu qua con mắt của nàng thấy được hậu phương người tới, là Mạc Hàm. Mạc Hàm nói, Hứa Thuần Lương, rất tự tại a. Hứa Thuần Lương nói, khổ bên trong làm vui, cái gì cũng không thể chậm trễ ta ăn uống. Mạc Hàm hướng Cao Hiểu Bạch cười cười nói, ta có thể ngồi xuống sao? Cao Hiểu Bạch nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương tới câu, giống như không quá phù hợp đi. Mạc Hàm mới không để ý hắn, tại Cao Hiểu Bạch ngồi xuống bên người. Cao Hiểu Bạch nói, cùng một chỗ ăn chút. Mạc Hàm cũng không khách khí, hướng nàng cười cười nói tốt. Hứa Thuần Lương nói, Mạc Lão Sư, người hôm nay là chuyên môn đến cho ta ngột ngạt, lên lớp ngươi làm lấy nhiều như vậy đồng học bột để cho ta xấu mặt, phạt ta đứng, thanh ta đuổi ra phòng học. Hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ tới cọ cơm. Mạc Hàm hướng Cao Hiểu Bạch nói, bữa cơm này bao nhiêu tiền, chúng ta à. Cao Hiểu Bạch nói, không cần, ta mời, không có nhiều tiền, Thuần Lương đến kinh thành ta hẳn là cho hắn đón tiếp. Nàng ý tứ cũng phi thường minh xác, ta mời Hứa Thuần Lương, không phải mời ngươi, ngươi chính là cái ăn trực. Mạc Hàm nói, được rồi, ta còn là không quấy rầy các ngươi. Nàng đứng dậy rời đi. Tới lui đều là đột nhiên như vậy. Cao Hiểu Bạch không hiểu ra sao nói. Nàng là, mặc kệ hắn, liền một bệnh tâm thần. Hứa Thuần Lương cùng Cao Hiểu Bạch cũng không có nhiều tiếng nói chung, ăn cơm xong về sau liền đường ai nấy đi. Hứa Thuần Lương lúc ra cửa, có người đối diện đi tới nhìn thấy hắn, tranh thủ thời gian quay người hướng một bên đi đến. Mặc dù người này phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là không có trốn qua Hứa Thuần Lương ánh mắt sắc bén. Kia hàng không phải là lần trước hố Cao Hiểu Bạch cái kia Nam Hàn du học sinh Lý Sương Mẫn nha. Kia hàng chạy ra một khoảng cách, quay đầu nghĩ xác nhận Hứa Thuần Lương có hay không đuổi theo tới thời điểm, vừa quay đầu lại phát hiện Hứa Thuần Lương liền ở phía sau hắn, Hứa Thuần Lương hướng hắn nở nụ cười. Lý Sương Mẫn giật nảy mình, cái này, nơi này là trường học, hắn chỉ ven đường camera, ý là có giám sát. Hứa Thuần Lương nói, đừng sợ a, ta không có ý định đánh ngươi. Ta là hảo tâm đến cấp ngươi đưa giải dược. Lần trước hắn lấp một viên ngũ độc công tâm hoàn đến con hàng này miệng bên trong, cho nên mới nói như vậy. Lý Sương Mẫn run giọng nói, không, không cần. Hứa Thuần Lương không nói lời gì tướng tay của hắn kéo đi qua, chế trụ người này mạch môn, một bên thỉnh thoảng có học sinh trải qua, nhìn thấy hai vị nam sinh ở trong sân trường dưới ban ngày ban mặt tay trong tay, từng cái chỉ trỏ, lúc nào sân trường cũng biến thành như thế bao dung. Hứa Thuần Lương không dò xét hắn mạch môn còn thôi, dò mạch cửa giật nảy cả mình, Lý Sương Mẫn thể nội độc tố không ngờ trải qua không còn sót lại chút gì. Đối người khác mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng là đối ngũ độc giáo chủ tới nói đây quả thực là vô cùng nhục nhã, ngũ độc công tâm hoàn mặc dù không phải hắn lợi hại nhất độc dược,
nhưng là hắn cho rằng đương thời đã không người nào có thể phá giải, bây giờ người ta chẳng những phá giải, mà lại tướng độc tố thanh lý đến sạch sẽ, không có để lại bất kỳ di chứng. Hứa Thuần Lương nhìn qua Lý Sương Mẫn lộ ra một tia nhe răng cười, Lý Sương Mẫn dùng mình, cố nặn ra vẻ tươi cười, ngươi đừng như thế cười. Ta sợ hãi. Biết sợ hãi, còn dám làm loại kia chuyện thất đức. Ta đều thừa nhận qua sai lầm, phải nói ta cũng nói rồi. Hứa Thuần Lương nói, ai giúp ngươi giải độc? Lý Sương Mẫn lắc đầu, ta đáp ứng không nói. Hứa Thuần Lương nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, ai giúp ngươi giải độc? Ta không thể nói, a ô. Hứa Thuần Lương lại lấp một viên thuốc đi vào, Lý Sương Mẫn muốn ói, tiếc rằng Hứa Thuần Lương bưng kín mũi miệng của hắn, cái kia dược hoàn lại vào miệng tan đi, vừa tao vừa tanh. Hứa Thuần Lương nói, cái này gọi thất hoàn bộ mệnh đan, ta ngược lại muốn xem hắn giải không giải đến, trong vòng 3 ngày, thanh giải độc người gọi tới cho ta, không phải ngươi chờ đó cho ta chết đi. Hứa Thuần Lương nói xong, vứt xuống người này nghênh ngang rời đi, Lý Sương Mẫn vẻ mặt cầu xin, một trái tim lạnh một nửa, mình ra sao khổ đến quá thay, vì sao còn muốn trở về, làm sao biết tên sát tinh này cư nhiên như thế tàn nhẫn, ta lần này không có đắc tội ngươi a, chẳng lẽ ta tìm người giải độc còn có sai. Đáng tiếc Hứa Thuần Lương là khinh thường tại cùng người giảng đạo lý, nhất là loại địa phương nhỏ này ra chảy gỗ, có một loại người là không hiểu được tôn trọng là vật gì, ngươi tôn trọng hắn, coi hắn là người nhìn, hắn sẽ cảm thấy ngươi sợ hắn, lập tức được đà lấn tới, đối loại người này nhất định phải khai thác thô tục nhất biện pháp, ngay cả đánh mang mắng, dùng bọn hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ đối thoại với bọn họ, ngươi càng là vũ nhục hắn, hắn càng là khiêm tốn đối ngươi càng là tôn trọng. Hứa Thuần Lương bớt thời gian thanh Chu Đức Minh uống nhiều video phát cho Chân Thuần lập tức gọi điện thoại đến chất vấn hắn làm sao thanh minh tử rót nhiều như vậy. Hứa Thuần Lương giải thích một chút, Chân Thuần không nghe, để hắn chờ đợi, nàng cái này bay đi kinh thành tìm hắn tính sổ sách. Hứa Thuần Lương đối cái này tiểu biểu muội còn hiểu rõ, nhà đầu này làm việc hùng hùng hổ hổ, nói không chừng ban đêm đã đến, mình tốt nhất vẫn là có chuẩn bị tâm lý. Hứa Thuần Lương buổi chiều tan học trở lại chú kinh bản. Phát hiện Chu Đức Minh còn nằm ở trên giường. Hứa Thuần Lương chiếu vào hắn cái mông vỗ một cái nói, ngươi không lên lớp A. Chu Đức Minh hữu khí vô lực thở dài nói, ta xin nghỉ, uống nhiều thật sự là quá khó tiếp thu rồi, ta về sau rốt cuộc không uống rượu. Hứa Thuần Lương nói, được, lặp lại lần nữa, ta giúp ngươi quay xuống. Chu Đức Minh nói, nhàm chán. Hứa Thuần Lương nói, ngươi một ngày không có ăn cái gì. Chu Đức Minh nói, ngươi không phải để cho người ta đưa cơm đã tới sao? Hứa Thuần Lương cũng không có để cho người ta làm chuyện này, kỳ thật chuyện này không khó đoán được là ai làm, trực tiếp quản lý tiệm cơm chính là Lý Tú Mai. Hứa Thuần Lương để Chu Đức Minh tắm trước dọn dẹp một chút, hắn đi ra cửa tìm Lý Tú Mai. Lý Tú Mai vừa cho nhân viên phát biểu xong, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, cười nhẹ nhàng đi tới, tiểu Hứa, có dặn dò gì à? Hứa Thuần Lương 2 lần đến chú kinh bản. Cảm giác những người này thái độ đối với chính mình là càng ngày càng thân thiết, hắn phi thường rõ ràng cái này không phải là của mình mị lực cá nhân, đi qua người ta xem ở phó quốc dân trên mặt mũi, bây giờ người ta xem ở Chu thư ký trên mặt mũi. Hứa Thuần Lương nói, Lý tỷ, trong phòng ta cơm là ngươi an bài. Lý Tú Mai nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói, ngươi mang cái người sống sờ sờ tiến đến, sân khấu không có khả năng không nhìn thấy. Hứa Thuần Lương cười nói, nguyên lai người biết hắn là ai a? Lý Tú Mai nói, đương nhiên biết a. Chuyện này không có ra bên ngoài nói đi. Lý Tú Mai sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Hứa Thuần Lương là có ý gì, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không có, ta cũng không có nói. Chu thư ký đều biết. Lý Tú Mai lập tức minh bạch hắn là có ý gì, tranh thủ thời gian giải thích nói, tiểu Hứa, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta liền xem như muốn nói cũng không có Chu thư ký phương thức liên lạc. Như thế không giả, Chu thư ký đến kinh thành trên cơ bản đều là cùng chú kinh bản chủ nhiệm phó chủ nhiệm liên hệ, nàng chỉ là phụ trách Đông Châu tiệm cơm bên này quản lý công việc. Chu thư ký mỗi lần tới trên cơ bản đều không thế nào cùng nàng giao lưu, chủ yếu là vì tránh hiểm nghi, lại càng không cần phải nói tự mình liên lạc. Hứa Thuần Lương nói, Đức Minh sự tình còn có ai biết? Lý Tú Mai suy nghĩ một chút nói, ta đi hỏi một chút sân khấu. Không bao lâu nàng trở về, hướng Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, tối hôm qua ngươi đỡ khi hắn đi vào, tần phó chủ nhiệm cũng tại đại đường, còn chuyên môn tìm sân khấu hỏi thăm một chút ngươi mang ai trở về. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Lý Tú Mai nói, ta cũng không phải loạn thước đầu lưỡi người,
lời gì nên nói cái gì nói không nên nói ta rõ ràng đâu, người trẻ tuổi uống nhiều quá còn không phải thường sự tình, chút chuyện nhỏ như vậy cũng không đáng đến hướng lãnh đạo báo cáo a. Hứa Thuần Lương cười nói, Lý tỷ vất vả, đúng, hậu thiên Chu thư ký tới. Lý Tú Mai ngây ngẩn cả người, Chu thư ký muốn tới kinh thành. Nàng dù sao chưa nhận được thông báo, Chu thư ký người này có cái quen thuộc, thích đánh đột nhiên phục kích, dù sao từ đầu đến cuối có gian phòng vì hắn dự giữ lại, chắc chắn sẽ không tay bận bịu chân loạn, bất quá điểm này đầy đủ đã chứng minh Hứa Thuần Lương cùng Chu gia quan hệ, một già một trẻ đều bị hắn làm xong, tiểu tử này lợi hại a, còn trẻ như vậy thủ đoạn liền cao minh như vậy, nàng còn không biết Hứa Thuần Lương cùng Chu lão quá quan hệ đâu, Hứa Thuần Lương hiện tại là thanh Chu gia già, trung niên, trẻ đời thứ ba ăn sạch. Hứa Thuần Lương còn chưa kịp trở về phòng, Trần Thuần liền phát tới chuyến bay hào, cô nàng này nói làm liền làm, đã lên phi cơ, tính toán hạ thời gian, hơn 3 giờ sau liền nên rơi xuống đất. Hứa Thuần Lương để Lý Tú Mai hỗ trợ chuẩn bị một cái phòng, sau khi trở về, nhìn thấy Chu Đức Minh chính ở chỗ này không chết không sống nằm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem tin tức cho hắn nhìn. Chu Đức Minh trở mình một cái ngồi dậy, cái gì? Trần Thuần muốn tới, ai u, ngươi làm sao không nói sớm? Hứa Thuần Lương nói, ta đây đều không muốn nói cho ngươi biết, nguyên bản định cho ngươi một cái vui mừng ngoài ý muốn đâu. Chu Đức Minh cũng không muốn Trần Thuần nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng, tranh thủ thời gian xoay người xuống giường, lửa lửa hướng nhà vệ sinh chạy. Làm gì đi, tắm rửa thay quần áo khác, ta phải đi sân bay. Hứa Thuần Lương lắc đầu, thật sự là phục con hàng này, Trần Thuần với hắn mà nói chính là thuốc kích thích, nghe xong Trần Thuần tới, đơn giản cùng như điên cuồng. Chu Đức Minh lại nói, Thuần Lương, có quần áo không có cho ta mượn một kiện. Hứa Thuần Lương nói, mới nội y muốn hay không, ta còn chưa lên thân đâu. Muốn. Hứa Thuần Lương cho Phổ Kiến gọi điện thoại, để hắn ban đêm bồi tiếp Chu Đức Minh đi đón máy bay, Phổ Kiến có chút không vui, dựa vào cái gì là ta à, hắn như thế đại nhân, tiếp được là hắn bạn gái, không thể tự kiểm chế lái xe đi, chú kinh bạn xe hắn còn không phải tùy tiện dùng. Hứa Thuần Lương nói, đều là ngươi làm hại. Tối hôm qua ngươi để người ta chuốc say, làm sao? Hiện tại không chịu trách nhiệm, chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian trơn Chu nhỏ tới đón người. Hứa Thuần Lương sở dĩ để Phổ Kiến đi, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, chủ yếu là cân nhắc đến Chu thư ký một nhà không thích vận dụng xe buýt. Sau một tiếng Phổ Kiến chạy tới, bất quá hắn cũng không có lái xe, tìm Trần Thiên Phàm mượn hắn kia chiếc Mercedes thương vụ, lấy tên đẹp tiếp khách nhân trọng yếu đến có phong phạm. Nhưng thật ra là con hàng này không nghĩ thông xe, Hứa Thuần Lương thanh Phổ Kiến hao đến một bên, thấp giọng nhắc nhở hắn vài câu. Phổ Kiến không phải không biết Trần Thiên Phàm là ai, nhưng là hắn cho rằng Trần Thiên Phàm thích dùng viên đạn bọc đường, đại khái có thể tướng vỏ bọc đường lột xuống đạn pháo lại đánh lại, dù sao lão Trần là có tiền. Hứa Thuần Lương nhìn qua Phổ Kiến lòng tin tràn đầy bộ dáng đều không đành lòng đả kích hắn, liền của hắn tâm kế cùng mưu lược thật không nhất định có thể vượt qua Trần Thiên Phàm. Nên thanh nhất định hai chữ bỏ đi. Hứa Thuần Lương không có ý định tự mình đi tiếp Trần Thuần, xem như cho Chu Đức Minh một cái cơ hội đi, mình ở đây khẳng định sẽ chế tạo áp lực vô hình, về phần Chu Đức Minh cùng Trần Thuần đến tột cùng có thể phát triển đến một bước nào, tùy bọn hắn tự mình, hiện tại cũng giảng cứu cái yêu đương tự do, Hứa Thuần Lương nhưng không có tính toán thông qua cái tầng quan hệ này hướng Chu thư ký càng tới gần một bước ý tứ, lấy năng lực của hắn căn bản không cần mượn nhờ loại thủ đoạn này. Hứa Thuần Lương đưa bọn hắn rời đi về sau, quay người trở về Đông Châu tiệm cơm, ở của tiệm cơm gặp chú kinh bạn chủ nhiệm Tiễn Ái Quân cùng phó chủ nhiệm Tần Lập Tân. Hứa Thuần Lương bản không muốn cùng bọn hắn chào hỏi, nhưng Tiễn Ái Quân thấy được hắn, vui vẻ nói, tiểu Hứa a. Hứa Thuần Lương chỉ có thể đi qua hô, Tiền chủ nhiệm tốt, Tần phó chủ nhiệm tốt. Tiễn Ái Quân coi là Tần Lập Tân không biết Hứa Thuần Lương, giúp hắn giới thiệu, lão Tần, vị này là Trường Hưng bệnh viện phân viện viện trưởng Hứa Thuần Lương. Tin tức của hắn rõ ràng nghiêm trọng lạc hậu. Hứa Thuần Lương đang chuẩn bị uốn nắn thời điểm. Tần Lập Tân nói, Tiền chủ nhiệm, tin tức của ngươi cũng không cho phép xác thực, bây giờ người ta tiểu Hứa đã điều đi văn lữ cục, điều tạm Hồ Sơn trấn đảm nhiệm phó trấn trưởng. Hứa Thuần Lương rõ ràng có thể cảm giác được Tần Lập Tân mặc dù là phó chức, nhưng là tại chức vị chính Tiễn Ái Quân trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì khiêm tốn biểu hiện, kỳ thật hai người cấp bậc là giống nhau, Tần Lập Tân tư lịch còn muốn so Tiễn Ái Quân già hơn một chút. Hứa Thuần Lương cười nói, Tần phó chủ nhiệm quả nhiên tin tức linh thông. Tần Lập Tân ý vị thâm trường nói, tuổi trẻ tài cao a. Hắn lần này bị lưu vong nguyên nhân gây ra chính là nguy sơn đảo nhà máy rượu suối nước nóng,
mặc dù hắn không có cùng Hứa Thuần Lương đánh qua chính diện quan hệ, nhưng là tiểu tử này là dẫn đến mình cao chức thấp phối kẻ cầm đầu, Tần Lập Tân đối Hứa Thuần Lương tự nhiên không có hảo cảm gì. Hứa Thuần Lương tới một câu, ngài cũng là càng già càng dẻo dai. Tần Lập Tân trong lòng khó chịu, mình mặc dù 49 tuổi, nhưng càng già càng dẻo dai dùng tại trên người mình giống như cũng không phù hợp đi. Tiễn Ái Quân hỏi một chút Hứa Thuần Lương lần này dự định ngốc bao lâu, hẹn cái thời gian cùng nhau ăn cơm. Hứa Thuần Lương biểu thị chờ mình có thời gian chủ động hẹn hắn, kỳ thật chẳng khác gì là biến tướng xin miễn. Ba người ở đại sảnh chia tay, Tiễn Ái Quân nhìn ra Tần Lập Tân sắc mặt không vui, cười nói, lão Tần, người cùng Tiểu Hứa đi qua liền nhận biết. Tần Lập Tân lắc đầu, không biết, nhưng là nghe nói qua. Tiễn Ái Quân nói, người trẻ tuổi này không được, Chu thư ký phi thường thưởng thức hắn. Hứa Thuần Lương móc ra thẻ phòng còn không tới kịp mở cửa, Hoa Trục Nguyệt liền gọi điện thoại tới, Thuần Lương, đang ở đâu? Còn có thể chỗ nào à, Đông Châu tiệm cơm. Ta tìm ngươi đi, có chuyện ở trước mặt nói cho ngươi. Hoa Trục Nguyệt làm việc lôi lệ phong hành, sau 15 phút đã tới Đông Châu tiệm cơm. Trong khoảng thời gian này Hứa Thuần Lương đã để Lý Tú Mai an bài một cái bọc nhỏ ở giữa, Hoa Trục Nguyệt vội vàng giờ cơm tới, dù sao cũng phải chiêu đãi một chút. Hoa Trục Nguyệt cũng không phải tới tìm hắn ăn cơm, lần này tới tìm Hứa Thuần Lương chủ yếu là nghĩ hắn trời tối ngày mai cùng mình đi gặp Lam Tinh tập đoàn tổng giám đốc Cơ Bộ Diêu. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, ta gặp hắn làm gì? Hoa Trục Nguyệt nói, ta không biết bất quá là Cơ Tổng nói ra, hắn nói muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, Cơ Bộ Diêu cũng coi là một cái nổi tiếng nhân vật, Lan Hoa Môn đại đương gia, Lam Tinh tập đoàn tổng giám đốc. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi không cần khẩn trương, ta cùng ngươi cùng đi, Cơ Tổng người này kỳ thật rất dễ nói chuyện. Hứa Thuần Lương cười nói, ta có cái gì tốt khẩn trương. Hoa Trục Nguyệt nói, ngươi hai ngày này chưa thấy qua Phan Vệ Đông a. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói là Hà Đông cái kia nhị thế tổ. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu. Làm sao, ngươi lão bản gặp ta cùng con hàng này có quan hệ. Hoa Trục Nguyệt nói, ta chỉ là có chút hoài nghi. Hứa Thuần Lương nói, OMMIA sự tình không có mang đến phiền toái cho ngươi a. Hoa Trục Nguyệt nói, Cơ Tổng đối ta ân trọng như núi, không phải ta cũng sẽ không kiên trì lưu tại Lam Tinh. Kỳ thật nàng đối Cơ Bộ Diêu hai năm này sách lược kinh doanh rất có phê bình kín đáo, Hà Đông ngày càng lớn mạnh Phan Thiên Hóa làm việc đốt đốt bức người, có thể nói lần này Lam Tinh tập đoàn tại cả nước phạm vi bên trong đại quy mô đóng cửa tiệm chính là bức bách tại Hà Đông cạnh tranh áp lực. Cơ Bộ Diêu thân là Lan Hoa Môn môn chủ, nhưng là hắn đối diện Phan Thiên Hóa không ngừng khuếch trương buông xuôi bỏ mặc, thậm chí chủ động từ bỏ truyền thống phạm vi thế lực. Hoa Trục Nguyệt trong ấn tượng Cơ Bộ Diêu cũng không phải cái dạng này, có lẽ hắn tuổi tác cao, có lẽ hắn sớm đã kiếm đủ rồi, cho nên có công thành lui thân dự định, nhưng là nàng cho rằng Cơ Bộ Diêu đối diện Hà Đông khuếch trương không đạt được gì là đối Lam Tinh tập đoàn không chịu trách nhiệm, dù sao Lam Tinh tập đoàn còn có nhiều như vậy nhân viên chờ lấy ăn cơm. Hai người chính nói chuyện trời đất thời điểm, Lý Sương Mẫn gọi điện thoại tới. Hứa Thuần Lương khóe môi lộ ra một tia hiểu ý tiếu dung, người này quả nhiên sợ hãi, ta ngược lại muốn xem giúp ngươi giải độc người đến tột cùng là ai. Lý Sương Mẫn âm thanh run rẩy nói, ngươi ở nơi nào? Hứa Thuần Lương nói, làm sao? Ngươi nghĩ tới tìm ta? Lý Sương Mẫn nói, ngươi để cho ta tìm người, ta mời đến, hắn cũng muốn gặp ngươi. Hứa Thuần Lương nói, tốt. Đông Châu tiệm cơm. Lý Sương Mẫn nói, chúng ta lập tức đi qua. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, hướng Hoa Trục Nguyệt cười cười. Hoa Trục Nguyệt nói, nếu là có sự tình ta đi trước. Hứa Thuần Lương nói, lần trước cho Cao Hiểu Bạch hạ dược bổng tử muốn tới tìm ta. Hoa Trục Nguyệt nhíu mày một cái nói, hắn dám ở chỗ này sinh sự. Mượn hắn một cái lá gan. Nửa giờ sau, một cỗ màu đen Audi A8 tại Đông Châu tiệm cơm trước cửa dừng lại. Lý Sương Mẫn dẫn đầu từ trên xe bước xuống, hộ tống hắn cùng một chỗ xuống tới còn có một vị nam tử trung niên, đầu của nam tử phát gần như trắng bệch. Lý Sương Mẫn đối tên nam tử kia phi thường cung kính, dẫn tên nam tử kia đi vào Hứa Thuần Lương chỗ phòng trước, gõ cửa phòng một cái, đi vào. Hứa Thuần Lương nhìn qua tên nam tử kia, Lý Sương Mẫn hướng tên kia tóc trắng nam tử trung niên nói câu tiếng Hàn. Hứa Thuần Lương mặc dù nghe không hiểu, nhưng là Hoa Trục Nguyệt nghe hiểu, Lý Sương Mẫn nói là thúc thúc, hắn chính là cái kia cho ta hạ độc người. Hoa Trục Nguyệt bám vào Hứa Thuần Lương bên tai nhỏ giọng giúp hắn phiên dịch. Tên kia nam tử tóc trắng đã hướng Hứa Thuần Lương đi tới,
chủ động vươn tay ra, Hứa tiên sinh ngài tốt, ta là Lô Thái Vũ, Minh Đức tập đoàn thủ tịch Hàn Y. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương cũng đứng lên, cùng hắn nắm tay, hắn sớm nhất vẫn là từ Chu Nhân Hòa trong miệng được từ Minh Đức tập đoàn, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, càng là không có gì càng là khoe khoang cái gì, còn mẹ nó Đại Hàn, nhiều lớn. Quốc thổ diện tích cộng lại còn không bằng nửa cái tỉnh Bình Hải lớn đâu, Lô Thái Dần, tên này mà tốt, không có chút nào tị húy, đại khái bọn hắn cũng học trộm Trung Hoa văn hóa, làm cái tên xấu dễ nuôi, nhưng chúng ta bên này là nhỏ tên, người ta trực tiếp thanh đại danh cho cả bên trên. Bọn họ chạy tới trước đó, Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt đã sử dụng hết bữa tối, Hứa Thuần Lương để cho người ta pha một bình trà, Trung Hoa Minh Mông Đại Quốc, lễ nghi chi bang, tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải giảng. Hứa Thuần Lương mời hai người bọn họ ngồi xuống uống trà. Lô Thái Dần ngồi xuống, Lý Sương Mẫn không dám ngồi, vẫn quy củ đứng đấy, vẫn là Lô Thái Dần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn mới ngồi xuống cũng không dám uống trà, lo lắng bị Hứa Thuần Lương hạ độc. Lô Thái Dần hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, Hứa tiên sinh, ta lần này tới là đặc địa hướng ngài lấy một cái nhân tình. Hắn tiếng Trung phi thường lưu loát, nếu như không phải sự tình nói rõ trước thân phận, chắc chắn sẽ không phát giác hắn là cái ngoại quốc người. Hứa Thuần Lương nói, Lô tiên sinh khách khí, người ta lần đầu gặp nhau, nào có cái gì giao tình a? Hắn ý tứ rất rõ ràng, ta cùng ngươi không có giao tình, ngươi cũng không có lớn như vậy mặt. Lô Thái Dần nói, xin hỏi Hứa tiên sinh có điều kiện gì? Hứa Thuần Lương đánh giá tâm hắn nói hắn ngược lại là trực tiếp, bất quá dạng này cũng tốt, ngày thường quanh co lòng vòng, cười tủm tỉm nói, Lý Sương Mẫn độc là ngươi giúp đỡ chỉ tốt. Lô Thái Dần gật đầu nói, nếu như ta không xuất thủ, hắn sớm muộn cũng sẽ độc khí công tâm mà chết. Hứa Thuần Lương nói, ngươi biết hắn bên trong là cái gì độc? Lô Thái Dần nói, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, căn cứ ta Hàn Y thủy tổ thần nông thị. Hứa Thuần Lương không khách khí chút nào đánh gãy hắn, ngươi trước dừng lại đi, thần nông thị lúc nào thành các ngươi Hàn Y thủy tổ. Ây, cái này nước ta có cổ văn hiến ghi lại. Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, bổng tử mở mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh bọn hắn xem như lĩnh giáo. Hứa Thuần Lương nói, thần nông thị là Viêm Đế A, người Trung Quốc là con cháu Viêm Hoàng, các ngươi thừa nhận thần nông thị là Hàn Y thủy tổ. Đó chính là nói, các ngươi Hàn Y khởi nguyên từ Trung Y đi. Lô Thái Dần nói, Hàn Y cùng Trung Y đến tột cùng ai xuất hiện trước, là ai sư tòng tại ai, nghiệp giới tồn tại rất nhiều tranh luận, đến nay còn vô định luận. Hoa Trục Nguyệt đều nghe không nổi nữa, ai cùng các ngươi tranh luận rồi. Cho tới nay đều là các ngươi đang khắp nơi giải lời đồn, trộm người khác đồ vật không nói, còn tuyên dương đồ vật lúc đầu chính là các ngươi, chẳng những lừa gạt người khác, hung ác khởi tâm đến ngay cả mình đều lừa gạt. Các ngươi đã tự tin như vậy, lúc trước tại sao muốn dùng chúng ta Trung Quốc văn tự ghi chép lịch sử? Hứa Thuần Lương cười nói, đã Hàn Y như thế bản sự, các ngươi cần gì phải tới tìm ta? Lô Thái Dần nói, Hứa tiên sinh chẳng lẽ không rõ ràng Trung Quốc cũng là có luật pháp, cấp đầu độc nguy hại sinh mệnh người khác là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Hứa Thuần Lương hướng Lý Sương Mẫn nói, ta cho ngươi hạ độc. Ai nhìn thấy, có chứng cứ sao? Lý Sương Mẫn cứng họng không biết trả lời như thế nào, hắn là bị Hứa Thuần Lương cho dọa cho bể mật gần chết. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không trả lời chính là không có, ngươi tại OMMIA quán ba làm sự tình có muốn hay không ta giúp ngươi hảo hảo hồi ức một chút. Lý Sương Mẫn tranh thủ thời gian lắc đầu, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lô Thái Dần, hắn là mang Lô Thái Dần cùng Hứa Thuần Lương đàm phán, tuyệt không phải muốn cùng Hứa Thuần Lương trở mặt, nếu thật là đường đường chính chính lôi chuyện cũ, hắn vấn đề càng lớn. Lô Thái Dần nhìn thấy cứng rắn không được, lập tức lại đổi một khuôn mặt, lạnh nhạt cười nói, các ngươi người Trung Quốc có câu chuyện xưa gọi oan gia nên giải không nên kết, Sương Mẫn là vãn bối của ta, ta đương nhiên không muốn hắn xảy ra chuyện, đổi thành là ngươi, cũng giống như vậy đi, Hứa tiên sinh cũng có người nhà cũng có bằng hữu, ngươi không ngại đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Lô Thái Dần mềm bên trong mang cứng rắn rõ ràng mang theo uy hiếp thành phần. Hứa Thuần Lương nói, Lô Thái Dần đúng không? Lô Thái Dần nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương nói, ta đi qua đối với các ngươi liền không có nhiều ấn tượng tốt, hiện tại liền càng buồn nôn hơn, nể tình quốc gia các ngươi đã từng hàng tháng chiều cống phân thượng ta dạy cho ngươi điểm đạo lý. Người A, lớn bao nhiêu cái mông mặc bao lớn quần sái, ngươi trước làm rõ ràng đây là ở nơi nào, nói như thế lớn nói cũng không sợ đau đầu lưỡi. Không phải ta xem thường các ngươi, ngươi Lô Thái Dần dám can đảm đối với người nhà ta cùng bằng hữu bất lợi,
ta sẽ để cho ngươi cùng gia tộc của ngươi tại trên đời này từ đây biến mất. Nếu như chứng thực cùng Minh Đức tập đoàn có quan hệ, ta sẽ để cho trên đời này không còn Minh Đức tập đoàn danh tự. Lô Thái Vũ nội tâm chấn động, người này cuồng vọng, vậy mà ở trước mặt uy hiếp mình, hắn làm sao lại không suy nghĩ, rõ ràng là mình trước uy hiếp người khác. Lô Thái dần muốn nói chuyện, nhưng cái mũi ngứa một chút, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Hắt xì. Lý Sương Mẫn né tránh không kịp, bị hắn phun ra một mặt, cũng theo đó đánh lên hắt xì. Hoa Trục Nguyệt nhíu mày, Hứa Thuần Lương đứng dậy, hai người cùng rời đi phòng, sau lưng chuyển đến liên tiếp hắt xì âm thanh. Hoa Trục Nguyệt có chút hiếu kỳ, sau khi ra cửa, cười hỏi, bọn hắn nhảy mũi có liên hệ với ngươi sao? Hứa Thuần Lương thế mà không che giấu chút nào gật gật đầu nói, ta ngược lại muốn xem vị này Minh Đức tập đoàn thủ tịch Hàn Y đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Hoa Trục Nguyệt nói, quốc gia này thật sự là đủ rồi, Lão Tử là bọn hắn, Khổng Tử là bọn hắn, Lý Thị Chân là bọn hắn, Thích Già Ma Ni là bọn hắn, Tôn Ngộ Không cũng là bọn hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, Tôn Hầu Tử chưa chừng thật sự là bọn hắn. Vì cái gì? Ngươi nhìn không thấy Tôn Hầu Tử cầm trong tay Dễ Bổng Tử a? Hoa Trục Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy, thật sự là phục gia hỏa này. Lô Thái Vũ cùng Lý Sương Mẫn hai người từ Đông Châu trong tiệm cơm chật vật rời đi vừa đánh lấy hắt xì, tựa như hai con hành tẩu phun ra cơ, người qua đường nhao nhao né tránh. Hoa Trục Nguyệt nhìn qua bóng lưng của hai người nói, cái này Minh Đức tập đoàn ta cũng đã được nghe nói, gần nhất ở trong nước không ít thành thị đều tại mở bệnh viện. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, không sai, Minh Đức tập đoàn là Nam Hàn lớn nhất chữa bệnh tập đoàn, dựa vào chỉnh dung nghiệp kiếm lời một số lớn, ở trong đó một bộ phận lớn đều là chúng ta người trong nước hỗ trợ cống hiến. Hoa Trục Nguyệt nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhất là nữ hài tử ở phương diện này bỏ được dùng tiền. Hứa Thuần Lương nói, kiếm lời tiền của chúng ta, lấy thêm số tiền kia đến quốc gia chúng ta thu mua bệnh viện của chúng ta, y quán, thông qua thu mua phương thức đạt được độc nhất vô nhị thiên phương cùng bí tịch, thay hình đổi dạng lại trở thành bọn hắn truyền thống y học, bổ sung cái gọi là Hàn Y bảo khố, đám này bổng tử thật sự là dụng ý khó dò. Hoa Trục Nguyệt cả giận nói, bọn hắn thật đúng là với vô sỉ, nhưng vì cái gì muốn bán? Hứa Thuần Lương nói, luôn có thấy lợi quên nghĩa bất hiếu tử cháu. Hoa tỷ, người giúp ta điều tra thêm cái này Lô Thái dần đấy, Minh Đức tập đoàn ở kinh thành cùng người nào hợp tác. Chân Thuần máy bay tối nay, đến Đông Châu tiệm cơm đã là rạng sáng 2 giờ, thế là sớm nghỉ ngơi, liền không có quấy rầy Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương ngày thứ hai đi ra ngoài khi đi học, Chân Thuần còn không có rời giường, hai huynh muội lại lần nữa hoàn mỹ bỏ lỡ. Buổi sáng chương trình học lúc kết thúc, Hứa Thuần Lương cùng Trần Thiên Phàm cùng đi nhà ăn, vừa rời đi phòng học. Liền tại cửa ra vào gặp Mặc Hàm hiển nhiên là đang chờ hắn. Trần Thiên Phàm cười cười, lên tiếng chào hỏi, thức thời lựa chọn né tránh. Hứa Thuần Lương cười nói, Mặc lão sư, hôm nay lại có cái gì chỉ giáo? Mặc Hàm nói, ai dám chỉ giáo ngươi Hứa đại trấn trưởng? Hứa Thuần Lương nói, dạng này âm dương quái khí nói chuyện không tốt, đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Mặc Hàm nói, vẫn là ta mời ngươi đi. Hào phóng như vậy à? Cũng không kém chút tiền như vậy. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, cũng thế. Hai người hướng nhà ăn đi. Mặc Hàm nói, có biết hay không Minh Đức tập đoàn? Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, có chút cảnh giác nhìn nàng một cái. Mặc Hàm nói, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta biết ngươi cùng bọn hắn có tiếp xúc. Hứa Thuần Lương cười nói, xem ra ngươi một mực tìm người theo dõi ta à? Ngươi suy nghĩ nhiều, hiện đang theo dõi ngươi không nhất định phải tìm người. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn cái gì vậy? Ta nhìn có máy bay không người lái không có. Mặc Hàm nói, hiểu được thật đúng là càng ngày càng nhiều. Hứa Thuần Lương, người có biết hay không, lúc trước thì Thái Bình chủ gánh là cái gì? Hứa Thuần Lương cái này thật đúng là không biết, dừng bước lại, Mặc Hàm đã hỏi như vậy, xem ra cùng Minh Đức tập đoàn có quan hệ, liên tưởng tới trước đây cùng Chu Nhân Hòa mẫu đối thoại đó, Chu Nhân Hòa hai đứa con trai cùng Minh Đức tập đoàn Hoàng Hữu Long ngay tại hợp tác. Mặc Hàm nói, đưa ra cầm xương rồng cùng chúng ta lấy vật đổi vật chính là Minh Đức tập đoàn. Hứa Thuần Lương nói, như thế nói đến, một bộ phận xương rồng đã thất lạc hải ngoại. Mặc Hàm nói, không bài trừ Nhân Hòa Đường bán trao tay khả năng, Nhân Hòa Đường cùng Minh Đức tập đoàn đã ký tên chiều sâu hợp tác hiệp nghị, gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn liên thủ mua không ít bệnh viện, đều là từ Minh Đức tập đoàn bỏ vốn, Nhân Hòa Đường ra mặt. Hứa Thuần Lương nói,
Nhân Hòa Đường đây là biến tướng bán nước à? Mặc Hàm khóe mắt liếc hắn một cái nói, ta nhớ được chúng ta tại Đông Châu kia lần gặp gỡ đàm đến tan rã trong không vui, rời đi thời điểm, nhìn thấy ngươi cùng một vị Hạc Phát Đồng Nhan lão tiên sinh trò chuyện vui vẻ, nếu như ta không có nhận lầm hắn chính là Nhân Hòa Đường người sáng lập Chu Nhân Hòa đi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng tra rõ ràng còn hỏi ta làm gì. Mặc Hàm nói, Minh Đức Tập đoàn là Nam Hàn lớn nhất chữa bệnh tập đoàn, ngược dòng tìm hiểu làm giàu của bọn họ xử cũng không phải là như vậy hào quang, bọn hắn cùng nhiều cái bang phái liên hệ mật thiết, trong đó một cái cổ đông chính là thực lực trải rộng Đông Á Thanh Long xã. Hứa Thuần Lương nói, vậy thì tốt quá a, chúng ta ngay tại quét hắc chữ ác, chỉ cần dám ở quốc gia chúng ta thò đầu ra, ta không ngại đem bọn hắn cho đưa vào đi. Mặc Hàm nói, song quyền nan địch tứ thủ, người không nên đánh giá thấp những bang phái này năng lượng. Hai người đã đi tới trong phòng ăn, riêng phần mình đánh cơm, đi vào gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Ngồi xuống không lâu, còn không tới kịp nói chuyện, Lý Sương Mẫn chủ động đi tới, hắn nhìn một chút Mặc Hàm, rõ ràng có chỗ cố kỵ. Hứa Thuần Lương nói, không có việc gì, có lời gì ngươi một mực nói. Lý Sương Mẫn từ trong túi móc ra một trang giấy đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương mở ra xem, lại là một chương xương rồng ảnh chụp. Hứa Thuần Lương nói, có ý tứ gì? Lý Sương Mẫn nói, khối này xương rồng đổi giải dược của ngươi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ngươi đi về trước đi, ta suy nghĩ một chút. Lý Sương Mẫn rời đi về sau Hứa Thuần Lương tướng tấm hình kia đưa cho Mặc Hàm. Mặc Hàm sau khi xem trầm tư một lát, nhỏ giọng nói, ta chưa bao giờ thấy qua khối này xương rồng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chưa thấy qua nhiều hơn. Nói đến mặc dù là sự thật, nhưng lại gặp phải Mặc Hàm bạch nhãn, nhớ tới lần trước giao dịch bị người này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền giận không chỗ phát tiết, tiếc rằng hắn chính là chết không thừa nhận, mình cũng không có người tang cũng không lấy được, đối cái này loại người vô kế khả thi. Hứa Thuần Lương nói, thích không? Thích ta liền lấy tới bán cho ngươi. Mặc Hàm một mặt u oán nhìn qua hắn, con hàng này còn có thể muốn chút mặt sao? Ta cùng ngươi biết lâu như vậy, ta là hố qua ngươi vẫn là hại qua ngươi. Mặc dù ngươi đã cứu Loan Ngọc Xuyên một lần, nhưng ta giúp ngươi bao nhiêu lần? Bán cho ta, làm sao có ý tứ nói ra miệng? Hứa Thuần Lương nói, không muốn thì thôi vậy. Ngươi định bán bao nhiêu tiền a? Hứa Thuần Lương nói, Loan Tổng đã từng mở cho ta qua giá. Mặc Hàm nhẹ gật đầu, một khối xương rồng 1.000 vạn, con hàng này thật đúng là phát hiện một đầu phát tài làm giàu đường tắt. Mặc Hàm nhịn không được nhắc nhở Hứa Thuần Lương nói, người cùng Minh Đức Tập đoàn làm giao dịch rất có thể là bảo hộ lột da, quốc gia này người căn bản không có tín nghĩa, cẩn thận bọn hắn cắn ngược lại ngươi một ngụm. Hứa Thuần Lương cố ý nói, ngươi nói đúng, song quyền nan địch tứ thủ, vẫn là phải tìm cá nhân hợp tác, nếu không hai ta đến cái nối lại tiền duyên. Mặc Hàm thấy thế nào con hàng này đều không giống có thành ý bộ dáng. Hứa Thuần Lương nói, để tỏ lòng thành ý của ta. Ta định tìm hắn nhiều muốn mấy khối xương rồng, cho ngươi một cái hữu nghị giá, 50% thế nào? Ta với không có suy nghĩ. Mặc Hàm nói, không cần ngươi đánh gãy chỉ cần ngươi thành tâm thành ý hợp tác với chúng ta, chỉ cần Bạch giáo sư giám định phù hợp tiêu chuẩn xương rồng, chúng ta sẽ theo giá trả cho ngươi, Loan tiên sinh không ở tăng giá tiền làm văn chương. Hứa Thuần Lương nói, khí quyển A, vậy ta tìm bọn hắn muốn 4 khối. Mặc Hàm lắc đầu nói, ta đổ cho rằng, ngươi không cần thiết ra giá quá cao, trước tìm hắn muốn 2 khối. Hứa Thuần Lương nói, thả dây dài câu cá lớn, ý kiến hay a. Hắn ngay trước Mặc Hàm bột cho Lý Sương Mẫn gọi điện thoại, trực tiếp nói cho hắn biết 2 khối xương rồng điều kiện. Xem kinh thành Nhân Hòa Đường, hậu phương trong sân, toàn thân áo trắng danh xương Minh Đức Tập đoàn thủ tịch Hàn Y Lô Thái Dần đang cùng một vị thân mặc màu đen đường trang nam tử trung niên đánh cờ. Tên này nam tử áo đen chính là Nhân Hòa Đường thiếu đông gia Chu Nghĩa Văn. Trước mắt Nhân Hòa Đường đã cùng Minh Đức Tập đoàn thành lập chiều sâu quan hệ hợp tác. Lô Thái Dần đem trong tay bạch tử một lần nữa thả trở về, cười nói, Chu tiên sinh tài đánh cờ cao siêu, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục. Lúc này một thân hình cao lớn, hình thể như cùng một con cự hùng nam tử đi vào viện tử, hắn chính là Thanh Long Bang hộ pháp Sa Thế Hùng, có Thanh Long Bang thứ nhất mãnh tướng danh xưng. Sa Thế Hùng đi vào Lô Thái Dần trước mặt khom mình hành lễ. Dùng tiếng Hàn huyên thuyên báo cáo vừa mới có được tin tức. Lô Thái Dần bàn giao vài câu Sa Thế Hùng quay người rời đi. Lô Thái Dần nói, Chu tiên sinh, ngài đối Hứa Thuần Lương người này hiểu bao nhiêu? Chu Nghĩa Văn nói, hắn là hồi Xuân Đường Hứa gia truyền nhân, theo ta hiểu rõ hắn chỉ là một cái tốt nghiệp trung học, không có đọc qua đại học, thậm chí không có học qua y.
Lô Thái Dần nói, hắn thật không đơn giản a. Chu Nghĩa Văn nói, trung y coi trọng nhất kinh nghiệm, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu học y, cũng bất quá hơn 20 năm kinh nghiệm, lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào. Ta nghe nói hồi Xuân Đường cùng Nhân Hòa Đường có thủ truyền kiếp. Chu Nghĩa Văn nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu quan sát xanh như mới rửa bầu trời, chuyện quá khứ. Hứa Thuần Lương hộ tống Hoa Trục Nguyệt cùng đi đến Lam Tinh cao ốc, tòa cao ốc này cũng là Lam Tinh tổng bộ chỗ. Cơ Bộ Diêu làm người điệu thấp, những năm gần đây đã rất ít xuất hiện tại trước mặt công chúng, hắn cũng không hướng Hoa Trục Nguyệt nói rõ mình định ngày hẹn Hứa Thuần Lương nguyên nhân thực sự. Tiến vào chuyên môn thang máy, Hoa Trục Nguyệt quét thẻ sau nhấn hạ 59 tầng, bộ này thang máy bình thường chỉ cung cấp Cơ Bộ Diêu mình sử dụng. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu nhìn một chút xó xỉnh bên trong camera, trong lòng minh bạch, từ bọn hắn tiến vào cao ốc lên, mọi cử động đã tại trong giám thị của người khác. Hoa Trục Nguyệt hướng hắn cười cười, cũng không nói gì, mặc dù Cơ Bộ Diêu đối nàng không tệ, nhưng là mỗi lần tới gặp hắn, trên tâm lý vẫn là sẽ cảm thấy một loại áp lực vô hình. Cửa thang máy mở ra về sau, hai người tới bên ngoài, nơi này đã từng là Cửu Trọng Thiên Hộp Đêm, ở kinh thành tên nổi như cồn, về sau Cơ Bộ Diêu đóng lại nơi này, đem bên trong một bộ phận cải biến trở thành hắn câu lạc bộ tư nhân. Hành lang hai bên trưng bày không ít mộc điêu, tượng đá. Phần lớn là Cơ Bộ Diêu từ dân gian siêu tập đoạt được, vẻn vẹn là những này tinh mỹ đồ cổ đã có giá trị không nhỏ, ở trong đó còn có đến từ châu Âu áo giáp võ sĩ, cũng có không ít động vật tiêu bản, trong đó không thiếu sử tử châu Mỹ, châu Á hổ dạng này chân quý động vật. Cơ Bộ Diêu rất thích cất giữ, mà lại cất giữ phẩm loại phi thường hỗn tạp, tướng nơi này bố trí được như cái nhà bảo tàng. Hội sở đại môn là toàn đúc bằng đồng tạo hai tên nam tử áo đen đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Hoa Trục Nguyệt. Bọn hắn lập tức hành lễ, Hoa Trục Nguyệt tại Lam Tinh tập đoàn địa vị rất cao, Cơ Bộ Diêu có chuyện gì trên cơ bản đều thông qua nàng đi hướng tập đoàn truyền đạt. Một người trong đó hỗ trợ mở ra đại môn, Hoa Trục Nguyệt làm cái mời dấu tay xin mời, Hứa Thuần Lương ngẩng đầu mà bước đi vào. Trước mắt thấy cực điểm xa hoa, đầu tiên đập vào mi mắt là chiếm cứ tăng tăng một mặt tường cự bể cá lớn, bên trong tuần tra lấy to to nhỏ nhỏ cá mập. Một tóc hoa dâm nam tử ngồi tại trên xe lăn. Lưng hướng bọn họ đang lẳng lặng thưởng thức bể thủy tộc bên trong cá mập. Hứa Thuần Lương mặc dù cũng đã gặp không ít tràng diện, vẫn là bị cái này trong đại lâu thủy tộc quán rung động một chút, đến cùng là kẻ có tiền sẽ chơi, như thế lớn cá mập hắn là thế nào vận tiến đến, vì nuôi sống cái này chút cá mập lại muốn tìm phí bao nhiêu tiền đến giữ gìn. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Cơ Bộ Diêu thao túng xe lăn xoay người lại, hắn năm nay 52 tuổi, nhìn qua tuổi thật muốn trẻ tuổi một chút, khuôn mặt trắng nõn. Hình thể gầy yếu, đại khái là trường kỳ thiếu thiếu rèn luyện duyên cớ. Hoa Trục Nguyệt nói, Cơ Tổng, người ta giúp ngài mời đến. Cơ Bộ Diêu mỉm cười đánh giá Hứa Thuần Lương, chủ động đưa tay phải ra. Hứa Thuần Lương khom người xuống cùng hắn nắm tay, đi qua chưa từng nghe Hoa Trục Nguyệt nhắc qua Cơ Bộ Diêu là cái người tàn tật. Cơ Bộ Diêu nói, Trục Nguyệt, ta muốn cùng Hứa tiên sinh đơn độc nói chuyện. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, lặng lẽ lui ra ngoài. Trước khi đi nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương hướng nàng cười cười, để nàng cứ yên tâm. Hoa Trục Nguyệt rời đi về sau, Cơ Bộ Diêu khu động xe lăn đi vào một bên quầy ba, Hứa Thuần Lương đi theo phía sau hắn đi tới, Cơ Bộ Diêu đi vào đằng sau quầy ba, lên cao xe lăn, từ tủ rượu trên lấy xuống một bình uy sĩ kỵ, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn trẻ tuổi a. Hứa Thuần Lương nói, Cơ Tổng cho là ta ở độ tuổi này nên là cái dạng gì? Cơ Bộ Diêu từ thùng băng bên trong lấy chút băng, rót một chén whisky đưa cho hắn. Hứa Thuần Lương tiếp nhận một giọng nói tạ ơn. Cơ Bộ Diêu nói, có thể để cho Trục Nguyệt ăn thiệt thòi người trẻ tuổi cũng không nhiều. Hứa Thuần Lương uống một hớp rượu nói, còn tốt nàng không đi xa, ngài vẫn là gọi nàng tiến đến ở trước mặt hỏi một chút, ta có hay không để nàng ăn thiệt thòi qua. Cơ Bộ Diêu nói, kỳ thật ta chú ý ngươi đã có một đoạn thời gian rất dài. Hứa Thuần Lương nói, từ khi nào bắt đầu đây này? Cơ Bộ Diêu mình rót chén rượu, cùng Hứa Thuần Lương đụng một cái, uống một hớp rượu nói xác thực, hẳn là từ OMMIA quầy rượu sự tình bắt đầu, người lần trước đến kinh thời điểm, tại OMMIA cửa quán ba huyên náo động tính cũng không nhỏ. Hứa Thuần Lương cố ý nói, kia cái quầy rượu cùng ngài cũng có quan hệ. Cơ Bộ Diêu nói, là ta một cái lão bằng hữu mở. Hứa Thuần Lương nói, theo ta được biết. Phan Thiên Hóa giống như cùng ngài tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cơ Bộ Diêu nở nụ cười, hắn điều tăng xe lăn đến vừa rồi độ cao,
khu động xe lăn hướng về phía trước, Hứa Thuần Lương chỉ có thể theo hắn tiếp tục tiến lên, đừng nhìn cơ bộ Diêu không cách nào hành tẩu, nhưng cái này chạy bằng điện xe lăn thao túng đến thật sự là quen luyện. Cơ bộ Diêu lại lần nữa trở lại bể cá trước, nói khẽ ta hiện tại đã đem công ty sự tình giao cho Trục Nguyệt, thân thể của ta ngày càng lụn bại. Hứa Thuần Lương nói, ngài có tiền như vậy hẳn là có thể đạt được tốt nhất trị liệu. Cơ bộ Diêu thở dài nói, có một số việc cũng không phải là ngươi có tiền liền có thể làm được, thê tử của ta 10 năm trước bởi vì ung thư qua đời, đối diện bệnh tình của nàng, ta cũng như thế bất lực. Vì chuyển di thống khổ, ta say mê leo núi, tại một lần sự cố bên trong, ta lại mất đi hai chân. Hứa Thuần Lương nói, thật sự là tiếc nuối. Cơ bộ Diêu nói, không có gì có thể tiếc nuối, mỗi người đều sẽ đối mặt thống khổ, khác biệt đơn giản là lớn nhỏ mà thôi. Hứa Thuần Lương nói, cơ tổng tìm ta có chuyện gì? Cơ bộ Diêu nói, ta muốn ngươi giúp ta cứu một người. Hứa Thuần Lương nói, ai? Hắn phản ứng đầu tiên là cơ bộ Diêu tìm mình nhìn chân, mặc dù Hứa Thuần Lương y thuật rất lợi hại, nhưng là cơ bộ Diêu hai cái đùi đều đã làm qua đoạn giải phẫu, hắn nhưng không có để cơ bộ Diêu gãy chi trùng sinh bản lĩnh. Cơ bộ Diêu nói, nữ nhi của ta. Hứa Thuần Lương nói, nàng bị bệnh gì? Cơ bộ Diêu nói, chứng sơ cứng. Chứng sơ cứng bởi vì vang bóng một thời thùng băng khiêu chiến mà rộng làm người biết. Chứng sơ cứng lại được xưng là cơ héo rút bên cạnh tác cứng lại, nguyên nhân bệnh đến nay không rõ. 20% ca bệnh khả năng cùng di truyền cùng gen thiếu hụt có quan hệ. Mặt khác có bộ phận hoàn cảnh nhân tố, tỉ như kim loại nặng trúng đầu các loại, tạo thành thần kinh vận động nguyên tổn hại. Lúc đầu triệu chứng rất nhỏ, người bệnh khả năng chỉ là cảm thấy có một chút bất lực, run rẩy, dễ dàng mệt nhọc này một ít triệu chứng. Dần dần tiến triển là bắp thịt toàn thân héo rút cùng nuốt khó khăn, cuối cùng sinh ra hô hấp suy kiệt. Mắt tiền thế giới trên cũng không hữu hiệu phương pháp trị liệu. Hứa Thuần Lương nói, ngài nữ nhi nàng trước mắt ở nơi nào? Cơ bộ Diêu thở dài nói, ta không biết. Hứa Thuần Lương thật sự là phục hắn luôn rồi, liền khuê nữ ở nơi nào cũng không biết, thế mà tìm mình hỗ trợ xem bệnh, cho ai xem bệnh? Cho không khí nhìn sao? Cơ bộ Diêu nói, bất quá người yên tâm. Nàng hẳn là sẽ trở lại thật nhanh, ngươi chỉ cần đáp ứng ta giúp nàng xem bệnh. Hứa Thuần Lương còn chưa kịp trả lời, cơ bộ Diêu lại nói, ta biết ngươi ta ở giữa không có cái này giao tình, nhưng là ngươi coi như xem ở Trục Nguyệt trên mặt mũi, ta cũng sẽ không để ngươi bạch bạch xuất lực, ngươi một mực mở giá. Trước đưa lên canh một, canh thứ hai muốn xế chiều, tranh thủ hôm nay thanh tiết tấu điều chỉnh xong. Hứa Thuần Lương nói, ta đều chưa thấy qua ngài nữ nhi, ta cũng không biết có thể hay không chữa khỏi nàng. Ngài đã nâng lên Hoa Trục Nguyệt, ta liền đáp ứng ngài nhất định sẽ làm hết sức, về phần tiền xem bệnh, coi như xong đi, ta cái này cá nhân đối tiền tài luôn luôn không thế nào coi trọng. Cơ bộ Diêu nhìn qua Hứa Thuần Lương, gật đầu nói tạ ơn. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại trong hồ cá, nhìn chằm chằm kia từng đầu vừa đi vừa về tuần tra cá mập thấp giọng nói, ngươi biết không? Cá mập là sẽ không mắc bệnh ung thư. Liên tưởng tới hắn vừa mới nói qua thê tử 10 năm trước bởi vì ung thư qua đời sự tình. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, khó trách hắn nuôi nhiều như vậy cá mập, hẳn là hâm mộ những này cổ lão hung tàn sinh vật đi, chẳng lẽ cơ bộ Diêu còn muốn từ cá mập trên thân nghiên cứu ra kháng ung thư bí mật. Cơ bộ Diêu nói, kỳ thật nhân tài là trên thế giới này yếu ớt nhất sinh mệnh. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt cười nói, cũng không thể cua đũa cả nắm, cường giả hằng cường, kẻ yếu hằng yếu. Cơ bộ Diêu nói, cường giả hằng cường. Hắn nhẹ gật đầu, đúng vậy a, trên thế giới này là không có người đồng tình kẻ yếu. Hắn đưa cho Hứa Thuần Lương một chương sớm liền chuẩn bị xong ảnh chụp, nữ nhi của ta. Hứa Thuần Lương tiếp nhận xem xét, phía trên là cái cắt tóc ngắn nữ hài, thân mặc đồng phục, 13-14 tuổi dáng vẻ, thanh thuần đáng yêu, một đôi mắt to lộ ra có chút linh động. Hứa Thuần Lương nói, ngài nữ nhi vẫn là cái học sinh trung học. Cơ bộ Diêu nói, nàng gọi cơ dai dai năm nay 15 tuổi, vẫn luôn ở nước ngoài đọc sách, 3 tháng trước nàng đột nhiên biết được bệnh tình của mình. Nhận lấy đả kích rất lớn, thế là nàng chọn rời đi trường học. Hứa Thuần Lương nói, ngài liền mặc cho nàng bên ngoài du đãng. Cơ bộ Diêu thở dài nói, ta phái người đi tìm nàng chỉ là đứa nhỏ này không muốn trở về. Hứa Thuần Lương nhạy cảm giác được cái gì, thấp giọng nói, cha con các người hai ở giữa có phải hay không có mâu thuẫn. Cơ bộ Diêu gật đầu nói, nàng cho là chúng ta nhà tất cả bi kịch đều là ta một tay tạo thành, cho nên đối ta người cha này phi thường kháng cự. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ trên sinh lý tật bệnh tốt trị nhưng là trên tâm lý vấn đề không dễ giải quyết.
Cơ Bộ Diêu nói, ta nữ nhi này a, thông minh lanh lợi, nhưng là cá tính quá mạnh, việc đã quyết định tình 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại. Hứa Thuần Lương nói, tuổi dậy thì, chính là nhân sinh tốt đẹp nhất thời điểm, đột nhiên biết mình mắc bệnh nan y trong lúc nhất thời khẳng định không tiếp thụ được. Cơ Bộ Diêu nói, ta bộ dáng ngươi cũng nhìn thấy, bởi vì thân thể nguyên nhân, ta sớm đã quyết định về hưu, hết thảy tất cả sớm tối đều là muốn giao cho tay của nữ nhi trên, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại xảy ra vấn đề. Hắn thở dài một tiếng, trên mặt biểu lộ có chút cô đơn. Hứa Thuần Lương có thể thông cảm cảm thụ của hắn, Cơ Bộ Diêu thân là Lan Hoa Môn tông chủ, có được Lam Tinh giải trí như thế lớn công ty, thân gia trí ít hàng mấy chục tỷ, mặc dù có được để thế nhân hâm mộ tài phú cùng địa vị, nhưng là hắn trên thực tế lại thê ly tử tán, còn thừa nhận thân thể tàn tật tra tấn, mình như thế còn thôi, nữ nhi nhưng lại ly mắc bệnh nan y. Hứa Thuần Lương cùng Cơ Bộ Diêu chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, hắn đối Cơ Bộ Diêu một thân cũng không hiểu rõ, mặc dù đồng tình người này tao ngộ, nhưng là cũng không tiện nhiều lời, xem ở hoa trục nguyệt trên mặt mũi, mình đáp ứng giúp hắn nữ nhi chẩn bệnh đã coi như là cho hắn một cái rất lớn nhân tình. Cơ Bộ Diêu nói, ta sẽ cùng Hà Đông bên kia nói một tiếng để Tôn gia về sau không được lại tìm ngươi gây chuyện. Hứa Thuần Lương nguyên bản cũng chưa sợ qua Tôn gia, mình không chủ động tìm bọn họ để gây sự thế là tốt rồi, nếu như cháu Vệ Đông tiểu tử kia dám can đảm lại đến trêu chọc mình, hắn chắc chắn sẽ không như lần trước như thế an bài mấy cái hoàng đại tiên đi cổ động đơn giản như vậy. Cơ Bộ Diêu nói, có muốn hay không nhìn cho cá ăn? Hứa Thuần Lương vẫn không trả lời, hắn đã nhấn hạ một cái nút, cái này cự hình bể cá tự động hóa trình độ rất cao, chứa mới nhất khoa học kỹ thuật tự động ném cho ăn hệ thống. Từng đầu hình thể trung đẳng hải ngư bị để vào bể cá, mấy chục đuôi cá mập đồng thời xuất động, từng cái mở ra huyết bồn đại khẩu, bắt đầu săn mồi. Cơ Bộ Diêu nói khẽ, mạnh được yếu thua, từ xưa đến nay vẫn luôn là cái dạng này, có hay không cảm thấy cá mập săn mồi con mồi dáng vẻ rất đẹp. Hứa Thuần Lương nhìn qua trong hồ cá từng đầu cá mập hung mãnh, hắn cũng không có cảm thấy loại này huyết tinh bắt giết có cái gì mỹ cảm. Cơ Bộ Diêu hai mắt bên trong toát ra cuồng nhiệt quang mang, không biết chết tại cá mập miệng bên trong là như thế nào cảm giác. Hứa Thuần Lương tại Cơ Bộ Diêu nơi đó ngây người đại khái một giờ, rời đi thời điểm, Cơ Bộ Diêu đưa cho hắn một trương thẻ khách quý, có tấm thẻ này, có thể tại Lam Tinh tập đoàn kỳ hạ bất luận cái gì một nhà hộp đêm hoặc rượu a tiêu phí miễn phí, trước mắt chỉ có Cơ Bộ Diêu mới có ký phát thẻ này quyền lợi, cho dù là Hoa Trục Nguyệt cũng không có. Hoa Trục Nguyệt từ đầu đến cuối chờ ở bên ngoài lấy Hứa Thuần Lương, nhìn thấy hắn ra, nghênh đón nói, đàm đến còn thuận lợi sao? Hứa Thuần Lương cười cười, rời đi lại nói. Hai người rời đi Lam Tinh cao ốc, bên ngoài chính mưa, Hoa Trục Nguyệt lái xe đưa Hứa Thuần Lương tiến về chú kinh bản. Hứa Thuần Lương tướng Cơ Bộ Diêu tìm mục đích của mình nói cho Hoa Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt nghe nói sau không khỏi khẽ giật mình, nàng chưa hề tại Cơ Bộ Diêu trước mặt nhắc tới Hứa Thuần Lương y thuật, Cơ Bộ Diêu đêm nay tướng Hứa Thuần Lương mời đi theo trước đó, cũng chưa từng hướng nàng nhắc qua tương quan sự tình, nàng cho rằng có cần phải hướng Hứa Thuần Lương giải thích một chút. Hứa Thuần Lương cười nói, Hoa tỷ, ngươi không cần thiết giải thích, ta hiểu rõ ngươi, ngươi người này miệng rất nghiêm. Hoa Trục Nguyệt nhìn hắn một cái nói, làm sao ngươi biết? Hứa Thuần Lương nói, liền Cơ tổng hai chân tàn tật sự tình ngươi cũng không có đối ta nhắc qua. Hoa Trục Nguyệt nói, chuyện này ngoại giới có rất ít người biết, hắn từ khi hai chân cắt sau liền bắt đầu thâm cư không ra ngoài, đối Lam Tinh nghiệp vụ cũng không giống quá khứ nữa như thế quan tâm, bây giờ suy nghĩ một chút, những năm này hắn tỷ khí thật cải biến rất nhiều. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có hay không thấy qua nữ nhi của hắn, Cơ Dai Dai? Hoa Trục Nguyệt nói, khi còn bé gặp qua, rất nhu thuận một cái nữ hài tử, bất quá nàng vẫn luôn tại hải ngoại du học, ta đối nàng cũng không hiểu rõ, nàng có bệnh chuyện này ta cũng không biết. Hứa Thuần Lương nói, ta vẫn cho là hắn đem ngươi trở thành nữ nhi đối đãi đâu, như thế xem ra, hắn cũng có rất nhiều chuyện giấu giếm ngươi. Hoa Trục Nguyệt cười nói, ta mặc dù là Lam Tinh tập đoàn phó tổng, nhưng là ta chỗ phụ trách chủ yếu là Hoa Đông khu nghiệp vụ, Lam Tinh tập đoàn nội bộ chủ yếu chia làm hai đại sự nghiệp bộ, một là Đại Trung Hoa khu, một là biển bên ngoài, cho dù là Đại Trung Hoa khu nghiệp vụ, ta cũng chỉ là một cái người chấp hành, chủ yếu phương châm chính sách vẫn là Cơ tổng phụ trách định ra. Hứa Thuần Lương nói, hắn cho ta cảm giác có chút tinh thần sa sút. Hoa Trục Nguyệt nói, Cơ tổng đối phu nhân tình cảm rất sâu, từ khi hắn phu nhân sau khi qua đời, hắn liền tính tình đại biến. Lam Tinh gần nhất những năm này phát triển chậm chạp, cùng hắn lười biếng có quan hệ, nếu không nào có Hà Đông cơ hội. Hồi tưởng lại buổi tối hôm nay gặp mặt đủ loại,
Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy cơ bộ Diêu người này cử chỉ lộ ra cổ quái. Trở lại Đông Châu tiệm cơm, vừa vặn gặp được Chu Đức Minh đưa Chân Thuần trở về, hai người đi ra ngoài chơi cả ngày. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương, hai người bọn hắn đều lộ ra có chút xấu hổ, Chân Thuần kêu một tiếng biểu ca, cúi đầu tranh thủ thời gian hướng khách sạn đi. Chu Đức Minh hướng Hứa Thuần Lương giải thích một chút, hôm nay bồi tiếp Chân Thuần đi Universal chủ đề nhạc viên chơi. Hứa Thuần Lương nhìn hắn gió xuân dáng vẻ đắc ý, liền biết hắn cùng Chân Thuần trước mắt tiến triển thuận lợi, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta hai ngày này bận bịu, người có thời gian nhiều bồi biểu muội ta đi dạo. Chu Đức Minh liên tục gật đầu. Hoa Trục Nguyệt nói, ta cũng đi về trước, cơ tổng để cho ta trở về một chuyến, hắn tìm ta còn có việc muốn bàn giao. Hứa Thuần Lương căn dặn nàng muốn chú ý nhiều hơn thân thể. Chu Đức Minh đứng tại Hứa Thuần Lương bên người, cùng hắn cùng một chỗ đưa mắt nhìn Hoa Trục Nguyệt đi xa, Chu Đức Minh nói, bằng hữu của ngươi thật nhiều. Hứa Thuần Lương chuyển hướng Chu Đức Minh tranh thủ thời gian giải thích ca, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là nói ngươi xã giao năng lực mạnh, nãi nãi ta đều để ta theo ngươi học lấy một chút. Hứa Thuần Lương tức giận nói, ngươi đừng gọi ta ca, ngươi cũng không cần học, thanh biểu muội ta đều hống tới tay. Chu Đức Minh một trương đỏ mặt lên, không có, chúng ta chỉ là vừa mới bắt đầu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không trả lại được, ban đêm sẽ không còn đi trong phòng ta đổ thừa a. Chu Đức Minh nói, ta dự định về trường học đâu. Lúc này Chân Thuần từ bên trong lại chạy ra, đưa cho Chu Đức Minh một cây dù, lại đưa cho hắn một cái túi, bên trong là nàng từ Hương Giang mang đến cho hắn lễ vật. Hứa Thuần Lương một bên nhìn xem, có chút hâm mộ ghen ghét, nữ sinh hướng ngoại a, Chân Thuần cũng không ngoại lệ, nhanh như vậy liền chính mình cái này biểu ca đều vứt qua một bên. Bởi vì Hứa Thuần Lương liền ở bên người, Chu Đức Minh cũng không tốt ở lâu, kêu chiếc xe đi nhanh lên, trước khi đi, để Chân Thuần nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai lại đến tiếp nàng. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hai người lưu luyến đáng vẻ không bỏ, nhịn không được hỏi, Chu Đức Minh, người ngày mai không lên lớp A. Chu Đức Minh cười nói, ta xin nghỉ, ca, ta lúc này đi, ta lúc này đi. Chân Thuần đứng tại cửa ra vào cùng hắn lưu luyến xua tan. Hứa Thuần Lương nói, đi vào đi bên ngoài mưa to gió lớn. Chân Thuần kéo cánh tay của hắn, đi vào đại sảnh, nhỏ giọng nói cho hắn biết, mình đến kinh thành sự tình, lão mụ không biết, để Hứa Thuần Lương giúp nàng giữ bí mật, nàng dự định đêm mai máy bay lại chạy trở về. Hứa Thuần Lương để nàng cũng không cần gấp gáp như vậy, đã tới liền hảo hảo chơi đùa, Chân Thuần như thế lớn vẫn là lần đầu đến kinh thành, vừa vặn lãnh hội một chút tổ quốc tốt đẹp non sông, tăng cường một chút chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Tốt nhất đi xem một chút thăng quốc kỳ, tăng lên một chút dân tộc vinh dự cảm giác. Chân Thuần gương mặt đỏ bừng, kỳ thật nàng sáng sớm ngày mai đã cùng Chu Đức Minh đã hẹn đi xem kéo cờ. Hứa Thuần Lương làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cùng cơ bộ Diêu đêm nay gặp mặt vậy mà lại trở thành một lần cuối cùng. Rạng sáng 4 giờ, một trận tiếng gõ cửa dồn dập tướng Hứa Thuần Lương bừng tỉnh, hắn từ mắt mèo ra bên ngoài xem xét, lại là hai vị thần sắc uy nghiêm cảnh sát. Hứa Thuần Lương lần trước tại Đông Châu tiệm cơm liền bị cảnh sát bái phỏng qua, lần này y nguyên chưa thể ngoại lệ. Hứa Thuần Lương mở cửa tướng hai người mời vào, hai tên cảnh sát tại quang minh thân phận của mình về sau, nói cho hắn biết một cái để hắn cực kỳ khiếp sợ tin tức, cơ bộ Diêu mất tích, hắn xe lăn tại trong hồ cá phát hiện, bởi vì Hứa Thuần Lương tối hôm qua đi gặp qua cơ bộ Diêu, cho nên cảnh sát mới đến tìm hắn tìm hiểu một chút tình huống. Hứa Thuần Lương mặc dù tối hôm qua cũng cảm giác cơ bộ Diêu sự tình lộ ra cổ quái, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra hắn sẽ xảy ra chuyện. Hứa Thuần Lương thanh tối hôm qua cùng cơ bộ Diêu gặp mặt tường tình nói một lần, bao quát cơ bộ Diêu nói qua câu nói kia, không biết chết tại cá mập miệng bên trong là cảm giác gì. Phụ trách lần này điều tra cảnh sát gọi Tạ Viễn Trinh, nghe được Hứa Thuần Lương nói lên câu nói này không khỏi nhíu mày, người có thể xác định, cơ bộ Diêu trước khi chết nói câu nói này. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, ta có thể 100% xác định. Hai tên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, kỳ thật căn cứ tình huống hiện trường, bọn hắn cũng hoài nghi cơ bộ Diêu rớt xuống trong hồ cá, nhưng ngoại trừ xe lăn bên ngoài, trước mắt cũng chưa phát hiện cơ bộ Diêu thi thể. Lúc này hiện trường đồng sự gọi điện thoại tới, nói cho bọn hắn tại trong hồ cá phát hiện một ngón tay, trước mắt còn không cách nào kết luận phải chăng thuộc về cơ bộ Diêu, bất quá căn cứ tình huống hiện trường đến xem, đại khái suất hẳn là thuộc về hắn. Hai tên cảnh sát đứng dậy hướng Hứa Thuần Lương cáo từ, trước khi ra cửa trước đó, Tạ Viễn Trinh dừng bước lại nói, đúng rồi, Hứa tiên sinh, người cùng Hoa Trục Nguyệt là quan hệ như thế nào?
Hứa Thuần Lương nói, bằng hữu à? Loại nào bằng hữu? Hứa Thuần Lương cười cười nói, hảo bằng hữu. Tạ Viễn Trinh nói, ý của ta là các ngươi có phải hay không nam nữ bằng hữu? Hứa Thuần Lương lắc đầu, ngài suy nghĩ nhiều. Trong lòng mơ hồ nổi lên một tia chẳng lành cảm giác, cảnh sát vì sao hỏi như vậy? Mình cùng Hoa Trục Nguyệt quan hệ cùng vụ án lần này lại có quan hệ gì? Hai tên cảnh sát rời đi về sau, Hứa Thuần Lương lập tức cho Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại, điện thoại di động của nàng nhưng thủy chung ở vào không người nghe trạng thái. Hứa Thuần Lương ý thức được Hoa Trục Nguyệt gặp phải phiền toái, chẳng lẽ nàng bị cảnh sát liệt vào người hiềm nghi? Hứa Thuần Lương càng nghĩ vẫn là cho Kiều Như Long gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút Hoa Trục Nguyệt sự tình. Kiều Như Long ở kinh thành giao thiệp rất rộng, không bao lâu liền hồi đáp tin tức Cơ Bộ Diêu mất tích bản án trước mắt cảnh sát ngay tại cha, Cơ Bộ Diêu gốc gác của người này không phải quá sạch sẽ, cảnh sát đã để mắt tới người này rất dài một đoạn thời gian, hoài nghi hắn cùng nhiều khởi phạm tội vụ án có quan hệ. Hoa Trục Nguyệt trước mắt cũng bị cảnh sát gọi đến điều tra, chủ yếu là vì điều tra rõ Lam Tinh tập đoàn vấn đề. Kiều Như Long nhắc nhở Hứa Thuần Lương tuyệt đối không nên lẫn vào đến trong chuyện này đi. Hứa Thuần Lương làm rõ chuyện này nguyên nhân về sau, cảm giác Cơ Bộ Diêu mất tích chuyện này điểm đáng ngờ càng phát ra nhiều hơn, dựa theo Kiều Như Long thuyết pháp Cơ Bộ Diêu coi như không phát sinh chuyện này, cũng sớm muộn cũng sẽ bị cảnh sát thu lưới, chẳng lẽ hắn sốt ruột có chỗ cảnh giác, cho nên mới dùng một cái ve sầu thoát xác kế sách. Cơ Bộ Diêu có thể khai sáng bây giờ sự nghiệp, tuyệt không phải nhân vật tầm thường, dạng này người sao lại tùy tiện tìm cái chết. Cả buổi trưa, Hứa Thuần Lương đều có chút không quan tâm, giữa trưa vẫn chưa thể liên hệ với Hoa Trục Nguyệt. Hứa Thuần Lương kiên trì lại liên hệ một chút phụ trách bản án Tạ Viễn Trinh, muốn từ chỗ của hắn hiểu rõ đến một chút tình huống. Hứa Thuần Lương mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết mình, Cơ Bộ Diêu mất tung là cái âm mưu to lớn. Người này bày ra chuyện này tuyệt không phải một ngày, hắn phải chăng chạy thoát đối Hứa Thuần Lương tới nói cũng không trọng yếu, hiện tại vấn đề lớn nhất là, hắn có phải hay không tướng phiền phức để lại cho Hoa Trục Nguyệt. Tạ Viễn Trinh nói cho Hứa Thuần Lương, Hoa Trục Nguyệt tình cảnh hiện tại khá là phiền toái, Cơ Bộ Diêu rất nhiều chuyện đều là từ nàng một tay trải qua làm, coi như Hoa Trục Nguyệt là tại không biết rõ tình hình tình trạng hạ phụng mệnh mà làm, có lẽ là hành vi của nàng gánh chịu hậu quả. Trước mắt chủ yếu nhìn Hoa Trục Nguyệt mình phải chăng phối hợp cảnh sát công việc, nếu như Hoa Trục Nguyệt chủ động vạch trần Cơ Bộ Diêu phạm tội sự thật, như vậy có lẽ có thể đạt được xử lý khoan dung. Xế chiều hôm đó, tại Tạ Viễn Trinh an bài xuống, Hứa Thuần Lương cuối cùng gặp được Hoa Trục Nguyệt. Mặc dù vẻn vẹn một buổi tối không gặp, Hoa Trục Nguyệt lại tiều tụy rất nhiều, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, nàng tái nhợt gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ tươi cười nói, có thuốc lá không? Một bên cảnh sát nhắc nhở, nơi này không cho phép hút thuốc. Kỳ thật coi như cho phép, Hứa Thuần Lương trên thân cũng không có mang thuốc lá. Cùng trong phòng Tạ Viễn Trinh ra hiệu tên kia cảnh sát đi ra ngoài trước, hắn móc ra thuốc lá và hộp quẹt đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương từ đó rút ra một chi đưa cho Hoa Trục Nguyệt, lại giúp nàng đốt. Hoa Trục Nguyệt hít một hơi thuốc lá, một đôi màu lam xám đôi mắt đẹp nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn. Nàng lại hướng đứng ở một bên Tạ Viễn Trinh nhìn thoáng qua nói, Tạ cảnh quan, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Tạ Viễn Trinh nhẹ gật đầu, để bọn hắn đơn độc nói chuyện cũng là tại cảnh sát toàn bộ hành trình giám sát phía dưới. Các loại Tạ Viễn Trinh đóng cửa sau khi ra ngoài, Hoa Trục Nguyệt nói, không có ý tứ, chuyện lần này mang cho ngươi đến không ít phiền phức. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, chính ngươi đều nê Bồ Tát sang sông, thế mà còn quan tâm khởi ta tới. Hoa Trục Nguyệt nói, Cơ tổng sống hay chết a? Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua góc tường camera, ta không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy hắn đại khái suất còn sống, tối hôm qua tìm ta đi qua, nói cái gì giúp nữ nhi của hắn xem bệnh, ta nhìn tất cả đều là của hắn xáo lộ, nữ nhi của hắn có hay không bệnh còn khó nói. Hoa Trục Nguyệt nói, ta sự tình ngươi liền chớ để ý, ta đã liên hệ luật sư, vẫn là để người chuyên nghiệp đến xử lý. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này cùng chuyên không chuyên nghiệp cũng không quan hệ, hiện tại mấu chốt là Cơ Bộ Diêu phạm vào tội gì, thân là Lan Hoa môn tông chủ, những năm này phạm pháp loạn kỳ cương sự tình hắn sẽ không thiếu làm, có thể hay không tất cả sự tình đều đẩy lên Hoa Trục Nguyệt trên thân, nếu thực như thế, Hoa Trục Nguyệt liền phiền toái. Hứa Thuần Lương hạ giọng nói, hắn đã bất nhân, người cũng không cần quá giảng nghĩa khí. Hoa Trục Nguyệt mím môi nói, ta mấy năm nay làm việc vẫn luôn rất cẩn thận. Chuyện gì nên làm cái gì sự tình không nên làm ta cũng phi thường rõ ràng, Thuần Lương, ngươi là thể chế bên trong người ngươi đối ta tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng là ngươi thật không thích hợp tiếp tục lẫn vào chuyện này.
Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không hiểu rõ cơ bộ Diêu người này, lấy người ý kiến, hắn sẽ tự sát sao? Hoa Trục Nguyệt nói, ta không biết, ta mặc dù quen biết hắn nhiều năm như vậy, nhưng là ta không hiểu rõ hắn, không có chút nào hiểu rõ hắn. Đúng, tối hôm qua chúng ta chia tay về sau, ta đi gặp hắn, hắn nói cho ta nữ nhi của hắn Cơ Giai Giai liền ở kinh thành. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, trong lòng thầm mắng, cơ bộ Diêu lão hồ ly này quả nhiên là liền một câu lời nói thật đều không có. Có hay không nói cho cảnh sát a? Hoa Trục Nguyệt lắc đầu, Thuần Lương, ta cũng cảm thấy hắn không chết, bây giờ quay đầu ngẫm lại, hắn hẳn là sớm liền cảm giác được nguy hiểm, cho nên mới quyết định chuyển biến kinh doanh phương hướng, đại quy mô quan ngừng chuyển nhượng trong nước vật nghiệp. Hứa Thuần Lương an ủi nàng nói, người cũng không cần lo lắng, chưa làm qua chính là chưa làm qua, tin tưởng pháp luật là công chính. Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm, Tạ Viễn Trinh trong hành lang chờ lấy hắn, Hứa Thuần Lương đem hắn kia hộp thuốc lá và hộp quẹt trả lại hắn. Tạ Viễn Trinh sau khi nhận lấy, lập tức rút ra một điếu đốt, chào hỏi Hứa Thuần Lương nói, người rút không rút. Tấu chương chỉ có 2.000 chữ, trước phát ra tới, còn lại 4.000 chữ ta sẽ nhanh chóng viết ra, hôm nay cuối cùng chuyển âm, tồn cào cũng toàn bộ hao tổn xong, hôm nay tranh thủ viết nhiều điểm, ta nghĩ ngày mai đổi mới hẳn là có thể khôi phục bình thường. Hứa Thuần Lương lắc đầu, tạ ơn, ta sẽ không hút thuốc. Tạ Viễn Trinh nói, người trẻ tuổi không hút thuốc lá tốt, tránh khỏi giống ta loại này dân hút thuốc, rút 20 năm, biết rõ hút thuốc không tốt, có thể nghĩ giới lại giới không xong. Hứa Thuần Lương nói, chỉ cần nghĩ giới không có giới không xong, chứng minh ngươi vẫn là không muốn. Tạ Viễn Trinh cười lên ha hả, các ngươi trò chuyện thế nào? Hứa Thuần Lương hỏi ngược lại, người nghĩ tới chúng ta trò chuyện thế nào? Tạ Viễn Trinh nói, rất xinh đẹp một cô nương, đáng tiếc a. Cơ bộ Diêu cái này cái chết, làm tình rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình đều rơi ở trên người nàng. Hứa Thuần Lương nghe ra hắn là cố ý nói lời nói này cho mình nghe cơ bộ Diêu chết rồi. Tạ Viễn Trinh nói, 89 phần 10 đi, tại trong hồ cá phát hiện một ngón tay, căn cứ trước mắt giám định kết quả, có thể xác định là thuộc về cơ bộ Diêu, hơn 30 đầu thực nhân xa A, người rơi xuống, cặn bã đều không thừa. Hứa Thuần Lương nói, chỉ bằng lấy một đầu ngón tay kết luận hắn chết. Chưa chừng kia đầu ngón tay là hắn cố ý chặt đứt ném tới trong hồ cá đi đây này. Tạ Viễn Trinh nói, không thể nào, cơ bộ Diêu thông minh như vậy người sẽ làm như thế xuẩn sự tình. Người cũng nói hắn thông minh, người thông minh làm chuyện xảy ra thường thường đều ngoài dự liệu, hắn tối hôm qua còn cùng ta trò chuyện giúp hắn khuê nữ chữa bệnh đâu. Tạ Viễn Trinh nói, phát sinh sau chuyện này, người còn nguyện ý hay không cho nữ nhi của hắn chữa bệnh. Hứa Thuần Lương nói, không phải ta có nguyện ý hay không vấn đề, là ta có hay không có năng lực như thế vấn đề, nữ nhi của hắn được chứng sơ cứng, chỉ cần ngươi đi dò tra liền sẽ biết, trước mắt cái bệnh này toàn bộ thế giới đều không có biện pháp giải quyết. Tạ Viễn Trinh nói, có biết hay không nữ nhi của hắn ở nơi nào? Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này lão Tạ rất có thể chứa, vừa rồi ta cùng Hoa Trục Nguyệt nói chuyện thời điểm, các ngươi từ đầu đến cuối đều đang theo dõi, chúng ta trò chuyện cái gì ngươi rõ ràng. Bất quá hắn cũng lười điểm phá, nghe nói ngay tại kinh thành. Có thể liên hệ với nàng sao? Hứa Thuần Lương nói, liên hệ người chết gia thuộc không phải là các ngươi cảnh sát sự tình sao? Tạ Viễn Trinh nở nụ cười, có thời gian hay không chúng ta cùng đi tìm Cơ Giai Giai? Hứa Thuần Lương nhìn qua Tạ Viễn Trinh, biết hắn muốn lợi dụng mình tra án, vừa rồi Hoa Trục Nguyệt tướng Cơ Giai Giai trải qua thường xuất hiện địa phương nói cho hắn, đoán chừng Tạ Viễn Trinh cũng nghe đến. Tạ Viễn Trinh cho rằng Hứa Thuần Lương đối với mình tràn ngập đề phòng, ngữ trọng tâm trường nói, Hứa tiên sinh, người cũng nghĩ giúp Hoa tiểu thư mau chóng rửa sạch hiểm nghi a. Cái này Cơ Giai Giai rất mấu chốt. Muốn chứng minh cơ bộ Diêu sống hay chết, biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm hắn di thể, trước mắt bể thủy tộc bên trong chỉ tìm được một cây thuộc về cơ bước ngón tay, dựa theo thông thường suy luận, cơ bộ Diêu khả năng bị những cái kia thực nhân xa phân mà ăn chi, muốn tìm được thi thể của hắn. Trực tiếp nhất biện pháp chính là tướng hơn 30 đầu thực nhân xa tất cả đều giải phẫu, nếu như ở trong đó phát hiện cơ bộ Diêu thân thể tổ chức, như vậy trên cơ bản có thể kết luận cơ bộ Diêu đã tử vong. Cảnh sát nội bộ cũng chia làm hai loại ý kiến, một là đề nghị đối cá mập tiến hành giải phẫu, còn có một loại đối với cái này cầm ý kiến phản đối, cũng không thể vì nghiệm chứng cơ bộ Diêu chết sống giết chết hơn 30 đầu sinh mệnh. Tạ Viễn Trinh liền kiên trì loại sau ý kiến, hắn cho rằng giải phẫu không cần thiết chút nào. Lấy hắn nhiều năm điều tra kinh nghiệm đến xem, cơ bộ Diêu đại khái suất dùng một tay ve sầu thoát xác, hắn cố ý dùng xe lăn cùng ngón tay đến tạo thành trượt chân rơi vào bể thủy tộc giả tượng,
quấy nhiễu cảnh sát xử án. Coi như giải phẫu, cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện, ngoại trừ kia ngón tay sẽ không có càng nhiều nhân thể tổ chức. Hứa Thuần Lương quyết định cùng Tạ Viễn Trinh hợp tác, chủ yếu là vì trợ giúp Hoa Trục Nguyệt sớm một chút giải thoát phiền phức. Căn cứ Hoa Trục Nguyệt nói, đoạn thời gian gần nhất Cơ Giai Giai đều ở kinh thành, cùng một bang chơi ngoài trời hỗn cùng một chỗ. Địa điểm tại sông Hộ Thành cầu lớn, gần nhất không biết nguyên nhân gì, sông Hộ Thành cầu lớn đột nhiên thành lưới đỏ cầu. Một bang chơi leo núi, ngoài trời kiện thân đều tụ ở nơi đó, tranh nhau khiêu chiến bản thân từ bắt đầu hai tay qua cầu đến một tay trên cầu, hiện tại bắt đầu khiêu chiến trên hai tay dưới cầu cầu, dù sao hoa văn không ngừng đổi mới, khiêu chiến người cũng càng ngày càng nhiều. Hứa Thuần Lương cùng Tạ Viễn Trinh đuổi tới chỗ thời điểm, nhìn thấy một đám người tụ tại dưới cầu bột ngay tại thi đấu. Một cái cởi trần thanh niên ngay tại gầm cầu làm lấy hít xà đơn, người chung quanh luôn mồm khen hay. Vì để tránh cho kinh động mục tiêu nhân vật, Tạ Viễn Trinh đem xe ngừng đến rất xa, sau đó cùng Hứa Thuần Lương đi bộ đi qua. Thanh niên kia hai tay móc lấy gầm cầu sắt lương, theo thân thể đáng động, đột nhiên phát lực, ý đồ hướng lên bắt lấy mặt cầu biên giới, đáng tiếc phát lực sớm một điểm, trượt chân rơi vào trong sông. Mọi người chung quanh phát ra một tiếng kinh hô, sau đó nở nụ cười. Cũng có người mau chóng tới cứu viện, người tuổi trẻ khoái hoạt liền là đơn giản như thế. Lập tức lại có người tiếp lấy khiêu chiến, Hứa Thuần Lương nhìn trong chốc lát, liên tiếp 5 cái không ai khiêu chiến trên hai tay cầu thành công. Tạ Viễn Trinh dùng cánh tay nhẹ nhàng đảo Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy một vị màu da đen thiếu nữ dẫm lên ván trượt hướng sông Hộ Thành cầu lớn phương hướng mà tới. Hứa Thuần Lương mặc dù tối hôm qua mới nhìn qua Cơ Giai Giai ảnh chụp, nhưng là vẫn không thể lần đầu tiên thanh nàng cho nhận ra, tối hôm qua Cơ Bộ Diêu cho hắn nhìn trên tấm ảnh, Cơ Giai Giai da trắng mỹ mạo, trước mắt Cơ Giai Giai thân cao tiếp cận 1m7, cái này màu da hắc đến độ nhanh bốc lên dầu. Không thể không nói, hiện tại hài tử phát dục thật sự là rất nhanh, Cơ Giai Giai lúc này mới 15 tuổi, nhìn hoàn toàn là cái đại cô nương, nhìn nàng hình thể, vừa nhìn liền biết kiên trì trường kỳ ngoài trời rèn luyện, nếu như không phải Cơ Bộ Diêu trước đó nói nàng có chứng sơ cứng. Hứa Thuần Lương làm sao cũng nhìn không ra nàng có bệnh, không biết Cơ Bộ Diêu là không phải nói láo. Cơ Giai Giai ván trượt chơi đến như nước chảy mây trôi, đi vào mặt cầu hạ thuần thục dừng lại, ở sau lưng nàng một cái to con người nước ngoài đạp vùng núi xe cùng đi qua. Kia người nước ngoài là Bạch Nga người. Cơ Giai Giai nói, Lão Hùng, bên trên. Bị nàng xưng là Lão Hùng người nước ngoài tại cách đó không xa dừng xe lại, Cơ Giai Giai lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu quay chụp. Lão Hùng một lần nữa khởi động, cưỡi đến mặt cầu dưới, cố ý nhìn thoáng qua nói, nơi này nhiều người như vậy làm cái gì? Có người đáp, trên cầu khiêu chiến, làm sao? Ngươi cũng muốn thử xem. Cơ Giai Giai toàn bộ hành trình quay chụp, Hứa Thuần Lương xem như thấy rõ, đám người này chẳng những chơi ngoài trời, còn chơi coi thường nhiều lần bác chú ý, hiện tại trên cơ bản đều là một con rồng, bình thường nhìn thấy coi thường nhiều lần hơn phân nửa đều là có kịch bản. Lão Hùng nói, ta có thể thử một chút. Giống như không có gì độ khó a. Hắn thanh xe đạp ngừng tốt, bắt đầu cởi quần áo. Người càng ngày càng nhiều, hơn phân nửa đều là cầm điện thoại di động đang quay nhiếp video. Tạ Viễn Trinh hướng Hứa Thuần Lương nói, người tuổi trẻ bây giờ ta là xem không hiểu, không đi làm, không đi học, đều vây ở chỗ này bò cầu, người nói bọn hắn cả ngày dựa vào uống gió Tây Bắc sinh hoạt sao. Hứa Thuần Lương nói, người đây liền không hiểu được, bọn hắn thông qua loại phương thức này kiếm lấy lưu lượng. Ở xã hội hiện nay lưu lượng chính là tiền, người thật khi bọn hắn kiện thân đâu. Tại mọi người chen chúc bên trong, Lão Hùng cởi y phục xuống, lộ ra một thân rõ ràng khối cơ thịt, hai tay móc lấy dưới cầu sắt lương, giao thế động tác đi vào hà tâm vị trí. Từ người này động tác thuần thục, Hứa Thuần Lương liền đánh giá ra hắn chi trên lực lượng kinh người. Lão Hùng đong đưa mấy lần thân thể, nhẹ nhõm tới cái trên hai tay cầu sau khi thành công. Lại ngay sau đó tới cái dưới hai tay cầu. Lần này không khí hiện trường trong nháy mắt nhiệt liệt, có người dám than thở, cái này người nước ngoài tố chất thân thể là lợi hại a, chúng ta người Trung Quốc phí nhiều kinh mới có thể hoàn thành động tác, tại người ta làm là như vậy. Có người nói, người đừng dài người khác chí khí diệt uy phong mình, hai ngày trước chúng ta có vị leo núi cao thủ cũng hoàn thành trên hai tay xuống cầu động tác. Chính nghị luận đâu, Lão Hùng lại tới cái trên hai tay cầu, sau đó dưới hai tay cầu. Cơ Giai Giai một bên quay chụp vừa nói, còn có ai khiêu chiến a? Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Tạ Viễn Trinh bả vai, đi tới. Cơ Giai Giai chính la hét,
nghe được một thanh âm ở phía sau vang lên, liền hai cái sao. Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đi tới, Hứa Thuần Lương vừa đi vừa cởi quần áo, nhập ra tùy tục, giống như ai trên thân không có cơ bắp giống như. Hứa Thuần Lương cởi áo ra, trên người hắn cơ bắp mặc dù không bằng Lão Hùng phát đạt, nhưng là đường cong hình dáng so Lão Hùng còn muốn khỏe đẹp cân đối đẹp mắt. Hiện trường còn có một người là phụ trách chủ trì, hắn đặc địa lôi kéo Hứa Thuần Lương nói, huynh đệ, người cũng muốn khiêu chiến trên hai tay cầu sao. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Ngươi là đặc biệt tới khiêu chiến sao? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta đi ngang qua, nhìn thấy người anh em này lộ ra rất nghiêu bức, cho nên cũng nghĩ thử một lần. Nhìn trên người ngươi cơ bắp cũng là thường xuyên rèn luyện, xin hỏi ngươi đi qua xử lý cái gì vận động? Hứa Thuần Lương nói, ta là bác sĩ. Hiện trường truyền đến tiếng cười, Hứa Thuần Lương không cảm thấy bác sĩ có gì đáng cười, ai quy định bác sĩ liền không thể chơi ngoài trời rồi. Đối phương hướng Hứa Thuần Lương làm mấy điểm an toàn nhắc nhở, đề nghị hắn nếu như không biết bơi nói có thể mặc trên áo cứu sinh. Hứa Thuần Lương cười biểu thị không cần, hắn cởi vớ giày, đỏ chân đạp trên cầu cột, nhìn Cơ Dai Dai một chút. Cơ Dai Dai tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Hứa Thuần Lương nói, ngươi là đẹp hắc sao? Cơ Dai Dai hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, ta dáng dấp hắc làm phiền ngươi rồi. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở bắt đầu dọc theo sát lương hướng tâm di động. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng vị này không phải chuyên nghiệp tuyển thủ cũng chính là tham gia náo nhiệt, nhưng nhìn thấy Hứa Thuần Lương không tốn sức chút nào di động, lập tức minh bạch tiểu tử này là có thực lực. Làm Hứa Thuần Lương duy nhất đồng bạn Tạ Viễn Trinh lớn tiếng nói, tiểu Hứa, cố lên. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này còn cần cố lên a, đi vào quy định vị trí, hắn dùng song tay nắm lấy sắt lương, bởi vì căn này sắt lương là thép góc hình dạng. Cho nên trên cơ bản là dùng ngón tay tại trèo chống thân thể trọng lượng. Hứa Thuần Lương học lấy bộ dáng của bọn hắn làm cái thân thể trình độ động tác, hắn mặc dù không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp leo núi huấn luyện, nhưng là Hứa Thuần Lương đối năng lực khống chế thân thể cực kỳ xuất sắc, trình độ này làm được là vững vô cùng. Chung quanh truyền đến một mảnh tiếng khen, người trẻ tuổi kia hạch tâm lực lượng quá nghiêu bức. Một màn kế tiếp càng làm cho đám người sợ hãi thán phục. Hứa Thuần Lương căn bản không có giống những người khác một dạng bày chuyển động thân thể, trực tiếp nhảy lên, hai tay chụp vào mặt cầu. Phụ trách chủ trì vị kia ngoài trời cao thủ đã gọi lên đáng tiếc, dựa vào kinh nghiệm của hắn phán đoán, Hứa Thuần Lương lần này tất nhiên rơi xuống nước không thể nghi ngờ. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Hứa Thuần Lương vững vàng bắt lấy mặt cầu biên giới. Hiện trường một mảnh vui mừng, Lão Hùng cũng mộng bức, cái này không khoa học a. Hắn căn bản không có bày chuyển động thân thể, là thế nào hoàn thành xong động tác trên tay. Không đợi Lão Hùng nghĩ thông suốt chuyện này đâu, Hứa Thuần Lương lại từ mặt cầu nhảy lên mà xuống, tới cái dưới hai tay cầu, ngón tay vững vàng móc ở mặt cầu dưới xà thép. Cái này lúc lên lúc xuống hiển thị rõ độ khó, so với Lão Hùng trên dưới cầu không nhưng cái khó độ cao mà lại càng thêm lưu loát. Phụ trách chủ trì ngoài trời cao thủ kêu lên, đại thần a, đại thần. Hứa Thuần Lương tiếp lấy tới cái trên cầu. Sau đó lại xuống cầu, lặp đi lặp lại 5 lần, chung quanh tiếng hoan hô như sấm động, bầu không khí đã đốt bạo, loại này chơi ngoài trời vòng tròn, coi trọng nhất chính là thực lực, Hứa Thuần Lương trong thời gian ngắn nghiễm nhưng đã trở thành trong vòng đại thần. Tạ Viễn Trinh thừa cơ hội này đi vào Cơ Dai Dai bên người, hướng nàng cười nói, tiểu cô nương ngươi tốt. Cơ Dai Dai nhìn hắn một cái, không có phản ứng hắn, cô gái nhỏ này không phải như vậy hiền lành. Tạ Viễn Trinh cười nói, ta giống như gặp qua ngươi a. Cơ Dai Dai một mặt khinh thường nói, muốn tán tỉnh ta à? Đại thúc, nhớ ngươi đi bờ sông chiếu chiếu, tuổi của ngươi đều so cha ta lớn. Chung quanh mấy người đều nở nụ cười. Tạ Viễn Trinh nói, ngươi gọi Cơ Dai Dai a. Cơ Dai Dai lập tức cảnh giác lên, lạnh lùng nhìn qua hắn, ngươi biết ta. Tạ Viễn Trinh nói, làm tự giới thiệu, ta là bằng hữu của ba ngươi. Cơ Dai Dai hướng hắn cười cười, cha ta bằng hữu. Tạ Viễn Trinh nhẹ gật đầu. Cơ Dai Dai chủ động hướng hắn vươn tay ra, Tạ Viễn Trinh cho là nàng muốn cùng mình nắm tay, thế là nắm tay đưa tới, thình lình Cơ Dai Dai bắt lấy cổ tay của hắn dùng sức khẽ kéo, Tạ Viễn Trinh chân đứng không vững, thân thể hướng nhẹ nhõm. Vọt tới trước đi, dưới chân lại là mất tự do một cái, cả người đã mất đi cân bằng, một đầu quấn tới sông Hộ Thành bên trong đi. Đám người lúc đầu đều tại vây xem Hứa Thuần Lương trên dưới cầu biểu diễn, thình lình nghe được bịch một tiếng, ý thức được có người rơi xuống nước, phản ứng đầu tiên là chính tại khiêu chiến Hứa Thuần Lương thất thủ rơi vào trong nước,
nhưng đưa mắt xem xét, Hứa Thuần Lương vẫn êm đẹp treo ở nơi đó. Tạ Viễn Trinh làm sao đều không nghĩ tới Cơ Giai Giai sẽ đối với mình hạ độc thủ, rơi xuống sông Hộ Thành về sau, liền rót hai cái nước sông, lớn tiếng nói, cứu mạng. Hắn không biết bơi. Hứa Thuần Lương nghe được tiếng kêu cứu mới biết được Tạ Viễn Trinh rớt xuống sông Hộ Thành bên trong, hắn cũng không làm rõ ràng được con hàng này tại trên bờ êm đẹp làm sao lại rơi xuống nước. Có người hướng trong sông ném phao cứu sinh, Hứa Thuần Lương cùng Tạ Viễn Trinh cùng đi đến, cũng không thể thấy chết không cứu, trực tiếp từ trên cầu nhảy xuống, bơi tới Tạ Viễn Trinh sau lưng, bắt lấy phao cứu sinh bọc tại trên đầu của hắn, mang theo Tạ Viễn Trinh bơi chung về bên bờ. Tạ Viễn Trinh chật vật không chịu nổi leo đến trên bờ, chỉ vào Cơ Giai Giai nói, ngươi, chớ đi, Cơ Giai Giai làm sao thành thật như vậy chờ lấy hắn đến bắt mình, cầm lấy một bên ván trượt, hướng dưới cầu mặt đường trên ném một cái. Một cái xinh đẹp trên tấm động tác, cấp tốc trốn về phương xa. Tạ Viễn Trinh lớn tiếng nói, người dừng lại cho ta. Trước mắt hắn chỉ có thể tìm Hứa Thuần Lương hỗ trợ, đi, đi ngăn lại nàng, tuyệt đối đừng để nàng chạy. Hứa Thuần Lương nhanh chân đuổi theo, không có truy mấy bước, bị thân cao mã đại lão hùng cưỡi xe đối diện ngăn lại đường đi, dừng lại. Hứa Thuần Lương không chút do dự, một thanh liền đem lão hùng từ trên xe hao xuống dưới. Lão hùng như thế to con tại dưới tay hắn nhưng không có lực phản kích. Hứa Thuần Lương nhặt lên trên đất xe đạp cưỡi đi lên, đi chân trần một đường cuồng đạp, không thể để cho cô gái nhỏ này từ mình ngay dưới mắt trốn. Cơ Giai Giai một bên lợi dụng ván trượt hướng phía trước trốn, một bên quay đầu quan sát, nhìn thấy Hứa Thuần Lương cưỡi xe đạp càng đuổi càng gần, nàng cũng có chút luống cuống, vung tay lên, trong tay là một bình phòng sói phun xương, hướng về phía Hứa Thuần Lương đến phương hướng chính là một trận cuồng phún. Hứa Thuần Lương nếu là liền nhỏ như vậy chàng diện đều ứng phó không được còn tính là gì ngũ độc giáo chủ, đình chỉ thở ra một hơi, hướng về phía đối diện phun tới quả ớt bột mà bỗng nhiên thổi qua. Cơ Giai Giai phun ra phòng sói phun xương bị Hứa Thuần Lương khẩu khí này thổi đến đổ cuốn tới, nàng xem như tự làm tự chịu, trong nháy mắt bị phòng sói phun xương vây quanh, cay độc gay mũi hương vị để nàng khó mà chịu đựng, trong lúc nhất thời nước mắt đổ dưới, căn bản thấy không rõ con đường phía trước. Ván trượt đụng ở một bên hàng rào phòng vệ bên trên, thân thể mất đi cân bằng trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, một đôi đầu gối đều đập khoan khoái ra. Lúc này lão hùng cùng mấy cái chơi ngoài trời đồng bạn cùng một chỗ thở hồng hộc đuổi theo, lão hùng kêu gào nói, thả ta ra bằng hữu, không phải ta báo cảnh sát. Đến bây giờ hắn cũng không có náo minh bạch Cơ Giai Giai vì sao muốn trốn, càng không làm rõ ràng, Hứa Thuần Lương làm sao như thế ngang tàng, đoạt hắn xe đạp liền cưỡi. Buồn bực nhất là hắn tại Hứa Thuần Lương trước mặt liền kháng cự lực lượng đều không có. Giống như ướt sũng một dạng Tạ Viễn Trinh cũng sau đó chạy tới, thanh mình chứng kiện lộ ra, ta chính là cảnh sát, các ngươi không muốn ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ. Cái này chúng ta tự nhiên là bao gồm Hứa Thuần Lương. Cơ Giai Giai không ngừng rơi lệ, Hứa Thuần Lương cùng Tạ Viễn Trinh một trái một phải ngồi tại bên người nàng, đề phòng cô gái nhỏ này lại lần nữa đào tẩu. Tạ Viễn Trinh đưa cho nàng một bình nước lọc, để nàng hảo hảo tắm một cái con mắt. Cơ Giai Giai một bên lau nước mắt, vừa nói, hai người các ngươi hại không xấu hổ, như thế đại nhân khi dễ ta một đứa bé. Hứa Thuần Lương cùng Tạ Viễn Trinh liếc mắt nhìn nhau, bằng tâm mà nói, thật nhìn không ra nàng là cái tiểu hài tử. Tạ Viễn Trinh trong lòng thầm than, ta khuê nữ đều 26, phát dục đến còn không bằng ngươi tốt đâu, nếu như không phải trước đó biết tuổi của nàng, thật khó tin tưởng nàng mới 15 tuổi. Tạ Viễn Trinh nói, người gọi là Cơ Giai Giai a. Cơ Giai Giai nói, người quản ta lại không làm chuyện vi pháp loạn kỷ, ngoài trời vận động không được a. Tạ Viễn Trinh nói, biết nói chúng ta tìm ngươi làm gì sao? Cơ Giai Giai nói, dù sao cảnh sát tìm ta chuẩn không có công việc tốt. Tạ Viễn Trinh nói, ba của ngươi gọi là Cơ Bộ Diêu a. Cơ Giai Giai lắc đầu nói, ta không có ba. Hứa Thuần Lương nói, người đứa nhỏ này làm sao nói đâu. Người không có ba, còn có thể là từ trong khe đá đụng tới. Cơ Giai Giai chảy nước mắt nói, người đừng nói chuyện với ta tính đã nhìn ra, là thuộc ngươi xấu nhất không có chút nào ra môn, thế mà dùng quả ớt phun xương phun ta, người có phải là nam nhân hay không, có biết hay không hảo nam không theo nữ đấu. Hứa Thuần Lương thở dài, trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này không cứu nổi, ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là ngươi trước dùng phòng sói phun xương phun ta là phòng vệ chính đáng, lười nhác cùng với nàng lý luận. Tạ Viễn Trinh nói, Cơ Giai Giai, cha ngươi mất tích. Hắn cũng là châm trước liên tục phương mới quyết định nói ra chân tướng.
thật không nghĩ đến Cơ Giai Giai một điểm phản ứng đều không có, hắn chết mới tốt. Hứa Thuần Lương nói, vậy ngươi lần này khả năng đạt được ước muốn. Tạ Viễn Trinh một bên hướng hắn nháy mắt, Hứa Thuần Lương cũng không để ý tới, hắn thấy Cơ Giai Giai loại này hùng hài tử không thể nuông chiều. Cơ Giai Giai sửng sốt một chút, một đôi rơi lệ mắt to nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ngươi có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, không có ý gì a, cha ngươi mất tích không bài trừ cái khác khả năng. Tạ Viễn Trinh nói, ngươi gần nhất có hay không thấy qua hắn? Lần gần đây nhất gặp hắn là lúc nào? Cơ Giai Giai nói, 2 năm trước đi, ta có 2 năm đều không cùng hắn liên lạc qua, ta về nước cũng không có nói cho hắn biết. Tạ Viễn Trinh nói, chỉ là chính ngươi cho rằng như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta là làm sao tìm được ngươi, giống hắn loại này làm phụ thân nhìn thấy hài tử phản nghịch rất dễ dàng cảm động lây, hắn thậm chí có chút đồng tình Cơ Bộ Diêu. Cơ Giai Giai nói, ta liền biết hắn thích theo dõi ta ghét nhất hắn can thiệp tự do của ta. Tạ Viễn Trinh nói, ngươi mới 15 tuổi, làm vì phụ thân hắn đối ngươi có quyền giám hộ. Cơ Giai Giai nói, ta không có như thế phụ thân hắn hại chết mẹ ta, làm lấy hết chuyện xấu, nếu như các ngươi muốn bắt hắn, mau đem hắn bắt lại, các ngươi không cần tìm ta đối chuyện của hắn không có chút nào hiểu rõ cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tạ Viễn Trinh cũng là làm phụ thân người. Nghe nàng có chút khó chịu, coi như Cơ Bộ Diêu tội ác tày trời, nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi đi, ngươi ăn xuyên dùng loại nào không phải hắn cung cấp. Hắn phụng dưỡng ngươi luôn luôn sự thật a. Cơ Giai Giai nói, ta hiện tại ăn mặc chi phí tất cả đều là mẹ ta để lại cho ta không tốn hắn một phân tiền. Hứa Thuần Lương vươn tay ra, bắt lấy Cơ Giai Giai cổ tay. Cơ Giai Giai cả giận nói, ngươi làm gì, buông ra, không phải ta cáo ngươi quấy rối a. Hứa Thuần Lương hơi vừa dùng lực, Cơ Giai Giai cảm giác cổ tay của mình xương cốt đều muốn đoạn mất, đau đến kêu thảm nói, ta muốn cáo ngươi. Ngươi bạo lực chấp pháp. Tạ Viễn Trinh nhìn qua nơi xa chính hướng bên này ngắm nhìn mấy người, lại bày ra mình chứng kiến. Hứa Thuần Lương bắt lấy nàng mạch môn mục đích là muốn nghiệm chứng Cơ Bộ Diêu là thật hay không, cái này Cơ Giai Giai nhìn rất khỏe mạnh, đến cùng có hay không chứng sơ cứng. Từ trung y góc độ đến xem, chứng sơ cứng thuộc về liệt chứng phạm trù. Người bệnh có nhiều lá gan thận hư, khí huyết không đủ biểu hiện, trung y cổ tịch Thánh Tế Tổng Lục liền có ghi chép loại bệnh tật này lưỡi âm không thể ngữ, đủ phế không vì dùng lâm sàng triệu chứng. Đương nhiên từ trước mắt Cơ Giai Giai trạng thái đến xem, nàng còn rất khỏe mạnh. Hứa Thuần Lương từ nàng mạch tương đánh giá ra, Cơ Giai Giai đã xuất hiện lá gan tỳ thận các loại tạng phủ thua thiệt hư triệu chứng, như thế nói đến, Cơ Bộ Diêu tại bệnh của nữ nhi tình trên cũng không nói láo. Dẫn đến liệt nguyên nhân của bệnh phi thường phức tạp, cảm thụ ngoại tà, tình trí nội thương, ẩm thực không thiết, mệt mỏi bệnh lâu các loại đồng đều nhưng gây nên bệnh. Cơ bản bệnh cơ là phổi dạ dày lá gan thận các loại tạng phủ tinh khí bị hao tổn, tứ chi gân mạch mất nuôi, như phổi nóng tân tổn thương, nước bọt không vải, nóng ướt chìm đắm, khí huyết không vận, tính khí thua thiệt hư, tinh vi không thua, lá gan thận hư tổn hại, tủy khô gân liệt. Trung y thông thường phương pháp trị liệu chính là bồi bổ nguyên khí điều trị đốc mạch. Bất quá trên cơ bản đều kết hợp tây y thủ đoạn tiến hành trị liệu, công hiệu quả cũng không rõ lắm hiển. Cơ Giai Giai không ngừng giãy giụa, uy hiếp nói, buông ra, lại không buông ra ta cắn ngươi. Hứa Thuần Lương buông ra Cơ Giai Giai cổ tay, hướng Tạ Viễn Trinh nói, người ta giao cho ngươi, ta còn có việc, đi trước một bước, hỗ trợ tìm tới Cơ Giai Giai đã coi như là hoàn thành một cái tốt đẹp công dân trách nhiệm. Hứa Thuần Lương trở lại Đông Châu tiệm cơm, Lý Tú Mai lập tức đón, cười nói, tiểu Hứa, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu. Hứa Thuần Lương nói, Lý tỷ, ngài tìm ta có việc. Lý Tú Mai nói, không phải ta tìm ngươi, là Trương thư ký tìm ngươi, hắn nói ngươi điện thoại làm sao đều đánh không thông. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra quơ quơ nói, điện thoại ngâm nước. Chuyện này truy cứu nguyên nhân đến quái Tạ Viễn Trinh, Hứa Thuần Lương đi khiêu chiến trên hai tay cầu thời điểm, Tạ Viễn Trinh giúp hắn cầm quần áo, nhưng là hắn cùng Cơ Tốt Tốt bắt chuyện thời điểm. Bị tiểu ni tử cho lấy được trong sông, cho nên trước tiên tắt máy, chờ hong khô về sau tái sử dụng. Lý Tú Mai nói, khó trách. Hứa Thuần Lương kỳ thật trên thân cũng ướt, bất quá đoạn đường này trở về, quần áo đã bị hắn hong khô, hắn hướng Lý Tú Mai cáo từ rời đi, Lý Tú Mai lại gọi lại hắn, tướng một cái hộp bằng giấy đưa cho hắn. Hứa Thuần Lương không có mạng mua thói quen, không biết ai đưa lễ vật cho hắn. Hứa Thuần Lương về trước phòng thay quần áo khác. Sau đó dùng hong khô Cơ đưa điện thoại di động thổi, khởi động máy xem xét, còn có thể bình thường sử dụng, tranh thủ thời gian cho Trương Tùng trở về điện thoại.
Trương Tùng nghe nói hắn trở về lập tức tới ngay bái phỏng. Trương Tùng hộ tống Chu thư ký một nhóm là sáng hôm nay mới đến, Hứa Thuần Lương vốn cho rằng Trương Tùng là nghĩ hỏi thăm Chu Đức Minh sự tình, nhưng là không nghĩ tới hắn là vì một chuyện khác. Trương Tùng nói, Chu thư ký ban đêm hẹn người cùng đi làm một ít chuyện. Hứa Thuần Lương có chút thụ sủng nhược kinh, Chu thư ký làm chuyện gì có thể cần dùng đến ta. Trương Tùng cười nói, Chu thư ký ban đêm đi lão bằng hữu trong nhà bái phỏng, hẹn ngươi cùng đi. Hứa Thuần Lương đã đoán được là Diệp gia, Chu thư ký đi qua cùng Diệp Sương Nguyên đã từng dựng qua ban tử, lần này tới kinh vẫn là vì tàu điện ngầm hai kỳ công trình sự tình, khẳng định là Diệp gia nâng lên mình, không phải Chu thư ký cũng không sẽ chủ động mời mình đồng hành. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Tùng cũng không rõ ràng Hứa Thuần Lương về sau cứu chữa Diệp lão sự tình. Còn tưởng rằng là lần trước giúp đỡ Diệp Sương Nguyên trị liệu mặt đơ di chứng nhân quả, bất quá có một chút hắn có thể xác định, Chu thư ký đối người trẻ tuổi này không phải là thường xem trọng. Trương Tùng để Hứa Thuần Lương nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm sẽ sớm đón hắn. Trương Tùng vừa đi không bao lâu, Mặc Hàm điện thoại đánh vào, Hứa Thuần Lương hôm nay cả ngày đều không có lên lớp, tập trung huấn luyện cộng lại chính là ngắn ngủi 5 ngày, biểu hiện của hắn cũng quá tự do tản mạn. Kỳ thật Mặc Hàm quan tâm là Lý Sương Mẫn dùng để trao đổi giải dược xương rồng, nếu như nàng không đề cập tới, Hứa Thuần Lương suýt nữa đều quên cái này cha nhi, Lý Sương Mẫn đến nay còn không có liên lạc qua hắn, không biết có phải hay không hai khối xương rồng ra giá thanh đám kia bổng tử dọa sợ. Hứa Thuần Lương ngược lại là không có thanh chuyện này để ở trong lòng, đến một lần Lý Sương Mẫn sớm tối đều phải tới cầu hắn, thứ hai kia xương rồng đối với hắn cũng không có trọng yếu như vậy. Mặc Hàm cũng nghe nói cơ bộ Diêu sự tình. Nói khẽ ta nghe nói người gặp một chút phiền toái. Hứa Thuần Lương nói, phiền toái gì? Ta làm sao không biết? Mặc Hàm nói, ngoại giới truyền ngôn, Hoa Trục Nguyệt liên thủ với người Thanh Lam Tinh tập đoàn tổng giám đốc cơ bộ Diêu cho ăn cá mập. Hứa Thuần Lương nghe được như thế không hợp thói thường truyền ngôn cũng nhịn cười không được, ta cùng cơ bộ Diêu không cừu không oán làm sao có thể làm loại sự tình này. Mặc Hàm nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, có lẽ hai người các ngươi mưu đồ gia sản của hắn đâu. Hứa Thuần Lương nói, đơn giản nói hưu nói vượn, cảnh sát đã tìm ta hỏi qua tình huống, ta không có vấn đề. Ngươi không có vấn đề, không có nghĩa là Hoa Trục Nguyệt không có vấn đề, Hứa Thuần Lương, ta đã sớm nhắc nhở ngươi giao hữu phải cẩn thận. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn quan tâm, phải cùng hạng người gì kết giao, trong lòng ta biết rõ. Mặc Hàm nói, ngươi tốt nhất đừng lẫn vào Lan Hoa Môn sự tình, cơ bộ Diêu không dễ dàng như vậy chết, bất quá Hoa Trục Nguyệt lần này khẳng định là phiền toái. Hứa Thuần Lương nói, người thật giống như biết một chút nội tình. Mặc Hàm nói, sự tình cũng không phức tạp, cảnh sát đã sớm đối cơ bộ Diêu sở tác sở vi triển khai điều tra, đã nắm giữ hắn không ít chứng cứ phạm tội, chỉ kém thu lưới, cơ bộ Diêu lúc này lựa chọn biến mất nguyên nhân không nói cũng hiểu. Hứa Thuần Lương thầm than, xem ra đa số người đều cho rằng cơ bộ Diêu không có khả năng táng thân bụng cá, con hàng này đại khái suất lợi dụng cơ hội lần này tới cái ve sầu thoát xác. Vì đào tàu còn tự đoạn một chỉ, đủ thấy cơ bộ Diêu hung ác cay. Chỉ là hắn đi lần này, tất cả cục diện rối rắm đều để lại cho Hoa Trục Nguyệt. Hoa Trục Nguyệt đi theo hắn nhiều năm như vậy, rơi xuống kết quả như vậy cũng thật là khiến người trái tim băng giá. Hứa Thuần Lương biết Mặc Hàm mánh khóe thông thiên, vì Hoa Trục Nguyệt nhịn hạ tính tình nói, Hoa Trục Nguyệt sự tình rất phiền phức sao. Mặc Hàm nói, Hoa Trục Nguyệt sự tình có thể lớn có thể nhỏ, theo ta được biết, nàng làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Một mực đề phòng cơ bộ Diêu, đáng tiếc đạo hạnh của nàng so với cơ bộ Diêu vẫn là kém như vậy một chút, lần này thanh nàng đẩy ra cõng nồi không chỉ là cơ bộ Diêu, còn có Lan Hoa Môn một bang lão gia hỏa. Cởi chuông phải do người buộc chuông, phiền phức của nàng nhất định phải Lan Hoa Môn ra mặt hỗ trợ giải quyết. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, người nói cho ta hẳn là tìm ai. Mặc Hàm nói, chỉ cần Lan Hoa Môn môn chủ mở miệng nói chuyện, tự nhiên có người đến gánh chịu mọi chuyện cần thiết. Hoa Trục Nguyệt nguy cơ cũng liền giải quyết dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói, cơ bộ Diêu sinh tử chưa biết, coi như hắn còn sống, nếu như có chủ tâm trốn đi, ta lại đi chỗ nào tìm hắn. Mặc Hàm nói, hiện tại Lan Hoa Môn đang đứng ở rắn mất đầu trạng thái, luận tư lịch luận thực lực, nên là Hà Đông Tổng Giám Đốc Phan Thiên Hóa tới thay thế cơ bộ Diêu, bất quá dựa theo quá khứ quy củ, cơ bộ Diêu tướng môn chủ chi vị truyền cho hắn hậu đại cũng có khả năng. Dù sao Lan Hoa Môn tại cơ gia trên tay đã trải qua năm đời, hắn không phải còn có cái nữ nhi à? Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, nếu như là Phan Thiên Hóa trở thành Lan Hoa Môn tông chủ, chỉ sợ Hoa Trục Nguyệt sự tình lại không đảo ngược khả năng,
so sánh với mà nói, còn không bằng Cơ Giai Giai kế thừa vị trí tông chủ, bất quá cô nàng này chỉ là một cái chưa lớn lên tiểu hài tử, nàng há có thể đảm đương trách nhiệm. Mặc Hàm nói, Lan Hoa Môn sự tình ngoại nhân không tiện nhúng tay, ta khuyên ngươi vẫn là khoanh tay đứng nhìn tốt, để tránh tự rước lấy họa. Hứa Thuần Lương cười nói, đa tạ nhắc nhở. Kết thúc trò chuyện về sau, ánh mắt rơi trên bàn hộp giấy bên trên, Lý Tú Mai chuyển giao cho hắn cái này chuyển phát nhanh còn không tới kịp mở ra. Hứa Thuần Lương nhìn một chút phía trên gửi kiện địa chỉ liền ở kinh thành bản địa, trong lòng càng có chút buồn bực, đến tột cùng là ai gửi vật này cho mình. Chẳng lẽ là Lý Sương Mẫn vì đổi lấy giải dược gửi tới Sương Rồng. Nghĩ lại vật quý giá như vậy, nên sẽ không lấy như thế qua loa phương thức gả cho hắn. Hứa Thuần Lương mở ra hộp giấy, bên trong là một cái bao bố, mở ra trong bao vải lại là một con tựa như hoa lan thiết thủ điêu kiện. Hứa Thuần Lương nội tâm lấy làm kinh hãi, thứ này gọi hoa lan lệnh, chính là huyền thiết chế tác mà thành, chính là Lan Hoa Môn tông chủ tín vật, đối Lan Hoa Môn ý nghĩa đồng đẳng với cùng môn lục trúc trượng. Hứa Thuần Lương kiểm tra một chút hộp giấy, bên trong còn có một tờ giấy, trên đó viết, trăng tròn hoa thắm, giai kỳ như mộng. Hứa Thuần Lương nhìn một chút bao bên ngoài lắp đặt ngày, chuyển phát nhanh gửi ra thời gian hẳn là hôm qua buổi sáng, lúc ấy mình chưa cùng Cơ Bộ Diêu gặp mặt, nói cách khác Cơ Bộ Diêu tại tối hôm qua mất tích trước đó đã kế hoạch tốt hết thảy. Cầm lấy kia hoa lan lệnh, lật quay tới, chỉ gặp thiết thủ trên lòng bàn tay, có ba cái đỏ tươi chữ nhỏ, Cơ Giai Giai. Xem ra Cơ Bộ Diêu hướng vào người nối nghiệp chính là nữ nhi của hắn. Chỉ là Cơ Bộ Diêu vì sao muốn tướng cái này liên quan đến Lan Hoa Môn truyền thừa tín vật gửi đến trên tay mình. Trăng tròn hoa thắm, giai kỳ như mộng, câu nói này nửa câu đầu bên trong hoa hẳn là đại biểu cho hoa trục nguyệt, nửa câu sau tốt chữ ứng đương đại biểu lấy Cơ Giai Giai, từ chữ trên mặt ý tứ có thể hiểu thành, chỉ cần Cơ Giai Giai không sự tình như vậy hoa trục nguyệt cũng liền bình an vô sự. Chẳng lẽ người này đã dự liệu được hắn mất tích về sau, hoa trục nguyệt sẽ xảy ra chuyện, mà nữ nhi của hắn chỉ có tự mình ra tay mới có thể chữa trị. Hắn tướng hoa lan khiến gửi cho mục đích của mình là muốn mình chữa khỏi Cơ Giai Giai, cũng đỡ thực nàng kế thừa Lan Hoa Môn, cũng chỉ có như vậy, mới có thể bảo trụ hoa trục nguyệt. Chỉ là Cơ Bộ Diêu làm sao có thể cam đoan hoa trục nguyệt thoát khốn. Xem ra người này nhất định lưu có hậu thủ, cố gắng hắn vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hết thảy. Thẳng nếu thật sự là như thế, Cơ Bộ Diêu tâm cơ của người này cũng quá sâu một chút, bất quá Hứa Thuần Lương trăm mối vẫn không có cách giải địa phương ở chỗ, coi như hắn đối y thuật của mình có lòng tin, lại có thể nào kết luận mình có thể bồi dưỡng Cơ Giai Giai trở thành Lan Hoa Môn chủ nhân tương lai. Mời Hứa Thuần Lương tiến về Diệp gia cũng không phải là Chu thư ký bản ý, mà là Diệp Sương Nguyên chuyên môn nâng lên Hứa Thuần Lương danh tự, để Chu thư ký mời hắn cùng đi. Chu thư ký còn tưởng rằng Diệp Sương Nguyên là vì lần trước trị liệu mặt đơ sự tình biểu thị cảm tạ, trên đường hướng Hứa Thuần Lương nói, Diệp chủ nhiệm người này đặc biệt trọng cảm tình, tối nay là hắn chuyên mời ngươi đi qua. Hứa Thuần Lương giả ra có chút sợ hãi dáng vẻ, Chu thư ký, ta thật đúng là có chút khẩn trương đâu. Chu thư ký cười nói, có cái gì tốt khẩn trương? Diệp gia mỗi người đều không có vẻ kiêu ngạo gì. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, Chu thư ký cũng không biết hắn cùng Diệp gia nguồn gốc. Chu thư ký rốt cục vẫn là sách đến nhi tử sự tình, Thuần Lương a, người gần nhất có hay không thấy qua Đức Minh? Hứa Thuần Lương nói, hai ngày trước còn cùng nhau ăn cơm đâu, làm sao, ngài lần này tới kinh không có cùng gặp mặt hắn sao? Chu thư ký lắc đầu nói, ta hai ngày này vội vàng công vụ, làm sao có thời giờ cùng gặp mặt hắn, hắn lại không chủ động tới tìm ta, thật sự là không hiểu rõ các ngươi những người tuổi trẻ này, có phải hay không trưởng thành đều không thích cùng phụ mẫu cùng một chỗ? Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười, có thể là có khoảng cách thế hệ A Đức Minh còn tốt, ta cảm giác hắn so ta nghe lời nhiều. Chu thư ký nói, đi qua ta cũng cảm thấy hắn nghe lời, nhưng bây giờ càng ngày càng phát hiện, hắn vẫn rất có chủ kiến, nhất là trong năm nay, thế mà bắt đầu có chút phản nghịch. Hứa Thuần Lương nói, không phải nói nam nhân phản nghịch là thành thục bắt đầu. Chu thư ký nói, ta làm sao chưa nghe nói qua dạng này thuyết pháp. Trương Tùng, người nghe nói qua chưa? Ngồi ghế cạnh tài xế thư ký Trương Tùng vẫn luôn đang nghe bọn hắn nói chuyện, nhiều năm qua đã thành thói quen quyết định lãnh đạo không đặt câu hỏi, hắn không sẽ chủ động chen vào nói, nhưng là lãnh đạo hỏi, hắn khẳng định phải kịp thời đáp lại, Chu thư ký, ta giống như cũng đã được nghe nói, ai lúc còn trẻ không phản nghịch a, tiểu Hứa liền rất phản nghịch. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài đừng bắt ta nói sự tình a. Chu thư ký nở nụ cười, người kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút an ủi, đúng.
ta nghe nói hắn gần nhất quen biết một cái cảng đảo nữ hài. Hứa Thuần Lương nói, ngài là nói biểu muội ta đi. Chu thư ký nói, biểu muội ngươi. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra, tìm ra một chương chân thuần ảnh chụp cho hắn nhìn. Chu thư ký mang lên trên kính viễn thị, thấy phi thường cẩn thận, dù sao có thể là hắn con dâu tương lai, nhìn trong chốc lát nói, biểu muội ngươi rất xinh đẹp, ngươi giới thiệu. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian phủ nhận, đều niên đại gì, đâu còn hưng cái này, ngài còn nhớ rõ lần trước Đức Minh bồi Chu nãi nãi đi Nguy Sơn đảo chơi, vừa vặn biểu muội ta đi tìm ta, hai người bọn hắn gặp được, lúc ấy trò chuyện rất ném duyên, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn đến tiếp sau còn có phát triển. Chu thư ký ý vị thâm trường nói, khả năng đây chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đi. Hứa Thuần Lương lo lắng Chu thư ký cho rằng chuyện này là mình cố ý an bài, cố ý nói, kỳ thật yêu đương cùng kết hôn là hai chuyện khác nhau, bọn hắn đều còn nhỏ. Chu thư ký nói, lời này của ngươi ta nhưng không tán đồng, không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương chính là đùa nghịch lưu manh, ta nhìn tiểu nha đầu này rất tốt, đúng, cha mẹ của nàng làm cái gì? Hứa Thuần Lương giới thiệu sơ lược một chút. Đối tiểu cô cùng Dượng Út ly hôn sự tình cũng không có dấu giếm, lấy Chu thư ký năng lực, nói không chừng đã sớm đem chân thuần bối cảnh tra xét cái rõ ràng, tận lực giấu giếm ngược lại không tốt. Chu thư ký nói, phần tử trí thức cao cấp gia đình A đúng, các loại trở về, người giúp ta hẹn hẹn, hai chúng ta người nhà gặp mặt một lần. Hứa Thuần Lương nhịn không được cười lên, Chu thư ký, ngài có phải hay không quá gấp điểm, hai người bọn hắn còn chưa tới gặp gia trưởng tình trạng đi. Ta cảm thấy vẫn là để bọn hắn tự do phát triển. Chu thư ký nói, gặp mặt cũng không có gì chỗ xấu, đúng không Trương Tùng? Chu thư ký nói đúng. Tại Trương Tùng xem ra, Chu thư ký quyết định tất cả đều là đúng. Có thể được đến Diệp Gia Gia Yến mở tiệc chiêu đãi, đối Chu thư ký mà nói tiêu chuẩn này so kinh thành cái nào khách sạn cũng cao hơn. Gần nhất phát cải ủy xuất thay liên quan tới hoàn thiện đường sắt quy hoạch kiến thiết ý kiến thông chi quy định, một trong số đó chính là không được phi quy tiến hành tàu điện ngầm cùng tàu điện kiến thiết. Chủ yếu là nhằm vào trước một đoạn thời kỳ, các nhao nhao lên ngựa tàu điện ngầm, tàu điện kiến thiết hành vi. Chủ yếu là rất nhiều thành thị tàu điện ngầm kiến thiết cùng bản thân thành thị quy mô không hợp, tồn tại lãng phí tài nguyên hiện tượng, cho nên quốc gia bắt đầu đối phương diện này tiến hành nghiêm ngặt xét duyệt, đối với mới xin rất nhiều hạng mục tiến hành tạm thời gác lại, đối với trước đây đã trả lời bộ phận công trình cũng tiến hành một lần nữa xét duyệt. Đông Châu tàu điện ngầm 2 kỳ công trình trước đây đã được đến trả lời, số 3 tuyến 2 kỳ cùng số 6 tuyến đồng thời công trình đã khởi công, nhưng là cùng thuộc 2 kỳ công trình số 4 tuyến cùng số 5 tuyến bây giờ vẫn còn khảo sát giai đoạn, dám tại trước mắt chính sách, cũng có thật nhiều nghe đồn. Chu thư ký trong lòng cũng không nỡ, Đông Châu tại Bình Hải mặc dù là nhân khẩu thành phố lớn, nhưng là những năm gần đây hiện lên nhân khẩu chỉ toàn chảy ra xu thế, Đông Châu GDP tại trong tỉnh ở thứ 6. Nhưng là ở tàu điện ngầm kiến thiết trên đã ổn cư trong tỉnh trước ba, cái này tự nhiên cũng bị không ít chỉ trích, trong đó rất lớn một bộ phận thanh âm liền đến từ huynh đệ thành thị. Chu thư ký hôm nay tới đây chính là muốn nhanh chóng chứng thực hai kỳ công trình, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là tại mình đảm nhiệm bên trên, tàu điện ngầm hai kỳ công trình tất cả đều khởi công kiến thiết. Tàu điện ngầm kiến thiết đối Đông Châu cái này tòa thành phố cổ xưa cực kỳ trọng yếu, bọn hắn nhất định phải bắt lấy lần này kỳ ngộ, chế tạo khu vực trung tâm thành thị. Đến kinh trước đó, Chu thư ký chuyên đi một chuyến Nam Giang, thu được tỉnh lý ủng hộ. Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Diệp Sương Nguyên trong tay, có thể nói chỉ cần hắn gật đầu, Đông Châu tàu điện ngầm hai kỳ công trình liền không tồn tại vấn đề gì, cho nên Chu thư ký gần nhất tấp nập bái phỏng Diệp gia, hy vọng có thể đến cái này bạn nối khố ủng hộ. Hắn cũng rõ ràng, đến Diệp Sương Nguyên loại này cấp bậc, làm việc là không thể nào trộn lẫn quá nhiều cá nhân cảm tình. Hắn nhất định phải đầy đủ tỏ rõ Đông Châu phát triển tiền cảnh, dùng sự thực số liệu tới nói phục Diệp Sương Nguyên, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho Đông Châu từ một đám đối thủ cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Để Chu thư ký không nghĩ tới chính là, đêm nay Diệp lão tự mình tham gia tiệc tối, cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được, Diệp lão có mặt cũng không phải là hướng về phía mình, mà là bởi vì Hứa Thuần Lương. Diệp lão cùng mình giao lưu chỉ là lưu vu biểu diện. Lời nói bên trong toát ra khách sáo, mà cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp lão hoàn toàn biểu hiện được giống như là một cái khoan hậu trưởng giả, không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Sau bữa ăn, Diệp lão còn chuyên môn mời Hứa Thuần Lương đi thư phòng chỉ điểm một chút hắn ngũ cầm hí quyết khiếu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Diệp lão đối Hứa Thuần Lương thiên vị. Chu thư ký thì cùng Diệp Sương Nguyên đi phòng trà uống trà, đơn độc trao đổi Đông Châu tàu điện ngầm quy hoạch,
hắn phải bắt được thời cơ này thắng được Diệp Sương Nguyên đối ủng hộ của mình. Diệp Sương Nguyên nói, lão Chu A, người cùng Tiểu Hứa là thế nào nhận thức? Chu thư ký nói, việc này nói rất dài dòng A, ta cũng không gạt ngươi, nhi tử ta hiện tại đang cùng biểu muội hắn yêu đương. Diệp Sương Nguyên được nghe tin tức này không thể nín được cười, khó trách các ngươi quen như vậy biết. Chu thư ký thừa cơ hỏi, ta nhớ được, Tiểu Hứa vẫn là ta giới thiệu các ngươi nhận biết, làm sao cảm giác, các ngươi hiện tại quan hệ so với chúng ta còn muốn hôn gần đâu. Diệp Sương Nguyên đương nhiên sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế, cười nói, ta con rể muội muội gọi Mai Như Tuyết tại các ngươi Đông Châu khu công nghệ cao công việc. Chu thư ký vỗ vỗ trán của mình nói, ngươi nhìn ta thật sự là hồ đồ rồi, làm sao thanh cái tầng quan hệ này đem quên đi, như thế nói đến, chúng ta cũng coi là có chút quan hệ thân thích. Chu thư ký cũng không hồ đồ, có chút quan hệ mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng là nếu như người ta không chủ động nhắc tới, hắn sẽ chỉ giả bộ như không biết, thể chế bên trong, xử lý bất kỳ quan hệ gì không thể chỉ nhìn bề ngoài. Diệp Kiều hai nhà mặc dù là thân gia, nhưng là chân chính quan hệ như thế nào chỉ có hai nhà bọn họ chính mình mới biết. Diệp Sương Nguyên nói, đây chính là thường nói thân càng thêm thân. Chu thư ký trong lòng âm thầm vui mừng, Diệp Sương Nguyên chủ động nhắc tới cái tầng quan hệ này, liền chứng minh hắn không có cùng mình giữ một khoảng cách ý tứ. Hứa Thuần Lương trợ giúp Diệp Lão bắt mạch về sau, xác định Diệp Lão hiện tại thân thể đã khôi phục như thường, nên nói càng hơn trước kia, liền Diệp Lão chính mình cũng rõ ràng cảm giác được trạng thái tinh thần rõ ràng so với quá khứ có chỗ cải thiện. Diệp Lão thanh mình mới nhất kiểm tra sức khỏe báo cáo nhanh cho Hứa Thuần Lương nhìn, vui mừng nói, đây là ta mới nhất kiểm tra sức khỏe báo cáo, hoàn toàn khôi phục bình thường, trong đầu viên kia đồ vật đã triệt để biến mất không thấy, cái này đều phải may mắn mà có người a. Hứa Thuần Lương nói, Diệp Lão, đây đều là ngài phúc của mình báo cùng tạo hóa. Diệp Lão đương nhiên không tin cái gì phúc báo mà nói, hắn phi thường rõ ràng tình huống của mình, nếu như không phải cháu rể Kiều Như Long mời tới Hứa Thuần Lương, chỉ sợ hắn chỉ còn lại giải phẫu một lựa chọn, cự tuyệt giải phẫu mang ý nghĩa hắn một con đường chết, đồng ý giải phẫu, coi như may mắn nhặt về một cái mạng, 89 phần 10 cũng lại biến thành một bộ mất đi ký ức cái xác không hồn, tại Diệp Lão xem ra, kia so chết còn muốn thống khổ. Diệp Lão nói, Thuần Lương a, lần này ngươi vì ta bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, hiện đang hồi tưởng lại đến chữa bệnh quá trình thật đúng là cửu tử nhất sinh, may mắn ngài ý chí đầy đủ kiên định, không phải ta coi như đem hết toàn lực cũng vô pháp giải quyết vấn đề của ngài, tại ngài trên thân ta tính là chân chính cảm nhận được thế hệ trước kiên cường cách mạng ý chí, để cho ta thu hoạch rất nhiều. Diệp Lão nghe được mặt mày hớn hở, tiểu tử này nói chuyện thật sự là chi kỷ, giúp mình như thế đại ân, khó được hắn còn không tham công, không cầu hồi báo, dạng này người trẻ tuổi đã càng ngày càng ít. Diệp Lão nói đến kỳ quái, người giúp ta trị liệu về sau, ta cảm giác tinh thần của mình càng hơn trước kia, trạng thái thân thể tựa hồ về tới 10 năm trước dáng vẻ. Hứa Thuần Lương lời nói thật thực nói ra, đây là bởi vì ta đang giúp ngài già trị liệu quá trình bên trong, dùng nội lực đả thông ngài hai mạch nhâm đốc, đối với ngài già tới nói cũng coi là thu hoạch ngoài ý liệu, ở đây trên cơ sở nếu như tiến đi dưỡng khí tu thân rèn luyện, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Ta không dám nói ngài có thể phản lão hoàn đồng trường sinh bất lão, nhưng là khử bệnh cường thân kéo dài tuổi thọ khẳng định là không có vấn đề. Đến Diệp Lão tuổi tác như vậy quan tâm nhất tất nhiên chính xác là kéo dài tuổi thọ, lấy cảnh giới của hắn cùng kiến thức đương nhiên sẽ không cưỡng cầu cái gì trường sinh bất lão, sớm đã tiếp nhận mình già đi sự thật, nhưng là hắn hy vọng có thể kiện kiện khang khang vượt qua hoàng hôn thời gian, cũng có thể vì nước nhà cùng nhân dân phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Diệp Lão lập tức hướng Hứa Thuần Lương thỉnh giáo dưỡng khí tu thân phương pháp. Hứa Thuần Lương lần này cũng đến có chuẩn bị, tướng mình từ thiên dưỡng thiên, bên trong tinh giản diễn hóa mà đến một bộ luyện khí phương pháp dạy cho Diệp Lão. Kỳ thật sớm nhất bộ này phương pháp là vì trợ giúp Đông Nghiễm Sinh chữa bệnh, hắn tổng kết diễn hóa mà thành, tác dụng có thể thông kinh sinh tùy, về sau lại nhiều lần sửa chữa tận lực để bộ công pháp này trở nên giản tiện dễ hiểu, càng thiên về tại bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Cho dù là Diệp Lão loại này không có chút nào tu luyện cơ sở người, lý giải khởi đến cũng rất dễ dàng. Hai người một nguyện ý dạy, một nguyện ý học. Diệp Lão tại Hứa Thuần Lương chỉ đạo hạ rất mau đem bộ này phương pháp tu luyện nắm giữ, thành công vận khí một tuần sau, lập tức cảm giác được tinh thần phấn chấn, phảng phất toàn thân tràn đầy sức sống. Diệp Lão cảm khái nói, đi qua ta một thẳng đều tin tưởng Trung Hoa y học bác đại tinh thâm, nhưng là ta nói không nên lời cụ thể tốt ở nơi nào, trải qua ngươi tự thân dạy dỗ. Ta đối Trung Hoa y học mới có khắc sâu trải nghiệm,
về sau ta sẽ hết sức là truyền thống y học làm chút sự tình, vì bảo vệ trung y tranh thủ một chút chính sách. Hứa Thuần Lương mừng thầm trong lòng, hắn rõ ràng Diệp lão lực ảnh hưởng, Diệp lão đã nói như vậy, liền khẳng định sẽ làm như vậy, nếu như vậy tỉnh lại người trong nước đối trung y coi trọng, mình cũng coi là công đức một kiện. Diệp lão tính tình sáng sủa sau khi khỏi bệnh, trong lòng phiền muộn càng là quét sạch, hắn cùng Hứa Thuần Lương mở lên trò đùa, Thuần Lương, không bằng ta bái ngươi làm lão sư có được hay không? Hứa Thuần Lương nói, không dám không dám, ngài là ta nhân sinh mẫu mực, nên là ta bái ngài làm lão sư mới đúng. Diệp lão nói, Thuần Lương a, ta có một ý tưởng, không biết ý của ngươi như nào. Hứa Thuần Lương nói, ngài có chuyện gì chỉ cần phân phó. Diệp lão nói, ta có hai đứa con trai hai cái nữ nhi, nhưng là đời cháu tất cả đều là nữ nhi, không có một cái nào nam đinh, ta và ngươi mặc dù gặp mặt không nhiều, thế nhưng lại có loại mới quen đã thân cảm giác, ta cố ý nhận ngươi là cháu nuôi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Hứa Thuần Lương thật đúng là không nghĩ tới, Diệp lão muốn nhận mình đương cháu nuôi, người ta thanh nói đến phi thường minh bạch, hắn không có cháu trai, lại cùng Hứa Thuần Lương đặc biệt hợp ý, cho nên nghĩ nhận hắn. Trên xã hội nhận làm khuê nữ rất phổ biến, nhưng là trực tiếp nhận cháu nuôi thật đúng là không nhiều, đoán chừng Diệp lão là cân nhắc đến Hứa Thuần Lương tuổi còn rất trẻ, không phải trực tiếp nhận con nuôi, nếu thực như thế, Kiều Như Long chẳng phải là muốn xưng mình một đời. Hứa Thuần Lương nói, Diệp lão, ta. Diệp lão nói, người đừng vội trả lời ta, ta đã trưng cầu qua hai đứa con trai ý kiến, bọn hắn đều phi thường đồng ý. Hứa Thuần Lương cũng không phải không đồng ý, lấy Diệp lão thân phận và địa vị, nhận mình đương cháu nuôi, kia đồng đẳng với cho hắn một cái để cho người ta ngưỡng vọng thân phận. Hứa Thuần Lương nhìn qua mặt mũi tràn đầy tha thiết Diệp lão, cười nói cá nhân ta tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là ta nghĩ trưng cầu một chút gia gia của ta ý kiến. Diệp lão cười nói, người cái này gọi điện thoại cho hắn. Chinh chiến cả đời Diệp lão cũng là người thống khoái. Hứa Thuần Lương lúc này cho gia gia gọi điện thoại, hắn đối Diệp lão giới thiệu chính là Mai Như Tuyết tẩu tử ông nội. Hứa Trường Thiện nghe xong lập tức đáp ứng xuống, ông nội nuôi nhận lại nhiều cũng không sợ, ai còn có thể thay thế mình cái này ông nội địa vị hay sao? Liền Hứa Thuần Lương chính mình cũng không nghĩ tới chuyện này ra ra đáp ứng sảng khoái như vậy. Diệp lão nghe nói Hứa Trường Thiện đáp ứng, lập tức đem cái này tin vui thông chi người nhà. Chu thư ký chính cùng Diệp Sương Nguyên trò chuyện sát đâu, đột nhiên nghe nói Diệp lão nhận Hứa Thuần Lương đương cháu nuôi, lập tức có loại song hỷ lâm môn cảm giác. Diệp ra cánh cửa mà cũng không phải người bình thường có thể trèo lên, lần này là Diệp lão chủ động nhận thân, ngẫm lại Hứa Thuần Lương tiểu tử này thật đúng là làm người khác ưa thích, Diệp lão cháu nuôi, Kiều lão tương lai cháu rể. Diệp Sương Nguyên cùng Diệp Sương Tuyền hai người huynh đệ đã sớm biết lão gia tử tâm tư, Diệp lão nhận Hứa Thuần Lương là cháu nuôi, một là từ đáy lòng thích tiểu tử này, hai là có lấy loại phương thức này trả nhân tình ý tứ, đừng nhìn Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết ngay tại yêu đương. Nhưng là tại bọn hắn cấp này tầng giảng cứu cái môn đang hộ đối, đến bây giờ Kiều Như Long cũng không có công khai thừa nhận qua Hứa Thuần Lương chính là hắn muội phu. Diệp Thanh Nhã cũng cùng ra ra tự mình trò chuyện khởi qua Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết một lần gặp phải lực cản, Diệp lão làm như vậy tương đương là về sau làm nền, nếu là Kiều gia về sau phản đối Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết việc hôn nhân, thân là ông nội nuôi Diệp lão liền có thể danh chính ngôn thuận ra mặt. Có cách cục người từ không xem thường báo đáp, nhưng là sẽ rất ít nợ ơn người khác. Diệp lão lấy ra sớm đã chuẩn bị xong lễ vật, một khối bái nạp biển thanh đồng đồng hồ, cái này biểu còn là năm đó Diệp lão xuất lĩnh quân hạm đi thăm châu Âu thời điểm người ta đưa cho hắn lễ vật. Diệp Sương Nguyên hai huynh đệ tuổi trẻ lúc sau đều nhớ thương qua, nhưng lão gia tử xem như chân bảo liền đụng đều không có để bọn hắn chạm qua, nghĩ không ra hiện tại đưa cho Hứa Thuần Lương. Diệp lão tự tay cho Hứa Thuần Lương đeo lên đồng hồ, Hứa Thuần Lương cho lão gia tử dập đầu lại ba cái. Diệp lão để hắn về sau xưng hô Diệp Sương Nguyên cùng Diệp Sương Tuyền hai người là nhị thúc tam thúc, nói tóm lại sau này sẽ là người một nhà. Chu thư ký là Hứa Thuần Lương cảm thấy cao hứng đồng thời cũng đã trở thành trực tiếp người được lợi, ban đêm rời đi thời điểm, Diệp Sương Nguyên cho phái một viên thuốc an thần, Đông Châu tàu điện ngầm hai kỳ công trình không có vấn đề gì, đương nhiên là tổng hợp bình chắc kết quả, Đông Châu phù hợp điều kiện, nhưng trong nước điều kiện phù hợp nhiều. Như nói không có một chút xíu ân tình thành phần ở bên trong cũng không có khả năng. Hứa Thuần Lương trở lại Đông Châu chú kinh bản, cho Tạ Viễn Trinh phát một cái tin, hỏi thăm Hoa Trục Nguyệt tình hình gần đây, nhưng từ Tạ Viễn Trinh nơi đó biết được, Hoa Trục Nguyệt đã vừa mới bị nộp tiền bảo lãnh. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian liên hệ Hoa Trục Nguyệt, Hoa Trục Nguyệt trước mắt đã rời đi cục cảnh sát, Cơ Giai Giai cũng đi cùng với nàng.
Hứa Thuần Lương nhớ tới viên kia hoa lan lệnh, chuyện này nhất định phải để Hoa Trục Nguyệt biết, mà lại tốt nhất vẫn là ở trước mặt nói cho nàng. Hoa Trục Nguyệt phát cờ bộ diêu nơi ở cho Hứa Thuần Lương, cờ bộ diêu vật nghiệp đông đảo, tòa này tứ hợp viện là hắn ở kinh thành thường trú địa phương, khoảng cách Lam Tinh cao ốc không xa. Hứa Thuần Lương đạt tới thời điểm, Hoa Trục Nguyệt cùng Cơ Dai Dai mới đến không lâu, bên người còn có một vị luật sư, hắn là Lam Tinh tập đoàn thủ tịch cố vấn pháp luật La Kiến Minh, Hoa Trục Nguyệt nộp tiền bảo lãnh thủ tục chính là hắn hỗ trợ làm. 1. Hoa Trục Nguyệt cùng Hứa Thuần Lương cùng đi đến trong viện, nhẹ giọng thở dài nói, ta không phải đã nói với ngươi, việc này ngươi tốt nhất đừng tham gia. Hứa Thuần Lương vào bên trong nhìn thoáng qua, chính giữa phòng ốc bên trong lộ ra ánh đèn, La Kiến Minh đang cùng Cơ Dai Dai trò chuyện gia sản sự tình. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, bây giờ không phải là ta giới không can dự vấn đề, là lão Cơ đã sớm kế hoạch tốt kéo ta vào cuộc. Hoa Trục Nguyệt ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương đang muốn tướng hoa lan lệnh sự tình nói cho Hoa Trục Nguyệt, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, bảo mẫu vừa mở ra đại môn, liền có hơn 10 tên nam tử cùng nhau chen vào. Hoa Trục Nguyệt cả giận nói, làm càn, ai bảo các ngươi tiến đến? Nàng nhận ra trong đó có không ít đều là người trong bản môn. Mặc dù mọi người đều là đồng môn, nhưng là ban đêm xông vào tư trạch, liền chuông cửa đều chẳng muốn nhấn, đổi thành môn chủ cơ bộ diêu khi còn sống, bọn hắn quả quyết là không dám làm như vậy. Một thân mặc tây trang màu đen nam tử trung niên chậm rãi đi đến, hắn đi đứng không tốt, đi đường hơi cà thọt, bên người một mặt mũi tràn đầy ngạo khí người trẻ tuổi đỡ lấy hắn. Hứa Thuần Lương nhận ra tên kia người trẻ tuổi, chính là OMMIA lão bản Phan Vệ Đông, trung niên nam tử này chính là phụ thân của hắn. Tại Lan Hoa Môn danh vọng như mặt trời ban trưa Phan Thiên Hóa. Phan Thiên Hóa đồng thời cũng là Hà Đông Tổng Giám Đốc, theo những năm gần đây Hà Đông phi tốc phát triển, hắn sớm đã trở thành có thực lực cùng cơ bộ diêu vật tay đại lão, cho dù là cơ bộ diêu mất tích trận đánh lúc trước Phan Thiên Hóa phong mang cũng lựa chọn tránh lui. Tại cả nước phạm vi bên trong đại quy mô quan ngừng hộp đêm cùng quầy rượu sinh ý, chính là bức bách tại Hà Đông cho áp lực của hắn. Tại Lan Hoa Môn nội bộ cũng không ít để cơ bộ diêu thoái vị tiếng hô. Bất kỳ cái gì tổ chức cuối cùng cũng là vì lợi ích, đương một vị người lãnh đạo không cách nào thỏa mãn bộ hạ đối lợi ích nhu cầu về sau, đứng trước phản bội cùng đổ qua cũng là bình thường. Hoa Trục Nguyệt lạnh lùng nhìn qua Phan Vệ Đông, lúc này lại có mấy vị trong môn nguyên lão lần lượt đến. Hoa Trục Nguyệt nói, Phan Tổng, có chuyện gì không thể chờ đến ngày mai bàn lại. Cái này hơn nửa đêm nhất định phải làm ra như thế lớn chiến trận, người không sợ dọa sợ tiểu hài tử. Phan Thiên Hóa mỉm cười nói, ta nghe nói Dai Dai trở về, cho nên cùng những này thúc thúc bá bá chuyên tới xem một chút, dù sao nàng vẫn chỉ là đứa bé, phụ thân qua đời đối nàng đả kích nhất định rất lớn. Hoa Trục Nguyệt nói, ai nói Cơ Tổng qua đời? Phan Tổng chỗ nào nghe được lời đồn? Phan Vệ Đông một bên nói, Hoa Trục Nguyệt, người trang cái gì trang? Tất cả mọi người biết, Cơ Tổng tối hôm qua bị người đẩy lên hồ cá bên trong cho ăn cá mập, hài cốt không còn a. Hoa Trục Nguyệt châm chọc nói, cảnh sát đều không có định án, người ở đâu ra tin tức. Người cứ như vậy hy vọng Cơ Tổng ngộ hại. Phan Vệ Đông chỉ vào Hoa Trục Nguyệt nói, người không muốn vừa ăn cướp vừa la làng, Cơ Tổng chính là người hại chết. Hoa Trục Nguyệt mắt phượng bắn ra hai đạo khiếp người hàn mang, bỗng nhiên vung tay lên, nàng muốn thưởng cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng hai cái bạt tai. Phan Thiên Hóa kịp thời phát giác Hoa Trục Nguyệt động cơ, duỗi tay nắm chặt Hoa Trục Nguyệt cổ tay nói, Trục Nguyệt. Bớt giận nha, Vệ Đông cũng là bởi vì Cơ Tổng sự tình quá thương tâm, cho nên không lựa lời nói. Một bên có người thở dài nói, họa từ miệng mà ra, rất nhiều người chính là chết tại chương này phá ngoài miệng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là Hứa Thuần Lương mở miệng. Phan Vệ Đông hung dữ tiếp cận Hứa Thuần Lương, họ Hứa, đây là Lan Hoa Môn nội bộ sự tình, không thể làm chung còn không cút nhanh lên ra ngoài. Hoa Trục Nguyệt không muốn Hứa Thuần Lương liên lụy tới Lan Hoa Môn ân oán bên trong đến, đang muốn khuyên hắn rời đi. Lúc này cửa phòng mở ra, Cơ Dai Dai từ phòng bên trong đi ra, trong tay mang theo một cây gậy tròn, chỉ vào Phan Vệ Đông nói, ở đâu ra chó hoang gọi bậy, nơi này là nhà ta, họ Hứa chính là ta mời tới khách nhân, ngươi có tư cách gì đuổi người. Nên lăn chính là ngươi. Phan Thiên Hóa nhìn thấy Cơ Dai Dai hiện thân, ngăn lại nhi tử phát tác, cười rạng rỡ nói, Dai Dai. Ngươi còn nhớ ta không? Ta là ngươi Phan bá bá. Cơ Dai Dai khinh thường lườm hắn một cái, ta tại sao muốn nhận biết ngươi? Vừa rồi nện nhà ta đại môn chính là ngươi sao? Không biết nhấn chuông cửa sao? Ây, là như thế này, chúng ta chuyên tới thăm hỏi ngươi. Thăm hỏi ta,
Nhiều người như vậy khí thế hung hăng xông tới nhà ta, diễu võ dương oai, lại còn nói thăm hỏi ta, các ngươi ra mặt thật là đủ dày, ta muốn các ngươi thăm hỏi a. Ta không biết tốt bao nhiêu, thu hồi các ngươi hư tình giả ý thăm hỏi, bây giờ lập tức từ trong nhà của ta rời đi, không phải ta báo cảnh đem các ngươi tất cả đều bắt lại. Cơ Dài Dài mới mặc kệ cái kia một bộ, một cái liền cha ruột đều không để vào mắt phản nghịch nữ oa, làm sao quan tâm đám này ngoại nhân. Phan Vệ Đông cả giận nói, người nhà đầu này có hay không giáo dưỡng, không biết tôn kính trưởng bối sao. Cơ Dài Dài nói, người có giáo dưỡng, như chó điên chạy tới nhà người khác bên trong cắn loạn sủa loạn. Phan Vệ Đông tức giận đến chỉ vào Cơ Dài Dài mắng, tiểu tam tám, người lặp lại lần nữa. Cơ Dài Dài nghe hắn chửi mình, mang theo gậy tròn liền xông tới, người mắng ai. Cô nãi nãi đập chết cái tên vương bát đản ngươi. Hoa Trục Nguyệt nhanh lên đem nàng ngăn lại, cố vấn pháp luật La Kiến Minh cũng cùng ra, tranh thủ thời gian khuyên nàng tỉnh táo. Hoa Trục Nguyệt nhìn ra Phan Thiên Hóa đêm nay đến có chuẩn bị, cùng hắn cùng đi còn có trong môn mấy vị nhân vật trọng yếu, nàng để Hứa Thuần Lương trước đem Cơ Dài Dài cho đưa đến gian phòng bên trong, tướng Phan Thiên Hóa cùng mấy vị đại lão mời đến tây sảnh. Phan Thiên Hóa trước khi tới đây đã thuyết phục Lan Hoa Môn nhiều vị diện mạo nhân vật, tối nay tới này mục đích đúng là yêu cầu Hoa Lan lệnh. Lan Hoa Môn nguyên lão một trong cửu thúc nói, Hoa Trục Nguyệt, đóng lại cánh cửa này, tất cả mọi người là trong môn người, chúng ta cũng không vòng vèo tử, dễ theo chúng ta hiểu đến tình huống môn chủ lần này giữ nhiều lành ít, cảnh sát đã tại trong hồ cá phát hiện hắn bộ phận di thể. Hoa Trục Nguyệt nhíu mày, từ cửu thúc dùng từ liền biết hắn đã kết luận cơ bộ diêu chết rồi, nàng bình tĩnh nói, cửu thúc. Liên quan tới môn chủ sinh tử, cảnh sát còn vô định luận. Phan Vệ Đông nói, ngươi không muốn cãi chảy cãi cối, môn chủ cuối cùng gặp người chính là ngươi, ngươi hiểm nghi lớn nhất. Phan Thiên Hóa cố ý tướng gương mặt nghiêm, Vệ Đông. Không được hồ thuyết. Phan Vệ Đông nói, ta chỗ nào hồ thuyết rồi. Nàng nếu như không có hiểm nghi, cảnh sát tại sao muốn thanh nàng liệt vào trọng điểm điều tra đối tượng. Nếu như không phải ngài ra mặt, nàng bây giờ còn đang bên trong giam giữ đâu. Lan Hoa Môn một vị khác nguyên lão Hà Cảnh Lương nói, nhà không thể một ngày vô chủ, nước không thể một ngày không có vua, cơ tổng xảy ra chuyện về sau, môn chủ chi vị huyền không, chúng ta thương lượng một chút, nhất định phải nhanh tuyển ra tân nhiệm cửa chủ, mới có thể trấn an lòng người. Kỳ thật từ bọn họ chạy tới, Hoa Trục Nguyệt liền đã đoán được đám người này mục đích, nàng cũng không nóng lòng phát biểu ý kiến, Hà Thúc, ý của ngài là. Hà Cảnh Lương nói, phóng nhãn trong môn, luận tư lịch luận uy vọng. Cũng chỉ có Phan Tổng có tư cách nhất gánh làm môn chủ chức. Phan Thiên Hóa hư tình giả ý nói, Hà Lão, cái này không thể được, ta chỉ sợ không đảm đương nổi. Cửu Thúc nói, Phan Tổng, việc này bỏ ngươi ai? Chúng ta đều biết ngài coi nhẹ danh lợi, nhưng bây giờ chính là Lan Hoa Môn bấp bênh thời điểm, nhất định phải có một cái đức cao vọng trọng người đến ổn định quân tâm, cũng chỉ có ngài mới có thể nhất hô bách ứng. Phan Vệ Đông nói, cha, tất cả mọi người như thế ủng hộ ngài. Ngài cũng đừng chậm trễ. Hoa Trục Nguyệt lạnh lùng nhìn qua đám người này, tướng ăn thật đúng là khó coi, đầu tiên đề cử Phan Thiên Hóa tới đảm nhiệm Lan Hoa Môn môn chủ chi vị, tiếp xuống hắn có phải hay không liền đương nhiên có thể tiếp nhận cơ bộ diêu sinh ý. Cơ Dài Dài về đến phòng bên trong vẫn tức giận bất bình nói, đây là nhà ta tại sao muốn tiếp đãi bọn hắn. Luật sư La Kiến Minh nói, cơ tiểu thư, ngươi không nên kích động, trong bọn họ có thật nhiều người đều là Lam Tinh cổ đông. Cùng các ngươi nhà lợi ích cùng một nhịp thở. Cơ Dài Dài nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Khó nói chúng ta cơ gia đồ vật còn muốn phân cho bọn hắn một phần. La Kiến Minh cười nói, cơ gia đồ vật đương nhiên sẽ không phân cho ngoại nhân, bất quá Lam Tinh công ty là một cái công ty cổ phần, ở trong đó cổ phần cấu thành tương đối phức tạp, cũng không phải một mình ngươi độc chiếm, đúng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ba ba của ngươi trước đó có phải hay không cho ngươi đã thông báo cái gì? Hay là thư tín loại hình đồ vật? Cơ Dài Dài lắc đầu. La Kiến Minh nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, điểm này phi thường trọng yếu, khả năng quan hệ đến tương lai ngươi kế thừa vấn đề. Cơ Dài Dài nói, ta đều lâu như vậy không gặp hắn, hắn mất tích trước đó liền điện thoại cũng không cho ta đánh qua. La Kiến Minh nói, WeChat, bưu kiện loại hình đâu? Cơ Dài Dài không nhịn được nói, ngươi có hết hay không? Hôm nay lặp đi lặp lại hỏi ta. Ta rốt cuộc muốn trả lời ngươi bao nhiêu lần? La Kiến Minh cười nói, đừng nóng vội nha, ta cũng là vì giúp ngươi, đúng, cha ngươi quá khứ có không có đã cho ngươi lễ vật gì, tỉ như túi xách tay xử lý loại hình đồ vật. Ngồi ở một bên uống trà Hứa Thuần Lương trong lòng cảnh giác tỏa ra, người luật sư này cũng chưa chắc đáng tin,
hiện tại Lan Hoa Môn quan tâm nhất đồ vật chỉ sợ sẽ là môn chủ tín vật Hoa Lan Lệnh, cơ bộ Diêu đột nhiên mất tích, Hoa Lan Lệnh không biết tung tích, muốn phục chúng, nhất định phải lấy được Hoa Lan Lệnh. Hứa Thuần Lương bằng trực giác đánh giá ra, La Kiến Minh là cố ý nhấc lên tay xử lý, là muốn thông qua cái này tay chữ thanh cơ dai dai hướng Hoa Lan Lệnh trên dẫn đạo. Cơ dai dai nói, muốn nói hắn lễ vật tặng cho ta nhiều, ta bên này trong phòng liền không ít, có muốn hay không ta đều lấy ra cho ngươi xem qua. La Kiến Minh nói, như thế không còn gì tốt hơn. Cơ dai dai thanh trừng mắt, ngươi tính là cái gì, ta đồ vật vì sao phải cho ngươi nhìn. La Kiến Minh không nghĩ tới cô gái nhỏ này nói trở mặt liền trở mặt, huyền náo hắn cũng là có chút xấu hổ. Cơ dai dai đưa ánh mắt về phía Hứa Thuần Lương nói, thân thủ không tệ a. Hứa Thuần Lương nói, vậy phải xem đi theo so. Cơ dai dai nói, ngươi là Hoa Trục Nguyệt bạn trai a.